Chân Long Chí Tôn Đô Thị, Vương Nhất. Tập 6. Còn một chuyện nữa, cậu em Thành Vũ có thể hỏi giúp tôi một chút, cô Kim khi nào thì có thời gian không? Kim Thành Vũ nhận lấy điều khoản hợp đồng, tâm trạng lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, ánh mắt nóng bỏng mang theo gấp gáp không chờ nổi, đương nhiên là hỏi rồi, nhưng gần đây em họ có hơi bận, đợi có thời gian rồi, tôi nhất định sẽ thông báo cho ngài Văn sớm. Vậy cảm ơn người anh em Thành Vũ. Văn Thái bình thản tươi cười, trong ánh mắt lại lóe lên một tia lạnh băng, Kim Thành Vũ căn bản là không nói với Kim Thúy Như về chuyện của mình, chỉ lấy cớ qua loa đại khái mà thôi. Nhà họ Văn muốn sáng lập thị trường thành phố Thiên An, cách nhanh nhất là hợp tác với Kim Thúy Như của nhà họ Kim, chỉ dựa vào bản thân Văn Thái, chắc chắn không thể gặp được Kim Thúy Như, chỉ có thể nhờ Kim Thành Vũ của nhà họ Kim giới thiệu, nếu không phải vì thế, anh ta đã đá Kim Thành Vũ từ lâu rồi. Nhưng dùng mấy dự án nhỏ lẻ của nhà họ Văn đổi lấy tín nhiệm với Kim Thành Vũ, vẫn rất có giá trị. Nghĩ vậy, tươi cười trên mặt Văn Thái lại đậm hơn vài phần, ánh mắt cũng thêm chút khinh thường. Mặt mày Kim Thành Vũ hồng hào mở hợp đồng ra đọc, Lý Mộng Đình cũng chờ mong Kim Thành Vũ ký tên, trước tiên nắm lấy dự án xây dựng thành phố, vậy thì cô ta có thể có tiền rồi. Nhưng đọc hợp đồng một lát, tươi cười trên mặt Kim Thành Vũ cứng đờ, cuối cùng thu lại nụ cười, thay vào đó chính là vẻ mặt âm trầm. Khó mắt anh ta run rẩy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngay cả cánh tay đang cầm hợp đồng cũng bắt đầu run rẩy nhẹ nhẹ, khiến tờ giấy nhăn nhúm. Sao vậy người em Thành Vũ? Văn Thái quan tâm hỏi. Ánh mắt Lý Mộng Đình cũng nghi hoặc nhìn về phía Kim Thành Vũ, sắc mặt của anh ta có vẻ như không đúng lắm. Còn chưa xem xong, Kim Thành Vũ đã khép hợp đồng lại, mỉm cười nhìn Văn Thái nói, ngài Văn, anh chơi xỏ tôi sao? Lời này vừa nói ra, Văn Thái lập tức không hiểu ra sao, người anh em Thành Vũ, cậu có ý gì chứ? Cái gì mà có ý gì? Kim Thành Vũ lập tức nổi giận, bộp một cái, đập tập hợp đồng xuống trước mặt Văn Thái, tức giận nói, đây căn bản không phải dự án xây dựng thành phố mới, mà chỉ là một dự án có lợi nhuận cực nhỏ. Anh dám lấy cái hợp đồng chó má này lừa tôi? Cái gì? Nghe xong Kim Thành Vũ nói, sắc mặt Lý Mộng Đình biến đổi. Vội cầm lấy hợp đồng đã bị vò nát, xem xét kỹ càng. Xem xong, khuôn mặt của Lý Mộng Đình cũng run rẩy không thôi, cả người cũng run rẩy. Đây. Đây căn bản không phải dự án xây dựng thành phố mới mà bên trên phê duyệt. Dừng một chút, cô ta như nhớ ra cái gì đó, lại nở một nụ cười, quay đầu nhìn về phía Văn Thái. Anh Văn Thái, đừng làm loạn nữa, em biết anh chỉ muốn cho bọn em chút bất ngờ, mau lấy hợp đồng dự án xây dựng thành phố thật ra đây. Nghe vậy, Văn Thái cũng nhộn nhạo đứng lên, vẻ mặt kỳ quái nhìn Kim Thành Vũ và Lý Mộng Đình, không phải các người muốn dự án nhỏ của nhà họ Văn chúng tôi sao, tôi cho các người rồi đó. Nhỏ nhỏ cái mẹ nhà mày. Không chờ Văn Thái nói hết câu, Kim Thành Vũ đã rít lên ngắt lời Văn Thái. Sau đó, một cái tát rất kêu dừng lại trên mặt Lý Mộng Đình, chỉ còn lại tức giận, hoàn toàn bùng nổ, rốt cuộc cô nói gì với anh ta, tôi muốn là dự án xây dựng thành phố mới. Là dự án xây dựng thành phố mới do bên trên phê duyệt xuống. Lý Mộng Đình há hốc mồm, nhất thời quên tránh nên đã ăn ngay một cái tát từ Kim Thành Vũ. Khóe miệng lập tức trào máu, tóc tai rối bù. Thế nhưng Lý Mộng Đình vẫn thừa người ra, thẫn thờ nhìn Văn Thái, như đang mất hồn mất vía. Câm rồi sao, nói rõ không sót một chữ cho tôi. Kim Thành Vũ nổi trận lôi đình, liên tục gào thét với Lý Mộng Đình. Lý Mộng Đình cuối cùng cũng định thần lại, cô ta che mặt, sợ hãi nhìn Kim Thành Vũ, cô ta không dám giấu giếm, kể hết những chuyện cô ta đã nói với Văn Thái về dự án xây dựng thành phố mới trong khách sạn. Hóa ra đây là dự án xây dựng thành phố mới đã được cấp trên phê duyệt và đóng dấu. Vì không thể nói quá rõ nên Lý Mộng Đình đã âm thầm ra ám hiệu, nếu Văn Thái là chủ nhân tòa nhà quốc tế thì chắc chắn sẽ hiểu được mình đang ám chỉ cái gì. Kim Thành Vũ cũng vậy, không thể nói rõ ràng. Nên đã ám hiệu với Văn Thái. Kết quả, Văn Thái lại tưởng bọn họ đang nói về dự án của nhà họ Văn mình, thế là anh ta liền vui vẻ đồng ý. Phịch! Sau khi nghe Lý Mộng Đình nói xong, Kim Thành Vũ như thể bị rút hết sức lực, anh ta vô lực ngã ngồi trên ghế sofa. Vẻ mặt đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt. Anh ta cảm thấy mình như một tên ngốc, tính toán trước sau, kết quả lại thành công cốc hết. Văn Thái giữ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra thứ bọn họ muốn không phải là dự án dưới trướng nhà họ Văn, mà là dự án xây dựng thành phố.
anh đang nói đến dự án xây dựng thành phố mới nào vậy? Anh ta nhìn Kim Thành Vũ và Lý Mộng Đình bằng ánh mắt kỳ lạ, hỏi, tôi không có dự án xây dựng thành phố mới nào dưới quyền nhà họ Văn cả. Bù! Nghe Văn Thái nói xong, Kim Thành Vũ lại ngồi thẳng dậy, hỏi, chẳng phải anh là chủ nhân tòa nhà quốc tế sao? Sao anh lại không biết dự án xây dựng thành phố mới kia được? Giọng nói mang theo chút sợ hãi. Vẻ mặt Văn Thái cũng trở nên kỳ lạ, anh ta nhìn Kim Thành Vũ, hỏi, ai nói với anh tôi là chủ nhân tòa nhà quốc tế? Kim Thành Vũ bỗng chốc bị đả kích nặng nề, đầu óc trở nên trống rỗng. Anh ta mở to mắt nói, em họ của tôi, cô ta nói anh là chủ nhân của tòa nhà quốc tế. Kim Thúy Như, cô Kim. Ánh mắt Văn Thái bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, sau đó như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt đột nhiên trở nên đáng thương. Thật ra, cô Kim nói không sai, tôi quả thật là chủ nhân của tòa nhà quốc tế, nhưng đó là chuyện trong quá khứ rồi. Gì cơ? Đồng tử Kim Thành Vũ co rút, hoàn toàn chết lặng. Văn Thái nói tiếp, tôi là chủ nhân cũ của tòa nhà quốc tế, tôi đã bán tòa nhà quốc tế cho Tăng Quốc Vinh từ lâu rồi. Tôi nghe nói gần đây Tăng Quốc Vinh đã bán lại tòa nhà quốc tế rồi. Lý Mộng Đình cũng mềm nhũn người, ngã ngồi trên ghế, dòng suy nghĩ rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ, còn lẩm bẩm gì đó trong miệng. Anh không phải là chủ nhân của tòa nhà, vậy chủ nhân thực sự của tòa nhà là ai? Văn Thái cũng không an ủi Kim Thành Vũ mà rời đi. Thang máy đang đi xuống, sắc mặt Văn Thái cũng trở nên ảm đạm hơn. Xem ra tôi cũng bị người khác lợi dụng. Ha ha ha. Sau đó, anh ta bật cười, thú vị, thật thú vị, đất Thiên An nhỏ bé lại có rất nhiều nhân tài ẩn giật. Trong lúc đó, trên tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế, Vương Nhất đang ngồi trên ghế dành riêng cho chủ tịch, còn La Chí Viễn đang cung kính đứng bên cạnh. Tổng phụ trách thương hội Hồng Ưng danh tiếng lẫy rừng mà chỉ có thể đứng như một thư ký, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ tạo ra chất động rất lớn cho giới kinh doanh ở Thiên An. Ông chủ, Kim Thành Vũ đã biết chuyện Văn Thái không phải là chủ nhân tòa nhà rồi. La Chí Viễn báo cáo ngọn ngành, bây giờ, cậu ta đang nổi cơn thịnh nộ, cũng đã lật mặt với Văn Thái rồi. Vương Nhất cười nhạt, không bất ngờ trước kết quả này. Trầm ngâm hồi lâu, anh nói tiếp. Tên Văn Thái kia đến Thiên An làm gì? Hình như nhà họ Văn ở Tô Thượng đang gặp phải rắc rối gì đó nên muốn mở thị trường kinh doanh ở Thiên An, họ muốn hợp tác với Kim Thúy Như nhà họ Kim, còn thực tế là muốn ôm đùi Kim Thúy Như. Kim Thúy Như. Vương Nhất nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó, đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn La Chí Viễn, tôi nhớ ra rồi, hình như ông từng mời cô ta gia nhập thương hội Hồng Ưng đúng không? La Chí Viễn bỗng toát mồ hôi hột. Vội vàng giải thích, đúng vậy, lúc đó cô ta mới nổi, mấy ông già trong thương hội cảm thấy sau này cô ta sẽ là một thiên tài kinh doanh nên họ muốn chiêu mộ cô ta, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là Kim Thúy Như dường như không hứng thú với thương hội Hồng Ưng của chúng ta, còn coi thư mời của chúng ta như rác rưởi rồi ném vào thùng rác nữa. Khi nói đến chuyện này, sắc mặt La Chí Viễn có hơi khó coi, đây là lần đầu tiên thương hội Hồng Ưng bị coi thường như vậy. Vương Nhất hờ hững cười, xua tay nói, đây là chuyện bình thường thôi, với những gì tôi biết về cô ta, một thương hội Hồng Ưng nhỏ bé sẽ không thể khiến cô ta hạ thấp bản thân để tham gia đâu. Mí mắt La Chí Viễn giật giật, trong lòng chấn động. Có vẻ như ông chủ có dây dưa dễ má với cô gái Kim Thúy như này. Đừng nhắc tới cô ta nữa, nếu nhà họ Văn đã muốn mở thị trường ở Thiên An thì hãy khiến anh ta đến từ đâu thì cút về lại chỗ đó. Trong mắt Vương Nhất lóe lên một tia sắc bén, anh ra lệnh. Vâng, ông chủ. Sau đó, Vương Nhất lại phát một mệnh lệnh khác, bảo Hồ Hoàng Việt đích thân đến tập đoàn Lệ Tinh và giao dự án xây dựng thành phố mới cho Lý Tổng. Vâng. La Chí Viễn gật đầu, vừa muốn rời đi, lại hỏi, ông chủ, năm nay có rất nhiều dự án xây dựng thành phố, tôi không biết cậu đang nói đến cái nào. Dự án nào có lời nhất? La Chí Viễn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Dự án cải tạo hạ nguồn sông Thiên An, còn dự án thượng nguồn đã được nhà họ Lương, một trong bốn gia tộc lớn ở Thiên An nhận thầu rồi. Vương Nhất phung bút, chính là nó. Tôi e là nhà họ Lương sẽ không đồng ý, họ đã nhận thầu dự án cải tạo thượng nguồn, cũng muốn nhận thầu ở hạ nguồn nữa. Họ dám. Một tia sát ý lóe lên trong mắt Vương Nhất, cái nào thuộc về nhà họ Lương thì sẽ thuộc về nhà họ Lương, chúng ta sẽ không xen vào, nhưng nếu nhà họ Lương quá tham lam.
vươn tay quá xa thì đừng trách chúng ta khiến họ không nhận được dự án nào. Vâng. Sau khi nhận được lệnh từ Vương Nhất, La Chí Viễn cũng thấy chấn động, sau đó đi tới tập đoàn Lệ Tinh. Trong khi đó, ở tập đoàn Lệ Tinh, Lý Khinh Hồng gọi Tôn Kiều và Phương Huệ đến văn phòng tổng giám đốc lần nữa. Tôn Kiều như thể đang xem trò hay, vui sướng trên nỗi đau của người khác, còn Phương Huệ thì vừa ấm ức vừa tức giận, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Khinh Hồng. Tôi không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không muốn truy cứu, nhưng có một điều có thể chắc chắn, Phương Huệ, cô đã tự tiện tuyên bố rút lui khỏi buổi đấu thầu mà không có sự cho phép của tập đoàn Lệ Tinh. Lý Khinh Hồng nhìn Phương Huệ với ánh mắt sắc bén, hờ hững nói. Lý Tổng, tôi xin lỗi. Phương Huệ cắn chặt môi, khẳng định, nhưng tôi vẫn không cảm thấy mình làm gì sai cả, tập đoàn Lệ Tinh chúng ta đâu nhất thiết phải nhận cái dự án xây dựng thành phố này. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy bọn họ ức hiếp người quá đáng, nếu tôi không lên tiếng, chẳng khác nào chúng ta đang dung túng cho hành vi của họ, vậy thì có khác gì bọn họ đâu. Lý Khinh Hồng im lặng, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Tôn Kiều thấy Phương Huệ y như tên ngốc, lên tiếng châm biếm, đã đến giờ này rồi mà cô vẫn chưa chịu thừa nhận lỗi lầm của mình sao? Nếu Lý Tổng phải sa thải cô thì cô mới vui đúng không? Lúc trước, cô ta không chắc Lý Khinh Hồng có giáng chức Phương Huệ hay không, nhưng bây giờ cô ta đã chắc chắn 100% rồi, giáng chức vẫn còn nhẹ, rất có thể sẽ bị sa thải. Phương Huệ không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Lý Khinh Hồng. Tôn Kiều lại nói, Phương Huệ, làm người không thể quá lương thiện, tôi khuyên cô nên thừa nhận sai lầm của mình, có đáng để hủy hoại tương lai của mình chỉ vì một chuyện không đáng có không? Lý Khinh Hồng liếc Tôn Kiều một cái, trong mắt xẹt qua một luồng sát khí mạnh mẽ. Lạch cạch. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Sau đó, cánh cửa văn phòng tổng giám đốc mở ra, một người đàn ông cầm một bản hợp đồng nặng trịch bước vào. Tôn Kiều chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ. Còn tưởng là nhân viên cấp thấp của công ty, nhất thời nổi nóng, chỉ vào mặt ông ta quát, ông thuộc bộ phận nào, sao lại dám tự tiện xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Phương Huệ nhìn thấy rõ người kia thì sợ tái mặt, vội vàng che miệng Tôn Kiều lại, câm miệng. Đây là tổng phụ trách thương hội Hồng Ưng, nếu ông ta giận cá chém thớt lên tập đoàn Lệ Tinh chỉ vì Tôn Kiều thì tập đoàn Lệ Tinh sẽ sụp đổ trong một sớm một chiều. Sau khi ngăn Tôn Kiều nói tiếp. Phương Huệ nhanh chóng mỉm cười xin lỗi La Chí Viễn, hội trưởng La, xin lỗi. La Chí Viễn mỉm cười đáp lại, nhưng khi nhìn Tôn Kiều, ánh mắt ông ta đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thế nhưng ông ta cũng không làm khó dễ họ, đặt bản hợp đồng nặng trịch trước mặt Lý Khinh Hồng và cười nói, cô Lý, đây là hợp đồng dự án xây dựng thành phố mới, mời cô xem qua. La Chí Viễn cực kỳ khách sáo với Lý Khinh Hồng, không chỉ vì cô ta có quan hệ với ông chủ. Mà còn vì một ít chuyện sâu xa. Hàng năm, Thương hội Hồng Ưng sẽ chọn ra những nhân tài kinh doanh mới đủ điều kiện gia nhập thương hội và có tiềm năng, Kim Thúy Như và Lý Khinh Hồng chính là một trong số đó. Thế nhưng, cả hai đều từ chối ông ta. Kim Thúy Như ném thư mời của Thương hội Hồng Ưng vào thùng rác trước mặt khách mời, La Chí Viễn vô cùng tức giận trước thái độ ngạo mạn và khinh thường của cô ta. Nhưng Lý Khinh Hồng thì khác, cô ta khiêm tốn nói mình không đủ năng lực. Khéo léo từ chối gia nhập thương hội Hồng Ưng. Cũng là lời từ chối nhưng La Chí Viễn lại rất thưởng thức Lý Khinh Hồng, cái khác không nói, chỉ nói về sự khiêm tốn này thôi, rất ít người có thể làm được như vậy. Sau khi nghe La Chí Viễn nói xong, toàn bộ văn phòng tổng giám đốc đều lặng như tờ. Phương Huệ sững sờ, Tôn Kiều cũng sững sờ, Lý Khinh Hồng nheo mắt lại. Phương Huệ là người đầu tiên định thần lại, cô ta tiến lên hai bước, nói với La Chí Viễn. Hội trưởng La, có phải ông nhầm rồi không, dự án xây dựng thành phố không phải đưa do Ấn Long sao? Tại sao lại mang đến Lệ Tinh? Đúng, ông đến nhầm chỗ rồi đúng không? Tôn Kiều bỗng có chút lo lắng, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại bình thường, cô ta không nhịn được cười. Hôm qua tôi nghe thấy rất rõ là chủ nhân tòa nhà sẽ giao dự án xây dựng thành phố cho doanh nghiệp Ấn Long, sao đột nhiên lại đổi ý giao cho Lệ Tinh nhận thầu? Chuyện hài hước. Đúng là chuyện hài hước. Loại chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng La Chí Viễn vẫn không thay đổi sắc mặt, ông ta hờ hững nhìn Tôn Kiều khiến cô ta rùng mình. Không tin thì có thể lật xem nội dung hợp đồng. Lý Khinh Hồng nhướng mắt nhìn Tôn Kiều một cái, sau đó mở hợp đồng ra xem. Lật được vài trang, cô ta đóng hợp đồng lại rồi bình tĩnh nói, đây đúng là dự án xây dựng thành phố mới đã được cấp trên phê duyệt,
kế hoạch cải tạo hạ nguồn sông Thiên An, bên trên còn có con dấu, không thể nào là giả được. Cái gì? Phương Huệ và Tôn Kiều đồng thời kêu lên. Người phía trước thì há hốc mồm, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng, còn người phía sau thì há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt. Hai người phụ nữ cùng bước tới mở hợp đồng ra xem. Chỉ thấy trang đầu tiên có dòng chữ được ủy quyền bởi Sở Xây Dựng Thành Phố Thiên An được in đen trắng, phía trên còn có một con dấu lớn màu đỏ của Sở Xây Dựng Thành Phố. Hơn nữa, toàn bộ hợp đồng đều được cất trong một túi niêm phong, chỉ có con dấu, biện pháp bảo mật được thực hiện rất kỹ. Lý Khinh Hồng chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên chút tức giận, cô ta lạnh lùng nhìn Tôn Kiều, hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra thế? Tôn Kiều, cho tôi một lời giải thích hợp lý đi. Không thể, không thể nào. Tôn Kiều mặt tái mét lùi lại hai bước, cô ta nắm lấy tóc, thét to, giả. Chắc chắn là giả, hợp đồng xây dựng thành phố thật chắc chắn đang nằm trong tay doanh nghiệp ẩn long, không thể xuất hiện ở Lệ Tinh. Chát, La Chí Viễn cho Tôn Kiều một cái tát, ánh mắt lạnh lùng, cô dám nghi ngờ Sở Xây Dựng Thành Phố. Tin hay không thì chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay mà. Không thể, không thể nào. Tôn Kiều trợn to mắt. Đột nhiên chạy tới trước mặt Lý Khinh Hồng, giọng nói đầy kích động, Lý Tổng, cô phải tin tôi thực sự đã nghe thấy mà, chủ nhân tòa nhà đã bàn giao công trình cho Ấn Long rồi, Phương Huệ cũng nghe thấy mà, có phải không, Phương Huệ. Nói rồi, cô ta nhìn Phương Huệ đầy mong đợi, hy vọng Phương Huệ có thể giúp cô ta làm chứng rằng cô ta không nói dối. Mặc dù Tôn Kiều muốn hại cô ta, nhưng Phương Huệ vẫn gật đầu, cau mày, Lý Tổng, cô ta không nói dối. Dự án xây dựng thành phố thật sự đã giao cho Ấn Long. Thế là Lý Khinh Hồng rơi vào trầm tư, Phương Huệ cũng vắt óc suy nghĩ, tại sao lại như vậy nhỉ? Sắc mặt Tôn Kiều tái nhợt, liều mạng nhớ lại cảnh tượng tối qua, sợ bỏ sót chi tiết nào đó. Nhìn thấy cảnh này, La Chí Viễn khẽ cười, cũng không nói rõ, chỉ hờ hững nói, hợp đồng dự án xây dựng thành phố đã giao cho cô, nếu Lý Tổng cảm thấy không có vấn đề gì thì ký tên bên dưới rồi gửi cho Sở Xây Dựng Thành Phố. Trong vòng vài ngày tới, người phụ trách của Sở Xây Dựng Thành Phố sẽ liên hệ với mọi người. Phải rồi. Như thể nhớ ra gì đó, La Chí Viễn liếc Phương Huệ một cái rồi nói với Lý Khinh Hồng, chúng tôi cảm ơn cô Phương Huệ vì những chuyện cô đã làm đêm qua, chúng tôi rất coi trọng tập đoàn Lệ Tinh, hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với nhau. Nói xong, ông ta sải bước rời khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc. Sau khi La Chí Viễn rời đi, bầu không khí trong văn phòng chủ tịch bỗng trở nên vi diệu. Tất cả là vì câu nói của La Chí Viễn trước khi ông ta rời đi, ông ta nói như thế, há chẳng phải nói công lao thuộc về Phương Huệ. Tôn Kiều bỗng thấy vừa sợ và tức, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Chính vì chắc chắn Phương Huệ đã phá rối dự án xây dựng thành phố nên cô ta mới dám bôi nhọ Phương Huệ trước mặt Lý Khinh Hồng. Thế nhưng, bây giờ dự án xây dựng thành phố bằng cách nào đó đã lọt vào tay tập đoàn Lệ Tinh. Công lao thuộc về Phương Huệ. Điều đó chứng minh những gì cô ta nói hôm qua đều là lừa gạt Lý Khinh Hồng. Rồi còn cố tình bôi nhọ Phương Huệ. Lấy đại một tội danh cũng có thể hủy hoại tương lai của cô ta. Tôn Kiều. Quả nhiên, giọng nói của Lý Khinh Hồng trở nên lạnh lùng hơn, cô ta gọi tên Tôn Kiều. Lý Tổng. Tôn Kiều đã không còn ngang ngược hống hách như trước nữa, trong giọng nói của cô ta lúc này chỉ có hoảng sợ tột độ. Hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý, chẳng phải cô nói Phương Tổng đã phá rối dự án xây dựng thành phố, dự án đã được giao cho doanh nghiệp Ấn Long, vậy tại sao dự án lại lọt vào tay chúng ta? Vẻ mặt Lý Khinh Hồng vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại nhắm thẳng vào trái tim Tôn Kiều. Phương Huệ cũng vắt óc suy nghĩ xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Chẳng lẽ chủ nhân tòa nhà nhất thời đổi ý? Đột nhiên, cô ta bỗng nhớ ra điều gì đó, đồng tử co rút. Là Vương Nhất sao? Trong bữa tiệc tối hôm qua, Phương Huệ là người duy nhất biết rõ nội tình, dù là Kim Thành Vũ, Văn Thái hay Tôn Kiều, họ đều bị đuổi ra ngoài. Người đàn ông tên Vương Nhất bị người ta cười nhạo và hắt hủi khắp nơi lại là người cao quý nhất trong bữa tiệc. Đến nỗi chủ nhân cũ của tòa nhà, người giàu nhất Thiên An, tổng phụ trách thương hội Hồng Ưng đều đi cùng anh. Thực sự là anh ta sao? Phương Huệ vô cùng kinh ngạc, cô ta lấy hai tay bịt miệng. Sợ mình kêu ra tiếng. Bí mật này, Tôn Kiều sẽ không thể biết được, bởi vì lúc đó cô ta đã bị đuổi ra ngoài. Hiểu lầm thôi, Lý Tổng, chắc chắn có hiểu lầm gì trong đó.
Tôn Kiều nặn ra một nụ cười còn xấu hơn khóc, cô ta nói với Lý Khinh Hồng, tôi nghĩ có thể là sự thể hiện của Phương Tổng ngày hôm qua đã được chủ nhân tòa nhà công nhận. Thật sao, vừa nãy cô đâu có nói như vậy. Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên, Tôn Kiều quay lại thì thấy Phương Huệ đang nhìn cô ta với ánh mắt châm chọc, đâu còn biểu cảm bấm bụng chịu đựng như lúc nãy. Chẳng qua Phương Huệ hiền lành, cho dù có người vu khống mình, cô ta cũng chỉ cười trừ cho qua, nhưng không có nghĩa là cô ta không biết nổi nóng. Mà những hành động của Tôn Kiều đã khiến Phương Huệ nổi giận. Cô phạm phải ba tội danh, tội đầu tiên là tội vượt quyền. Lý Tổng đã bổ nhiệm tôi làm đại diện công ty, nhưng cô lại nhiều lần xúc phạm và tự tiện đưa ra quyết định. Tội thứ hai là tội vu khống, liên tục vu khống, tranh chấp, đấu đá giữa các phe phái trong công ty. Tội thứ ba là tội lừa dối, cô lừa Lý Tổng là tôi phá hỏng dự án xây dựng thành phố. Cuối cùng, Lệ Tinh chúng ta mới là người nhận thầu dự án. Cô giải thích chuyện này thế nào đây? Tôi biết cô nhìn tôi không thuận mắt và muốn tôi ngã ngựa. Bình thường lúc cãi nhau, tôi có thể mỉm cười cho qua, nhưng cô muốn đấu đá nội bộ và làm tổn hại đến lợi ích của công ty, tôi sẽ không đồng ý. Giọng điệu của cô ta rất lạnh lùng và sắc bén, cô ta đã liệt kê ra hàng loạt tội danh của Tôn Kiều, quả nhiên là người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng, danh xứng với thực. Phương Huệ, cô. Tôn Kiều không ngờ Phương Huệ không những không nói thay cô ta mà còn trả thù cô ta nữa, gương mặt cô ta bỗng chốc trở nên vừa dữ tợn vừa sợ hãi. Lý Khinh Hồng cũng lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng, nếu những gì Phương Tổng nói là thật, Tôn Kiều, cô không cần ngồi vào cái ghế phó tổng giám đốc này nữa, thay người đi. Nghe xong câu này, sắc mặt Tôn Kiều liền thay đổi, cô ta cầu xin, Lý Tổng, tôi không dám nữa, tôi không dám đấu đá nội bộ nữa đâu. Trong mắt cô ta hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ, cô ta đã mất một thời gian dài mới leo lên được vị trí phó tổng giám đốc này, sao cô ta có thể cam lòng bị cách chức được. Lý Khinh Hồng mặt không đổi sắc, cô ta vẫn lạnh lùng như cũ, nếu làm sai thì phải bị trừng phạt, đây là quy tắc. Nhưng tôi là phó tổng giám đốc, việc loại bỏ một phó tổng giám đốc sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cấu trúc công ty. Tôn Kiều vẫn không phục, vẫn tranh đấu vì mình, Lý Tổng, cô không sợ nhân viên cấp dưới sẽ hoang mang sao? Lý Khinh Hồng mỉm cười, nhìn Tôn Kiều bằng ánh mắt chế nhạo. Có ai từng nói với cô câu đừng suy đoán trong lòng lãnh đạo của mình đang nghĩ gì không? Cô ta lạnh lùng nhìn Tôn Kiều, cũng đã đoán được Tôn Kiều muốn nói gì. Cô ta muốn nói rằng việc sa thải một phó tổng giám đốc, thay đổi một nhân sự lớn như vậy sẽ khiến nhân viên cấp dưới hoang mang và không còn lòng dạ làm việc. Lấy chuyện này ra để uy hiếp Lý Khinh Hồng, cô ta không thể cách chức Tôn Kiều. Tôn Kiều bỗng thấy căng thẳng. Ánh mắt lạnh lùng của Lý Khinh Hồng bỗng khiến cô ta cảm thấy có một điềm báo nào đó. Bộ phận của cô sẽ do Phương Huệ quản lý. Lý Khinh Hồng bình thản tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Phương Huệ sẽ phụ trách cả bộ phận quan hệ công chúng và bộ phận tiếp thị, cô có ý kiến gì không? Nghe xong, Tôn Kiều mất hồn mất vía, hai mắt đờ đẫn, không còn sức để nói chuyện. Không có. Phương Huệ khẽ cười, tiếp nhận sự thay đổi nhân sự từ cấp trên. Về phần cô, sẽ điều đến hạ tầng bộ phận tiếp thị. Lý Khinh Hồng nhìn Tôn Kiều đang mất hồn mất vía, hờ hững nói. Phương Huệ rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, lúc lướt qua Tôn Kiều, Phương Huệ liếc cô ta một cái, còn ngơ ra đó làm gì, đến phòng nhân sự làm thủ tục thay đổi nhân sự. Lời mắng mỏ của Phương Huệ khiến Tôn Kiều tỉnh táo trở lại, khuôn mặt cô ta lập tức trở nên dữ tợn. Vâng. Khi đáp lại, Tôn Kiều nghiến chặt răng, phát ra âm thanh ken két. La Chí Viễn trở lại văn phòng của Vương Nhất và mang theo tin tức từ tập đoàn Lệ Tinh. Ông chủ, Tôn Kiều đã bị giáng chức và trở thành nhân viên nghiệp vụ ở bộ phận tiếp thị. Đồng thời, cô Phương Huệ cũng thay thế vị trí của Tôn Kiều và trở thành tổng phụ trách bộ phận quan hệ công chúng và bộ phận tiếp thị. Vương Nhất khẽ gật đầu, không lên tiếng, anh cũng không bất ngờ với kết quả này lắm. La Chí Viễn tiếp tục báo cáo. Tôi đã bảo thư ký lấy ra nghĩa của tôi triệu tập cuộc họp thành viên thương hội Hồng Ưng, cuối cùng đã bỏ phiếu thông qua biểu quyết, nâng địa vị của Thường Kỳ trong thương hội từ thành viên lên thành viên bạc. Ồ, nghe vậy, Vương Nhất cũng cười nhạt, hỏi, Thường Kỳ có phản ứng gì không? Mừng như điên. La Chí Viễn nhanh chóng trả lời, sau khi được thăng chức thành thành viên bạc của thương hội Hồng Ưng, ông ta đã lập tức sử dụng mối quan hệ của mình để giải quyết việc mất uy tín trước đó.
Dược phẩm Thường Kỳ hiện đang trong thời kỳ phát triển thịnh vượng, nghe nói đã mua lại một số công ty cạnh tranh, dã tâm rất lớn. Rất tốt. Nụ cười trên mặt Vương Nhất càng sâu hơn, anh nói, cứ theo kế hoạch trước kia mà làm. Vâng. La Chí Viễn gật đầu, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Nụ cười trên mặt Vương Nhất càng sâu hơn, dược phẩm Thường Kỳ, không còn mấy ngày nữa đâu. Doanh nghiệp Ấn Long. Kim Thành Vũ ngồi trong văn phòng chủ tịch, vẻ mặt âm u không nói một lời. Anh ta đã bình tĩnh lại sau cơn thịnh nộ trước đó và đang suy nghĩ tới một vấn đề. Bữa tiệc tối qua nhìn có vẻ rõ ràng mạch lạc, nhưng thật ra chỗ nào cũng kỳ lạ. Văn Thái không phải là chủ nhân thật sự của tòa nhà, đủ thấy dự án xây dựng thành phố chưa được công bố giao cho bất kỳ công ty nào. Vậy câu hỏi đặt ra là ai mới là chủ nhân thực sự của tòa nhà? Hôm qua có đến không? Tùng tùng tùng. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng làm việc. Thư ký của Kim Thành Vũ bước vào báo cho anh ta một tin tức khiến anh ta khiếp sợ. Chủ tịch Kim, dự án xây dựng thành phố đã được phê duyệt và giao cho tập đoàn Lệ Tinh. Gì cơ? Đầu Kim Thành Vũ như nổ tung, anh ta đứng bật dậy, vẻ mặt khó tin nhìn thư ký, nói lại lần nữa xem. Thư ký có hơi sợ hãi Kim Thành Vũ, thận trọng nhắc lại lần nữa. Rầm rầm. Trong phòng làm việc vang lên tiếng động lớn, Kim Thành Vũ tức giận quăng văn kiện, tách trà, thậm chí cả máy tính trên bàn xuống đất, sắc mặt tái mét. Thư ký sợ hết hồn, vội vàng rời khỏi văn phòng chủ tịch. Không thể, không thể nào. Kim Thành Vũ giống như kẻ điên, tức giận gầm lên, ngay cả chủ nhân của tòa nhà cũng là giả thì dự án xây dựng thành phố ở đâu ra. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Kim Thành Vũ uống liên tiếp mấy ngụm nước, ép bản thân bình tĩnh lại, hai mắt anh ta trợn tròn, lồng ngực phập phồng. Anh ta thật sự không hiểu nổi, ngay cả chủ nhân tòa nhà trong bữa tiệc tối qua cũng là giả, vậy tại sao lại phê duyệt dự án xây dựng thành phố và giao nó cho tập đoàn Lệ Tinh? Trừ khi chủ nhân thật sự của tòa nhà cũng có mặt trong bữa tiệc hôm qua. Một lúc lâu sau, anh ta mới đưa ra được lời giải thích hợp lý nhất. Sắc mặt vẫn rất khó coi, sẽ là ai đây? Kim Thành Vũ không ngừng đi tới đi lui, nghĩ về những người tham gia bữa tiệc tối hôm qua, loại trừ từng người một. Cuối cùng, chỉ còn lại bốn người. Tăng Quốc Vinh, Hồ Hoàng Việt, Tổng phụ trách thương hội Hồng Ưng và Vương Nhất. Không thể, không thể nào là thằng rác rưởi kia được. Sắc mặt Kim Thành Vũ tái nhợt, hơi thở gấp gáp, như thể có một tấm lưới lớn trói chặt lấy anh ta. Đột nhiên, anh ta nghĩ đến một chi tiết. Đó là khi Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt sơ tán mọi người, tất cả đều bị đuổi ra ngoài, nhưng Vương Nhất và Phương Huệ thì được ở lại. Bọn họ có tài cán gì mà được ở lại? Vấn đề này, Kim Thành Vũ nghĩ mãi thông thông, chuyện này không hợp lý. Anh ta y như một tên hề, nghĩ mãi vẫn không ra. Cơn tức giận mãnh liệt quét qua tâm trí anh ta. Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện này là thế nào nhưng anh ta vẫn đổ hết mọi chuyện lên đầu Vương Nhất. Nếu dự án xây dựng thành phố đã bị tập đoàn Lệ Tinh cướp mất, thế thì phải kiếm ít lợi ích từ Lệ Tinh mới được. Ngay sau đó, anh ta thông báo cho thư ký, gọi cho Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và tất cả chi chính của nhà họ Lý đến đây. Không lâu sau, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa, Lý Sung đã đến văn phòng của Kim Thành Vũ. Vừa bước vào phòng làm việc. Tất cả mọi người đều cảm nhận được vẻ nghiêm trọng và sát khí dày đặc trong phòng. Chỉ có Lý Mộng Đình biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì chuyện này do cô ta gây ra. Nếu cô ta biết Văn Thái là chủ nhân cũ thì đã không có chuyện xui xẻo sau này rồi. Kim, Chủ tịch Kim, cậu gọi chúng tôi đến có gì không? Châu Mỹ Ngọc thận trọng hỏi. Sắc mặt Kim Thành Vũ rất u ám, ánh mắt quét qua toàn bộ người nhà họ Lý, cũng không nhắc đến dự án xây dựng thành phố. Mà chỉ hỏi, nghe nói công ty Áo Tân dưới trướng nhà họ Lý và tập đoàn Lệ Tinh đang hợp tác rất tốt đúng không? Nghe thấy giọng điệu không mấy tốt lành của Kim Thành Vũ, Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình sợ tới mức không dám thở, bọn họ gật đầu như gà mổ thóc, công ty quy mô nhỏ, may mắn mà thôi. May mắn hay thực lực không quan trọng, sự thật là nhà họ Lý và tập đoàn Lệ Tinh hợp tác rất tốt. Kim Thành Vũ nheo mắt lại, sau đó thản nhiên hỏi, giá trị thị trường của Áo Tân là bao nhiêu? Đám Châu Mỹ Ngọc không biết tại sao Kim Thành Vũ lại hỏi câu này, nhưng họ vẫn trả lời bất chấp. Trước kia không có giá trị, nhưng bây giờ sau khi hợp tác với tập đoàn Lệ Tinh, giá trị thị trường đã tăng vọt, chắc đâu đó khoảng 90 tỷ đồng. Bộp!
Kim Thành Vũ ném bản hợp đồng tới trước mặt Châu Mỹ Ngọc rồi nói, đây là 10% cổ phần của doanh nghiệp Ấn Long, mỗi cổ phiếu giá 9 tỷ, bán áo tân cho tôi bằng với giá thị trường, không có vấn đề gì đúng không? Chuyện này, Lý Sung và Châu Mỹ Hòa đều rơi vào trầm tư, vẻ mặt có chút khó xử. Áo tân thuộc sở hữu của Lý Thiên Dương, họ không thể đưa ra quyết định. Chúng tôi phải nghĩ kỹ lại đã. Kim Thành Vũ nheo mắt uy hiếp, nếu tôi không giúp đỡ các người nghĩ mình sẽ có một việc làm tử tế sao? Tôi là ân nhân cứu mạng của các người phải trả ơn tôi vô điều kiện. Nếu không đồng ý, tôi sẽ lập tức đuổi tất cả các người. Không có sự che chở của tôi, để tôi xem cô em họ độc ác của tôi sẽ trả thù nhà họ Lý các người thế nào. Đám người Châu Mỹ Hòa, Lý Mộng Đình, Lý Sung bỗng chốc sợ tái mặt, liên tục thỏa hiệp. Ký, chúng tôi ký. Về phần Châu Mỹ Ngọc, bà ta còn hứa hẹn, bán, chỉ cần Chủ tịch Kim không đuổi chúng tôi, bất cứ điều kiện nào tôi cũng sẽ đồng ý. Tôi là vợ của Lý Thiên Dương nên cũng có quyền quyết định áo tân. Kim Thành Vũ mặt mày hớn hở, vỗ vai Châu Mỹ Ngọc cười nói, kẻ thức thời mới là người tài giỏi, từ nay về sau, mọi người sẽ sở hữu cổ phần của doanh nghiệp Ấn Long, hợp tác vui vẻ. Cảm ơn Chủ tịch Kim, hợp tác vui vẻ. Đám người Châu Mỹ Ngọc đều phở phào nhẹ nhõm, nhìn bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trong lòng bọn họ có chút vui mừng. Vương Nhất đến cửa công ty áo tân, trong đó toàn là nhân viên mặc đồng phục làm việc, đầu đội mũ bảo hộ, và cả tiếng dây chuyền sản xuất cơ giới vận hành lốc cốc lốc cốc. Tất cả đều đâu vào đấy. Khi đi vào văn phòng chủ tịch, Vương Nhất trùng hợp nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy mặc quần áo công sở đi ra từ bên trong. Chính là thư ký thân cận của Lý Khinh Hồng, Tiêu Đào. Anh Vương. Nhìn thấy Vương Nhất, Tiêu Đào liền cúi đầu, chào hỏi lịch sự. Vương Nhất cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ, một lát sau anh hỏi, thư ký Tiêu, cô ở đây làm gì vậy? Tôi đang tiếp nhận nội dung công việc trong dự án hợp tác với nhà họ Lý sắp tới. Tiêu Đào cười cười, trả lời, thật không ngờ hiệu suất làm việc của nhà họ Lý lại cao như thế, đã làm xong hàng hóa được đặt trước 10 ngày. Bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm đã kiểm tra, 90% sản phẩm đều đạt yêu cầu, Tổng Giám Đốc Lý rất vừa ý. Vừa ý là tốt rồi, Vương Nhất cười nói tỉnh bơ. 100.000 nhân viên, phân bố ở những công xưởng khác nhau chế tạo cùng lúc, hiệu suất sao có thể không cao được. Còn về phần máy móc, phần lớn là nhập từ nước ngoài, chất lượng không cần bàn cãi. Đợi sản phẩm mới được sản xuất với số lượng lớn là có thể đưa ra thị trường. Đến lúc đó sẽ mời ngôi sao nổi tiếng Vương Thanh Hòa làm đại diện, lúc ấy sẽ mời mọi người tới chung vui. Không thành vấn đề, Vương Nhất trả lời không chút do dự, trùng hợp là anh cũng đang muốn xem học trò của Lạc Si là người thế nào. Tiễn Tiêu Đào đi, Vương Nhất xoay người vào văn phòng, hô lên, ba. Lý Thiên Dương lập tức đứng dậy, cười nói, Vương Nhất đến đấy à, sao không nói trước với ba một tiếng. Không cần phiền vậy. Con chỉ tới xem công ty vận hành thế nào thôi, con đi ngay ấy mà. Hai cha con ngồi đối diện nhau trò chuyện. Đúng rồi ba. Vương Nhất như nhớ ra cái gì, anh nói với Lý Thiên Dương, ba nghĩ thế nào về công ty Ẩn Long. Chuyện này anh đã giao cho La Chí Viễn đi làm, nếu không có gì bất ngờ thì lần này cả Kim Thành Vũ và Dược Phẩm Thường Kỳ đều hết đường sống. Một khi Kim Thành Vũ rớt đài, vị trí chủ tịch của Ẩn Long chẳng phải sẽ bị bỏ trống sao. Nhưng hình như Lý Thiên Dương hiểu sai ý Vương Nhất, ông ta cho rằng anh muốn nương nhờ Kim Thành Vũ nên lắc đầu nói, Vương Nhất, con đừng nói nữa, ba sẽ không tới Ẩn Long đâu. Mỹ Ngọc, Mộng Đình tới Ẩn Long là lựa chọn của họ, bây giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, ba ở đây rất tốt. Ba muốn đi đâu cơ? Vương Nhất sở khóc sở cười, anh nói, ý của con không phải là bảo ba tới Ẩn Long làm việc, mà là quản lý Ẩn Long, làm chủ tịch Ẩn Long. Nghe anh nói thế, Lý Thiên Dương cũng sững sờ, làm chủ tịch Ẩn Long. Chủ tịch của Ẩn Long không phải là Kim Thành Vũ sao? Vương Nhất cười nói, công ty Ẩn Long vốn là do Kim Thúy Như cướp từ tay nhà họ Lý, cho Kim Thành Vũ quản lý như bố thí mà thôi, sao có thể ngồi mãi ở vị trí chủ tịch được? Nếu, con nói là nếu thôi, nếu Kim Thành Vũ rớt đài, ba có bằng lòng về Ẩn Long, tiếp quản Ẩn Long không? Lý Thiên Dương im lặng. Công ty Ẩn Long là do một tay ông gây dựng, nói không có cảm tình gì là giả. Chỉ tiếc là sau sự kiện 316, nhà họ Lý đã phá sản,
công ty Ẩn Long cũng bị Kim Thúy Như dùng giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều để mua lại, chẳng khác nào cướp trắng. Lý Thiên Dương giận mà không dám nói, nếu có cơ hội lấy lại Ẩn Long, ông không còn gì vui hơn. Nhưng mà... Hai. Lý Thiên Dương thở dài nói thì dễ, làm mới khó. Kim Thành Vũ là con cả nhà họ Kim, là anh Kim Thúy Như, có nhà họ Kim chống lưng, dù cậu ta có làm chuyện xấu cũng sẽ bị lấp liếm rất nhanh, huống chi chính cậu ta cũng là một nhà tư bản, muốn lật đổ cậu ta là chuyện gần như không thể. Vương Nhất vẫn cười nhạt uống một ngụm nước. Không cần quan tâm có khả năng hay không, ba chỉ cần nói ba có muốn làm hay không là được. Công ty Ẩn Long là do một tay ba gây dựng, tâm huyết nửa đời của ba đều đặt vào nó, con không thể mở to mắt nhìn Ẩn Long rơi vào tay kẻ khác. Nhiều nhất là một tuần, Kim Thành Vũ sẽ ngã ngựa. Nhà họ Kim cũng cứu không nổi. Ánh mắt Lý Thiên Dương hơi thay đổi, ông ta cảm thấy khí chất của Vương Nhất dần thay đổi. Nếu nói khí thế trước kia của Vương Nhất là nội liếm như một thanh kiếm còn trong vỏ, thì bây giờ thanh kiếm ấy đã ra khỏi vỏ, khí thế bức người. Sau một hồi im lặng, ánh mắt Lý Thiên Dương dần trở nên kiên định, nói, được, Vương Nhất, ba tin con. Chỉ cần lấy lại Ẩn Long, ba nhất định sẽ về Ẩn Long nhậm chức. Lúc này Vương Nhất mới cười tươi, vậy mới đúng chứ. Cha con hai người lấy trà thay rượu, cùng cụng một ly. Lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, khí thế hung hăng, người đến không có ý tốt. Vương Nhất quay đầu nhìn thử, anh lập tức nheo mắt. Kim Thành Vũ dẫn một đám người đi vào văn phòng, mà đám người này lại là những người cầm đầu dòng chính nhà họ Lý như Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Lý Sung. Cạnh họ còn có một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, chính là Thường Kỳ, chủ tịch của dược phẩm Thường Kỳ. Lý Thiên Dương lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn Kim Thành Vũ, cậu tới đây làm gì? Kim Thành Vũ không trả lời mà lại nhìn lướt qua cửa sổ bên ngoài, công nhân trong phân xưởng đang làm việc hăng say. Nụ cười trên mặt anh ta càng tươi, Lý Thiên Dương, xem ra ông xử lý công ty cũng tốt chứ, đâu ra đấy hết. Châu Mỹ Ngọc không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của Lý Thiên Dương, bà ta hỏi, Chủ tịch Kim, cậu cảm thấy thế nào? Rất tốt, nhiều người như thế, cộng thêm thiết bị tiên tiến, với cả đơn đặt hàng của tập đoàn Lệ Tinh, nhìn là biết có thể kiếm tiền rồi. Kim Thành Vũ gật đầu hài lòng. Trong lòng Lý Thiên Dương dâng nên dự cảm không lành, ông ta trầm giọng hỏi, cậu có ý gì? Không ý gì cả, tôi chỉ thấy thương cho ông, khó khăn lắm mới đưa công ty đi vào quỹ đạo. Nhưng lại sắp bị đá đi nữa rồi. Kim Thành Vũ cười ha ha, anh ta quay đầu nhìn đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, hỏi, các người nói xem có phải câu đời người vô thường rất có lý không? Đúng thế, Chủ tịch Kim nói đúng lắm. Công ty Áo Tân dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim và Chủ tịch Thường nhất định sẽ ngày càng huy hoàng. Đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Lý Sung đều nhao nhao hùa theo. Ánh mắt Vương Nhất hoàn toàn lạnh đi, nhưng anh không nói gì. Chỉ im lặng đợi tình hình. Nỗi bất an trong lòng ngày càng nồng đậm, Lý Thiên Dương hỏi Kim Thành Vũ, cậu lại đang mưu tính gì? Nụ cười trên mặt Kim Thành Vũ chợt tắt, đập tờ hợp đồng đã ký tên cái rầm xuống trước mặt Lý Thiên Dương, vẻ mặt lạnh lùng nói, vợ ông đã đồng ý bán công ty Áo Tân cho tôi dùng 10% cổ phần mua lại công ty Áo Tân, nên bây giờ công ty Áo Tân đã là của tôi rồi, bao gồm tất cả mọi nghiệp vụ hiện nay của công ty Áo Tân đều thuộc về tôi. Ký tên vào đây là ông có thể cút khỏi công ty Áo Tân rồi. Rầm. Như sấm sét giữa trời quang, Lý Thiên Dương đờ người ra, hai mắt ngây ngốc nhìn về phía đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Lý Sung, giọng run run nói, Mỹ Ngọc, lời cậu ta nói. Là thật sao, bà bán công ty Áo Tân cho cậu ta thật sao? Châu Mỹ Ngọc vẫn là dáng vẻ không hề gì, thậm chí bà ta còn bĩu môi không cho là đúng. Không thì sao? Chủ tịch Kim đã chuyển cổ phần công ty Ẩn Long rồi, bây giờ mấy người chúng tôi đều là cổ đông nắm giữ cổ phần công ty. Khi nói ra lời này, trong giọng Châu Mỹ Ngọc còn tràn ngập kiêu ngạo. Trên mặt mấy người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa, Lý Sung cũng không có chút áy náy nào. Thật ra đối với bọn họ mà nói, kết quả này còn tốt hơn, càng có khoái cảm báo thù. Công ty Áo Tân giống như công ty của người khác hơn. Dùng đồ của người khác để đổi 10% cổ phần công ty Ẩn Long, quá sung sướng. Còn về kết cục của Lý Thiên Dương, ai quan tâm? Đây là công ty duy nhất dưới danh nghĩa nhà họ Lý, sao các người có thể bán được? Sắc mặt Lý Thiên Dương xanh mét, giận dữ giống Châu Mỹ Ngọc.
ông muốn chết à, dám giống tôi à. Châu Mỹ Ngọc bị giống giật mình, sau đó bà ta cũng thẹn quá hóa giận, công ty Áo Tân dựa vào ông có thể phát triển được tới bước nào. Chủ tịch Kim người ta muốn tiền có tiền, muốn quan hệ có quan hệ, cùng một dự án nhưng nhất định chủ tịch Kim sẽ làm tốt hơn ông. Nhưng bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo rồi. Vậy thì sao? Châu Mỹ Ngọc mất kiên nhẫn cắt ngang lời ông ta, ông có thể ăn may mãi sao? Muốn dựa vào thằng vô dụng này chấn hưng nhà họ Lý sao, ông nằm mơ hả? Khi nói, Châu Mỹ Ngọc còn không quên liếc Vương Nhất một cái, ánh mắt lạnh lùng. Trên mặt Châu Mỹ Hòa cũng là nụ cười lạnh, chỉ là một đứa ở rể cũng muốn trèo lên trên đầu người nhà họ Châu bọn họ, đây là chuyện không thể. Lời của Châu Mỹ Ngọc như đã đào rỗng sức lực toàn thân Lý Thiên Dương, ông ta vô lực ngồi phịch xuống ghế, hai mắt đỏ ngầu tràn ngập đau khổ. Vương Nhất thấy vậy thì không nén được sát ý trong lòng. Chỉ khi bị người thân cận nhất phản bội mới có thể đánh bại một người triệt để, anh không ngờ rằng người nhà này vậy mà lại ích kỷ, tư lợi, vô tình đến mức này. Đủ rồi. Kim Thành Vũ quát lớn, đưa mắt nhìn lướt xung quanh, lạnh lùng nói, tôi đến đây không phải để xem mấy người các người cãi nhau. Nhanh ký hợp đồng rồi cút cho tôi. Nói xong, anh ta đẩy hợp đồng tới trước mặt Lý Thiên Dương. Nhưng Lý Thiên Dương vẫn còn đang chìm trong đau khổ và phẫn nộ do bị vợ phản bội nên không nói năng gì. Kim Thành Vũ nhìn về phía Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình, hai người, một người là vợ ông ta, một người là con gái ông ta, nhanh khuyên ông ta ký hợp đồng đi, tôi và Chủ tịch Thường còn đang đợi đấy. Thường Kỳ đứng bên cạnh cũng hối thúc, tôi và Chủ tịch Kim rất bận, còn rất nhiều công việc cần xử lý, không rảnh dây dưa với mấy người đâu. Sau khi Châu Mỹ Ngọc ký vào hiệp nghị chuyển nhượng, Kim Thành Vũ liền gọi điện cho Thường Kỳ, hai người tức tốc tới công ty Áo Tân. Dựa theo tính cách của Kim Thành Vũ, anh ta tuyệt đối sẽ không chia sẻ lợi ích với Thường Kỳ, nhưng bây giờ đã khác, hôm nay anh ta nhận được tin địa vị của Thường Kỳ ở Thương hội Hồng Ưng vừa từ hội viên sơ cấp lên thành hội viên trung cấp. Kim Thành Vũ lập tức gọi điện cho Thường Kỳ, xung xoe dâng miếng bánh ngọt Áo Tân này tới trước mặt ông ta, hy vọng rằng sau này ông ta sẽ giúp đỡ mình. Thường Kỳ cũng vui vẻ tiếp nhận. Hai người cùng tới công ty Áo Tân. Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình nhìn nhau gật đầu, sau đó mỗi người một bên tới cạnh Lý Thiên Dương, khuyên nhủ ông ta hết nước hết cái. Thiên Dương, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cái nhà này thôi, công ty Áo Tân chẳng có giá trị gì, sao so được với cổ phần công ty Ẩn Long. Có số cổ phần này, dù ông ăn không ngồi rồi ở nhà cả ngày, tôi cũng nuôi được ông. Đúng thế, ba đã vì cái nhà này mà vất vả nửa đời người. Cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi, chuyện kiếm tiền nuôi gia đình giao cho con và mẹ đi, chúng ta không thiếu tiền tiêu. Trên mặt Lý Thiên Dương hiện lên vẻ kiên nghị, nói chắc như đinh đóng cột, tôi sẽ không ký hợp đồng này. Hai, cái ông này sao không chịu nghe lời vậy? Châu Mỹ Ngọc quýnh lên, Chủ tịch Kim và Chủ tịch Thường đã đích thân đến đây rồi, ông còn kiên trì vô nghĩ thế này làm gì? Ánh mắt Kim Thành Vũ cũng dần âm trầm, nếu ông ta còn không chịu ký. Tôi sẽ coi như hợp tác thất bại, không chuyển cho các người 10% cổ phần nữa. Châu Mỹ Ngọc nghe thế thì càng vội hơn, đừng mà, Chủ tịch Kim, cậu cho tôi thêm chút thời gian nữa, cái nhà này do tôi làm chủ, chắc chắn ông ấy sẽ ký mà. Nói xong, bà ta lại nhìn Lý Thiên Dương, hung tợn nói, sao còn chưa ký, Chủ tịch Kim và Chủ tịch Thường đều đang đợi đây này. Ba ký tên đi. Vương Nhất đột nhiên cười ha ha nói chen vào. Tất cả mọi người đều nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt không thể tin được. Đặc biệt là Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc, họ đều như thấy quỷ giữa ban ngày, bình thường thằng vô dụng này đều đối đầu với họ, sao hôm nay lại biết điều thế này? Lý Thiên Dương cũng kinh ngạc nhìn Vương Nhất, sao cả con cũng bảo ba bán? Vương Nhất uống một ngụm nước, cười nói, ba còn nhớ lời con đã nói với ba không? Nói xong anh còn bĩu môi với đám Kim Thành Vũ. Lý Thiên Dương đột nhiên bừng tỉnh, Vương Nhất đang nói chuyện để ông ta tiếp nhận vị trí chủ tịch Ẩn Long. Nhưng mà, chuyện này liên quan gì tới chuyện bán công ty? Vương Nhất cười nghiền ngẫm không nói. Kim Thành Vũ thu mua công ty Áo Tân sẽ trở thành công ty con của công ty Ẩn Long, đợi đến khi ba làm chủ tịch công ty Ẩn Long, công ty Áo Tân đương nhiên vẫn là của nhà họ Lý. Chỉ tiếc tất cả những người ở đây đều không ai hay. Đến thằng vô dụng đó cũng bảo ông bán đi, ông còn do dự gì nữa? Châu Mỹ Ngọc bực mình hối thúc. Nhìn dáng vẻ bình thản ung dung của Vương Nhất, Lý Thiên Dương do dự một chút,
cuối cùng vẫn đồng ý, vậy được, tôi bán. Nói xong, ông liền ký tên lên hợp đồng. Thấy cảnh này, Trầy Mỹ Ngọc không nhìn được quay đầu nhìn Lý Mộng Đình, trong mắt mẹ con hai người hiện lên vẻ vui mừng. Đám người Châu Mỹ Hòa và Lý Sung cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Thiên Dương đã ký tên, bọn họ giữ được cổ phần rồi. Chỉ có Kim Thành Vũ là rơi vào trầm tư, ánh mắt khác lạ nhìn Vương Nhất một cái, chỉ tiếc anh ta không nhìn ra điều gì nên chỉ có thể thu hợp đồng lại. Vậy thì xin mời. Anh ta làm động tác mời với Lý Thiên Dương. Ba, chúng ta đi. Vương Nhất mặt không cảm xúc cười cười với Lý Thiên Dương. Cho dù trong lòng Lý Thiên Dương có không tình nguyện đến đâu cũng chỉ có thể đứng dậy rời khỏi công ty Áo Tân. Sau khi Vương Nhất và Lý Thiên Dương đi, Kim Thành Vũ liền bảo Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng trở về, trong phòng làm việc chỉ còn anh ta và Thường Kỳ. Thường Kỳ hỏi, tôi thấy Vương Nhất kia cũng đâu có gì đặc biệt, sao lại khiến cậu chịu thiệt 5 lần 7 lượt được? Kim Thành Vũ nheo mắt nói, tôi cảm thấy tốt nhất là ông đừng coi thường anh ta, ông không thấy lạ sao? Lạ chỗ nào? Vương Nhất vẫn luôn đặt lợi ích của Lý Thiên Dương lên hàng đầu, sao lại giật dây Lý Thiên Dương bán công ty? Nghe Kim Thành Vũ nói thế, Thường Kỳ cũng cảm thấy lạ, nhưng ông ta không để trong lòng, mỗi kẻ không tiền không thế mà thôi, bây giờ cậu đã nắm giữ toàn bộ nhà họ Lý, địa vị của tôi trong thương hội Hồng Ưng cũng càng ngày càng cao, còn phải băn khoăn làm gì? Lông mày Kim Thành Vũ giãn ra, cười lớn nói, ông nói cũng đúng. Sau khi ra khỏi công ty Áo Tân, Lý Thiên Dương đang muốn về nhà họ Lý thì Vương Nhất lại cười nhạt nói, chúng ta không về nhà họ Lý. Lý Thiên Dương sửng sốt, không về nhà họ Lý thì đi đâu? Vương Nhất không nói gì mà chỉ im lặng chờ đợi. Kít! Một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước mặt họ. Vương Nhất mở cửa xe, cười nói với Lý Thiên Dương, lên xe đi ba. Nhìn thấy chiếc xe sang trọng đắt đỏ này, Lý Thiên Dương kinh ngạc không nói nên lời. Ông mơ mơ màng màng ngồi lên xe, lãnh nhan dẫm chân ga, xe lao vụt đi. Chúng ta đi đâu vậy? Lý Thiên Dương còn đắm chìm trong kinh ngạc siêu xe mang lại chưa thể thoát ra. Vương Nhất cười nhẹ, tới rồi ba sẽ biết thôi. 10 phút sau, xe dừng lại dưới một tòa cao ốc đồ sộ. Không có người đến người đi như những tòa cao ốc khác. Ở đây cấm người không có phận sự đi vào, cả chất lượng bảo vệ bên ngoài cũng vượt xa những nơi khác. Vương Nhất và Lãnh Nhan vừa xuống xe, La Chí Viễn đã dẫn Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt đi ra. Tăng Quốc Vinh dẫn một nhóm cấp dưới, Hồ Hoàng Việt lại dẫn thêm một nhóm nữa, tổng cộng hơn 50 người mặc tây trang dày da xếp thành hai hàng, đồng loạt cúi người, cao giọng hô. Xin chào ông chủ! Lý Thiên Dương kinh ngạc nhìn những người này, mỗi người đều là nhân vật có tầm ảnh hưởng. Chỉ cần dậm chân một cái thì cả thành phố Thiên An đều phải rung chuyển. Lý Thiên Dương đã từng gặp Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt, trước đây ông chỉ nghĩ là Vương Nhất có qua lại với hai người này, bây giờ xem ra không phải Vương Nhất đầu quân cho bọn họ, mà là bọn họ đầu quân cho Vương Nhất. Vương Nhất, rốt cuộc con mạnh cỡ nào? Lý Thiên Dương mặt đầy kinh ngạc, thì thào tự hỏi. Tòa nhà đại thương, nơi chiêu nạp tất cả các nhân vật lớn có sức ảnh hưởng trong các ngành nghề, các giới ở thành phố Thiên An. Không vì điều gì khác, chỉ vì ở đây là thương hội Hồng Ưng, bộ phận của khu vực Thiên An. Dưới sự vây quanh của các lão đại ở các giới, các ngành nghề, Vương Nhất và Lãnh Nhan đi vào trong tòa nhà đại thương, sóng lớn không sợ hãi, giống như tất cả những chuyện này đều là chuyện mà họ nên làm. Lý Thiên Dương vô cùng áp lực, cả người cứng đờ bước đi, tận đến khi đi vào một căn phòng, mới bình ổn lại. Nhưng rất nhanh, ông ta lại bị sự lộng lẫy. Đường Hoàng ở trong phòng làm cho kinh ngạc. Cho dù là đồ trang trí hay là đồ cổ, đều có giá trị vô cùng cao, chính là hoàng cung thời cổ đại, cũng không sánh được. Ba ở đây trước. Vương Nhất mỉm cười với Lý Thiên Dương, bình tĩnh nói, ngày mai vừa đến, tất cả mọi thứ sẽ về với chủ, tất cả những người ức hiếp, đàn áp nhà họ Lý, đều sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Nhất, Lý Thiên Dương gọi Vương Nhất lại. Cơ thể Vương Nhất hơi dừng lại. Quay đầu sang, ánh mắt khác biệt nhìn Lý Thiên Dương. Cảm ơn. Vành mắt Lý Thiên Dương hơi đỏ lên, nói với Vương Nhất những lời từ tận đáy lòng, cảm ơn tất cả những thứ mà con đã làm vì nhà họ Lý. Vương Nhất cười một cách thờ ơ, con đã nói rồi, chỉ cần con ở đây, nhà họ Lý, chính là đỉnh tiêm hào môn. Vừa dứt lời, Vương Nhất khẽ đóng cửa lại. Nụ cười trên mặt cũng trở nên lạnh lùng, quay đầu liếc nhìn La Chí Viễn, Hồ Hoàng Việt, Tăng Quốc Vinh.
nói, đã sắp xếp xong chưa? Cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt của Vương Nhất, La Chí Viễn cũng vội vàng nói, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi mệnh lệnh của ông chủ. Lập tức hành động, trong 2 ngày, tôi muốn khiến Kim Thành Vũ và Thường Kỳ Thân bại danh liệt. Vâng. Từ công ty Áo Tân đi ra, Kim Thành Vũ định trở về công ty. Reng reng. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, thư ký của anh ta gọi đến. Không hay rồi, Chủ tịch Kim, công ty xảy ra chuyện lớn rồi. Điện thoại vừa được kết nối, đã truyền đến tiếng kêu hoang mang, sợ hãi của thư ký, Chu Tổng đột nhiên rời đi. Ai, Chu Bá? Ánh mắt của Kim Thành Vũ đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại được sự bình tĩnh, nói, hoảng cái gì, một phó tổng rời đi mà thôi, có chuyện lớn gì chứ? Nhưng, Chu Tổng còn đưa đi một số lượng lớn cốt cán của công ty. Thư ký lớn tiếng nói, gần như mỗi một bộ phận quan trọng đều đưa đi một nửa tinh anh, bây giờ cả công ty sắp tê liệt rồi. Cái gì? Tin tức này khiến sắc mặt Kim Thành Vũ lập tức thay đổi, những hạt mồ hôi to như hạt đậu từ trán anh ta chảy xuống. Một phó tổng rời đi, không phải là chuyện gì giới, chỉ cần tìm một người về thay là được, nhưng, rời đi một số lượng lớn cốt cán tinh anh, điều này là một sự đả kích rất lớn với công ty. Giống như đang khoét trái tim của anh ta, đập xương của anh ta, cho anh ta một đòn chí mạng. Chủ tịch Kim, anh mau trở về đi, bây giờ công ty đang rất loạn, ai cũng la hét muốn rời đi. Giọng nói của thư ký, mang theo sự nghẹn ngào vô cùng nghiêm trọng, sắp khóc rồi. Kim Thành Vũ cúp điện thoại, vẻ mặt u ám đến mức có thể vắt ra nước, sau đó một chân đạp ga thật mạnh, đi về phía công ty. Vừa lái xe, vừa móc điện thoại ra. Gọi cho một số điện thoại. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, truyền đến giọng nói bình tĩnh của một người đàn ông, Chủ tịch Kim, có chuyện gì sao? Chu Bá. Giọng nói của Kim Thành Vũ vô cùng trầm và thấp, chất chứa sự tức giận, hung dữ nói, ông biết ông đang làm gì không? Cho ông một tiếng, tìm lại tất cả những cốt cán của công ty mà ông mang đi cho tôi. Nếu không tôi sẽ khiến ông không thể sống nổi ở cái thành phố Thiên An này. Chủ tịch Kim đang nói đùa sao? Chu Bá cười, nói, tôi đã làm chuyện này, thì nhất định chuẩn bị sẵn sàng dũng khí chấp nhận tất cả hậu quả. Tin là một chút khó khăn này sẽ không làm khó được Chủ tịch Kim, cứ như vậy đi, tạm biệt. Chu Bá, tôi thật sự không ngờ, từ đầu đến cuối ông đều là một con sói mắt trắng. Trong mắt Kim Thành Vũ ngập tràn tơ máu, giọng nói giống như một con sói bị thương, tức giận, điên cuồng, lúc ông cả ngày chỉ biết uống rượu sống qua ngày. Mất đi ý chí là tôi đã cho ông chức phó tổng của Ẩn Long, tôi đối xử với ông không bạc đúng không? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Điện thoại cuối cùng vẫn không cúp, Chu Bác rơi vào trầm tư rất lâu. Đối với ông không bạc. Rất lâu sau, Chu Bá bật cười chế nhạo, Kim Thành Vũ, cậu sờ vào lương tâm của cậu xem có phải thiếu đi một góc, đó là lòng tốt của cậu sao? Cậu sợ tôi nói ra sự thật của chuyện kia. Sẽ liên lụy đến loại dã thú như cậu và Thường Kỳ. Nên cậu mới giả tình giả ý cho tôi vị trí phó tổng, chức vụ phó tổng trống rỗng, không có thực quyền của phó tổng, cậu đưa tôi vào một cái chuồng, nuôi tôi giống như nuôi một con chó. Nếu như tôi không nghe theo, cậu dùng người nhà của tôi uy hiếp tôi. Chính vì tôi là một nhân vật nhỏ, nên mới để mặc cho cậu sắp xếp, chính là vì tôi là một nhân vật nhỏ, nên đương nhiên bị làm vật hy sinh, để bảo toàn sự an toàn cho cậu và Thường Kỳ. Kim Thành Vũ cũng không ngờ Chu Bá lại nói với anh ta những lời như thế này, sau một lúc kinh ngạc, rất nhanh đã cười một cách nham hiểm, không sai, chính vì ông là một nhân vật nhỏ, nên, rất nhiều chuyện, không thể tùy theo ông, ý nghĩa ông sống trên thế giới này chính là vì ông còn giá trị lợi dụng. Trong nhà ông còn có ba mẹ đã lớn tuổi cần phải phụng dưỡng đúng không? Nếu như ông không muốn bọn họ không cẩn thận xảy ra một chút sự cố mà hối hận cả đời, thì mau chóng đưa người về cho tôi. Chu Bá rơi vào trầm tư, Kim Thành Vũ còn cho rằng Chu Bá đã sợ, nên, cũng không kích thích ông ta nữa, mà dùng những lời tốt đẹp để khuyên bảo, Chu Bá, ông trở về đi, tôi đảm bảo, nhất định sẽ trọng dụng ông, hơn nữa tôi và Thường Tổng sẽ xem ông là anh em. Cậu đã từng nghĩ đến sẽ thất bại chưa? Chu Bá vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng nói một câu. Cái gì? Đôi mắt Kim Thành Vũ lóe lên, không hiểu ý của Chu Bá. Cậu đã nghĩ đến sẽ thất bại chưa? Chu Bá lặp lại một lần nữa, trong mắt của cậu, tôi là một nhân vật nhỏ, vậy thì trong mắt của người khác,
có phải cậu cũng là một nhân vật nhỏ? Kim Thành Vũ không hiểu ý của Chu Bá, đột nhiên có chút tức giận, Chu Bá, ông mau trở về cho tôi. Ba mẹ của tôi đã được tôi đưa ra nước ngoài ngay trong đêm rồi, nên cậu không uy hiếp được tôi đâu. Chu Bá bật cười, trong nụ cười, mang theo sự hung dữ vô cùng, có lẽ vị kia nói đúng, lập công chuộc tội mới là cách tốt nhất. Vẻ mặt của Kim Thành Vũ, cuối cùng cũng trở nên khiếp sợ, ông có ý gì? Vị kia là ai? Chủ tịch Kim, đây chỉ là bắt đầu thôi. Giọng điệu của Chu Bá vô cùng nghiêm túc, nói xong, lập tức cúp điện thoại. Alo, Chu Bá, rốt cuộc ông muốn làm gì? Kim Thành Vũ lo lắng như kiến bò trên nồi lẩu, trong lòng vô cùng bất an, vội vàng gọi một cuộc điện thoại, giúp tôi tìm một người, ông ta tên là Chu Bá, tìm được thì lập tức đưa về cho tôi. Vâng, người ở đầu bên kia điện thoại trả lời một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Không đến 3 phút, điện thoại lại gọi đến. Kim Tổng, đã điều tra được rồi. Ở đâu? Trong mắt Kim Thành Vũ hiện lên tia hy vọng. Đồn cảnh sát. Cùng lúc đó, đồn cảnh sát Thiên An. Cạch. Cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông đi vào, nhìn tất cả cảnh sát trong đồn giống như gặp phải kẻ địch mạnh, bình tĩnh nói, tôi muốn tự thú. Trong đồn, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bạch Yến đứng dậy, đi đến trước mặt Chu Bá, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ông ta, tôi biết ông là Chu Bá. Cảnh sát Bạch. Chu Bá cười tâu toét, tôi cũng nhớ cô. Người phụ trách vụ án của tôi. Bạch Yến không tiếp tục hỏi nữa, chỉ liếc nhìn ông ta, ông muốn tự thú cái gì? Tôi muốn tự thú, tôi chính là người ra kế hoạch vụ 316, kế hoạch này là tôi nghĩ ra. Chu Bá bình tĩnh nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, bao gồm cả Bạch Yến. Bịch, đồng nghiệp của Bạch Yến, Sử Kiến đập mạnh xuống bàn, tức giận nói, vụ án 316 đã kết án rồi. Đó là doanh nghiệp lòng dạ thâm độc dưới trướng nhà họ Lý, có dụng ý muốn kiếm tiền bằng cách đen tối, tất cả người tiêu dùng đều có hiện tượng trúng độc ở các mức độ khác nhau, còn có gì để nói? Đây chỉ là các người làm việc không tốt, đã vội vàng kết án. Chu Bá khẽ cười, nói, kế hoạch này là tôi nghĩ ra, nhân quả báo ứng của chuyện này, bao gồm một vài chi tiết, tôi đều biết rõ. Ông nói cái gì? Nghe thấy lời nói của Chu Bá, Sử Kiến cảm thấy bị sỉ nhục. Lập tức nổi trận lôi đình. Sử Kiến. Bạch Yến liếc nhìn anh ta, sau đó tiếp tục nhìn Chu Bá, ông đi theo tôi. Tôi có một yêu cầu. Chu Bá không di chuyển, nhìn Bạch Yến, nghiêm túc nói, khẩu cung của tôi, các cô cần phải làm thành tư liệu vụ án, công khai lên mạng. Lời này vừa được rồi ra, ánh mắt Bạch Yến ngưng lại, cảm thấy một trận bão táp lớn đang được ấp ủ. Lấy ra bản năng của nghề nghiệp, Bạch Yến vẫn đồng ý. Được, tôi đồng ý với ông. Chu Bá khẽ cười, nói với Bạch Yến, đã như vậy, thì chúng ta đi thôi. Nói xong, chủ động đi về phía phòng thẩm vấn. Thái độ bình tĩnh kia khiến Bạch Yến có chút hốt hoảng, ông ta có phải đến tự thú hay không? Nhìn bóng lưng Bạch Yến rời đi, trong mắt Sử Kiến lóe lên tia u ám, móc điện thoại từ trong túi ra, nhưng do dự một lúc, vẫn đặt điện thoại xuống. Một tiếng sau, một tin tức chấn động đã bất ngờ xuất hiện trên mạng. Vụ việc 316 chấn động một thời, 3 năm sau, lại có một sự xoay chuyển kinh hoàng mới. Sự thật của vụ 316 được lộ ra, công ty điều chế thuốc dẫn đầu Thiên An, phải chăng là công ty độc ác, coi mạng người như cỏ rác. Trắng đen đảo ngược, thật giả lẫn lộn, vạch trần vụ án ly kỳ 316. Các trang web lớn, các đơn vị truyền thông lớn, từng tiêu đề tin tức nhìn thấy mà giật mình mọc lên như nấm sau cơn mưa. Mở trang web ra, là một đoạn video rất ngắn, khuôn người trong video đã được che, nhưng giọng nói vẫn là giọng gốc, dựa vào thân phận người đưa ra kế hoạch của vụ án, 316 công bố sự thật đến tất cả mọi người. Tin tức này, rất nhanh đã truyền đi cả Thiên An. Kim Thành Vũ vội vàng trở về công ty, ngay cả nước cũng không kịp uống, lo lắng hỏi, tình hình bây giờ như thế nào rồi? Ông chủ, thư ký quay lưng về phía Kim Thành Vũ, giọng nói vô cùng run rẩy. Sao rồi? Trong lòng Kim Thành Vũ tràn đầy cảm giác tức giận, giọng điệu không được tốt nói, tôi tốn tiền thuê cô, là để cô giúp tôi giải quyết vấn đề, không phải giúp tôi tạo ra vấn đề. Thư ký chậm rãi quay người lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, anh xem cái này. Nói xong, đưa máy tính bảng qua.
bên trong đang chiếu một video. Tôi là Chu Bá, nguyên quản lý cấp cao của Dược phẩm Thường Kỳ, phó tổng của doanh nghiệp Ẩn Long. Ở đây, tôi xin công bố vụ án 316 chấn động Thiên An 3 năm trước với mọi người. Tôi là người đưa ra kế hoạch này, nên những bệnh nhân trúng độc ngày hôm đó đều là sau khi uống thuốc của Dược phẩm Thường Kỳ nghiên cứu ra, mới trúng độc, dưới sự lôi kéo của Kim Thành Vũ, chủ tịch hiện nay của doanh nghiệp Ẩn Long, nhà họ Lý trở thành vật hy sinh cho chuyện lần này. Sau đó lại mời mạng lưới thủy quân, làm chủ dư luận xã hội, để bảo an toàn cho Dược phẩm Thường Kỳ, còn về những người đã bị trúng độc kia, Kim Thành Vũ đã cho mỗi người một khoản tiền, rời khỏi Thiên An ngay trong đêm, trốn khỏi sự điều tra, uy hiếp bọn họ không được để lộ ra chân tướng, sự thật, nếu không tính mạng của người nhà sẽ bị uy hiếp. Xem đến đây, Kim Thành Vũ chỉ cảm thấy tốc độ tuần hoàn máu càng thêm nhanh hơn, đập chiếc máy tính bảng trong tay xuống đất. Sau đó, một tiếng gầm kinh hoàng bộc phát. Chu Bá, tôi phải xé xác ông thành nghìn mảnh. Bùm bùm. Kim Thành Vũ giống như phát điên, đập nát tất cả những thứ có thể đập ở trong phòng làm việc. Thư ký bị dọa đến mức vẻ mặt tái nhợt, hai tay ôm đầu, ngồi xổm vào một lúc, không dám nói câu nào. Rất nhanh, trong phòng làm việc đã thành một bãi lộn xộn, biểu cảm trên mặt của Kim Thành Vũ cũng trở nên vô cùng hung dữ. Đôi mắt tràn đầy tơ máu, nhìn giống như đã mấy ngày không ngủ, nghiến răng phát ra tiếng răng rắc, hận không thể ăn tươi nuốt sống, uống máu người khác. Chu Bá, anh ta cứ nghĩ mình đã không chế được, cả đời này sẽ trung thành với anh ta, không ngờ trong thời khắc quan trọng, ông ta lại hung hăng đâm anh ta hai nhát. Nhát dao thứ nhất, đưa tất cả đoàn đội cốt cán của doanh nghiệp Ẩn Long đi, khiến Kim Thành Vũ rất khó hoàn thành công việc khi thiếu đi những điều kiện nhất định. Nhát dao thứ hai, hy sinh chính bản thân mình, công bố với mọi người sự thật vụ 316. Hai nhát dao này, nhát sau tàn nhẫn hơn nhát trước, tàn nhẫn đâm loạn lên trái tim của Kim Thành Vũ, đem thịt đã nát trong cơ thể của anh ta quậy lên, lại quậy lên. Sau khi nổi điên, chính là tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng sâu sắc. Cả người Kim Thành Vũ không còn chút sức lực nào ngã xuống sofa, ngọn lửa giận trên người đã được thay thế bằng sự sợ hãi. Hai tay anh ta giật tóc của mình, dùng lực rất mạnh, trực tiếp giật xuống mấy sợi tóc. Sâu trong ánh mắt, mang theo sự sợ hãi đi sâu vào trong linh hồn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Giọng nói run rẩy, lại mang theo sự nghẹn ngào, bất lực. Rầm. Đột nhiên, cánh cửa phòng chủ tịch bị đẩy ra. Một giám đốc bộ phận vẻ mặt hoảng sợ xông vào, lớn tiếng hét lên, chủ tịch, không hay rồi, một đám phóng viên đang vây quanh, muốn anh giải thích tất cả mọi chuyện của vụ 316. Cái gì? Kim Thành Vũ nghe thấy vậy, lập tức đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất nhìn. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là phóng viên dày đặc, không ngừng xô đẩy, muốn xông vào bên trong tòa nhà quốc tế. Chủ tịch, bây giờ chúng ta phải làm sao? Vị chủ quản kia nhìn Kim Thành Vũ, đột nhiên bật khóc, căm phẫn anh ta, gầm lên, nhân viên của Ẩn Long chúng tôi đúng là vô phúc mà, tại sao vì hành vi của anh mà bị liên lụy? Đi ra ngoài, cô đi ra ngoài cho tôi. Bị kích thích như vậy, Kim Thành Vũ cũng nổi giận với chủ quản kia, đuổi ra ngoài. Sau đó lại nhìn về phía thư ký, cô cũng ra ngoài cho tôi. Thư ký cầu còn không được, vội vàng rời khỏi phòng làm việc. Đợi đến khi trong phòng làm việc không còn ai, Kim Thành Vũ mới ngồi xuống sofa, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Nhưng, cục diện trước mắt khiến anh ta tuyệt vọng, cho dù làm thế nào, đều là con đường chết. Tức giận sao, tuyệt vọng sao, không cam lòng sao. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng cười hờ hững. Ai? Kim Thành Vũ giật mình, lập tức quay đầu lại. Vương Nhất đưa theo Lãnh Nhan đẩy cửa phòng làm việc, vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh ta. Vương Nhất, là anh. Nhìn thấy Vương Nhất dẫn theo Lãnh Nhan vẻ mặt ung dung đi vào, trong mắt Kim Thành Vũ hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh, lại trở nên hung dữ, anh đến làm gì? Tôi đến giải quyết khó khăn hiện tại của anh. Vương Nhất nhìn phòng làm việc bữa bãi, cười, nói, tôi cảm thấy bây giờ anh nhất định rất cần giúp đỡ. Nụ cười của anh ôn hòa, nhưng theo như Kim Thành Vũ thấy, lại sởn tóc gáy. Nhà họ Kim và nhà họ Lý không đội trời chung. Anh sẽ có lòng tốt giúp đỡ tôi sao? Trong mắt Kim Thành Vũ mang theo sự cảnh giác, sau đó, lại biến thành sự xem thường. Hơn nữa, anh là một tên bỏ đi của một gia tộc thấp kém, có thể giúp được gì?
Vương Nhất cũng không tức giận, khóe miệng hơi cong lên một độ cong ý tứ sâu xa, xem ra, anh thật sự không biết gì về tôi. Tôi trở về Thiên An cũng một khoảng thời gian rồi, Kim Thúy Như không thể không biết hành tung của tôi, nhưng, tại sao cô ta không tìm tôi chứ? Không đợi Kim Thành Vũ nói, Vương Nhất đã nói tiếp, bởi vì cô ta đã âm thầm điều tra về tôi, biết một vài chuyện về tôi, trước khi vẫn chưa nắm chắc hoàn toàn, cô ta sẽ không làm kẻ thù của tôi. Vương Nhất không nhắc đến còn tốt, vừa nhắc đến, Kim Thành Vũ lập tức rời vào trầm tư, anh ta cũng mơ hồ phát hiện ra vài điều không đúng. Nhưng, anh ta vẫn cười khẩy một tiếng, vậy thì sao, chính là vì em họ của tôi không tìm đến anh đã không biết phân lượng của mình. Vương Nhất cười lắc đầu, sau đó liệt kê ra những khó khăn của Kim Thành Vũ lúc này. Bị phó tổng phản bội, đào đi một đoàn đội, công ty hoàn toàn tê liệt, không thể hoạt động được, hơn nữa. Sự thật của vụ 316 đã bị lộ ra ánh sáng, anh không chỉ cần phải đối mặt với nguy cơ công ty sẽ phá sản, còn sắp thân bại danh liệt. Nghe đến đây, vẻ mặt Kim Thành Vũ thật sự thay đổi, không thể tin được nhìn Vương Nhất, sao anh biết? Sau khi công ty xảy ra biến đổi, anh ta đã lập tức yêu cầu thư ký phong tỏa toàn bộ tin tức, sao anh lại biết được? Vương Nhất khẽ cười, chỉ cần tôi muốn biết, cả thành phố Thiên An không có chuyện gì là tôi không biết. Dừng lại một lúc, Vương Nhất lại nói tiếp, tốt nhất anh hãy đặt toàn bộ tâm tư lên doanh nghiệp Ẩn Long, cũng quan tâm Tân Giang Hội. Tân Giang Hội. Sắc mặt Kim Thành Vũ hơi thay đổi, anh có ý gì? Reng reng. Vừa dứt lời, điện thoại của anh ta vang lên, là người phụ trách Tân Giang Hội gọi đến. Bình thường, lúc Kim Thành Vũ không ở Tân Giang Hội, tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ trong Tân Giang Hội đều do anh ta xử lý. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại dồn dập. Lúc này Kim Thành Vũ có chút do dự, lại không dám nhận cuộc điện thoại này. Nhận đi, Vương Nhất cười ha ha nói. Kim Thành Vũ cắn răng nhận điện thoại, cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ trầm ổn một chút, chuyện gì? Ông chủ, Tân Giang Hội bị kiểm tra và niêm phong. Điện thoại vừa được kết nối, đã truyền đến giọng nói sợ hãi của người phụ trách. Cái gì, kiểm tra và niêm phong? Kim Thành Vũ đột nhiên trợn tròn mắt. Phản ứng có điều kiện đứng dậy, tại sao lại bị kiểm tra và niêm phong? Vì, đột kích kiểm tra. Giọng nói của người phụ trách ngày càng nhỏ, ở bên trong bắt được rất nhiều nam nữ có giao dịch không chính đáng. Bù. Lập tức, đầu óc Kim Thành Vũ trống rỗng, hai mắt tối sầm lại, thậm chí còn đứng không vững, suýt nữa ngã xuống. Tân Giang Hội của anh ta từ trước đến nay đều là quy định thành viên, chỉ mở cho người có thân phận, xin hỏi. Những người như thế này muốn phụ nữ như thế nào mà không tìm được? Sao lại đi chạm vào vạch đỏ chứ? Cúp điện thoại, sắc mặt Kim Thành Vũ càng thêm khó coi. Đột nhiên, giống như hiểu ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn Vương Nhất. Là anh làm. Nụ cười trên mặt Vương Nhất càng đậm, cuối cùng anh cũng ý thức được rồi. Soạt. Cả người Kim Thành Vũ lập tức căng cứng lại, ngón tay run rẩy chỉ vào Vương Nhất, giọng nói run rẩy. Chu bá cũng là anh xúi dục. Tôi không thích cách gọi như vậy. Nụ cười trên mặt Vương Nhất nhạt đi một chút, muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Trong lòng mỗi người đều có một hạt giống báo thù, anh và Thường Kỳ tự tay vùi nó xuống, tôi chỉ khiến nó mọc rễ, nảy mầm trước mà thôi. Vương Nhất, tôi giết anh. Kim Thành Vũ hoàn toàn mất đi lý trí, mắt đỏ ngầu xông về phía Vương Nhất. Hai tay muốn bóp lấy cổ anh, muốn bóp đến chết. Nhưng, một bóng đen đã ra tay trước, đạp mạnh một phát. Bịch, cơ thể của Kim Thành Vũ giống như con diều bị đứt dây, bay ra. Chu bá chưa nói với anh sao? Anh xem người ta là một nhân vật nhỏ bé, vậy thì trong mắt người khác, cũng là một nhân vật nhỏ bé, không đáng để kể đến. Vương Nhất nhìn xuống Kim Thành Vũ đang nằm bò trên mặt đất giống như loài run rế, giọng điệu bình thường. Kim Thành Vũ đập mạnh xuống sàn nhà. Lúc này phát tiết tất cả sự ấm ức và tức giận trong lòng. Nhưng, tôi không phải đặc biệt đến xem chuyện cười của anh, ngược lại, tôi đến để giúp anh giải quyết vấn đề. Đột nhiên, Vương Nhất chuyển chủ đề, cục diện bây giờ anh cũng nhìn thấy rồi, không phải là chuyện anh có thể giải quyết được, bán doanh nghiệp Ẩn Long cho tôi, anh còn có thể thu lại được một khoản tiền. Kim Thành Vũ bình tĩnh lại một chút, kinh ngạc hỏi, anh đến để thu mua. Không sai, Vương Nhất dứt khoát thừa nhận. Mẹ nó anh điên rồi. Hai mắt Kim Thành Vũ toàn là máu, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất,
anh biết giá thị trường của doanh nghiệp ẩn long là bao nhiêu không? Đây không phải vấn đề mà tôi cần phải suy nghĩ. Vương Nhất lắc đầu, nói, lúc đó, Kim Thúy Như thu mua doanh nghiệp ẩn long với giá 1.500 tỷ, bây giờ, tôi cũng mua lại với giá 1.500 tỷ. Không thể. Kim Thành Vũ suy nghĩ một lúc, từ chối một cách chắc như đinh đóng cột, doanh nghiệp ẩn long không thể chỉ đáng giá 1.500 tỷ. Kim Thành Vũ, tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu cục diện hiện tại. Vương Nhất nheo mắt lại, giọng điệu trở nên lạnh lùng, Chu Bá đã công bố sự thật vụ 316, anh và Thường Kỳ đều không thoát được liên quan, hơn nữa bây giờ ẩn long đã rời đi một số lượng lớn, cả công ty đang ở trong trạng thái tê liệt, cho anh 1.500 tỷ, đã hoàn vốn rồi. Đương nhiên, nếu như anh vẫn không đồng ý, cũng không sao. Vương Nhất dừng lại, cười ha ha nói, tôi còn có cách khác thu mua doanh nghiệp ẩn long, sở dĩ tôi ngồi đây nói chuyện với anh một cách bình tĩnh, hòa nhã, chỉ là lựa chọn một cách ôn hòa nhất, lịch sự nhất trong rất nhiều cách, nếu như đàm phán thất bại, tôi không bận tâm bắt đầu một số cách không được hữu hảo lắm. Uy hiếp một cách quang minh chính đại. Khóe mắt Kim Thành Vũ co rút lại, anh ta biết Vương Nhất không phải đang nói đùa. Nhưng, anh ta vẫn kiên trì nói, cho dù tôi có ý định bán, anh sẽ bỏ ra nổi 1.500 tỷ sao. Bây giờ công ty Áo Tân đã thuộc về anh ta, nên 2.640 tỷ của 10 công ty lớn tài trợ cũng thuộc về Kim Thành Vũ. Anh ta không tin Vương Nhất lấy ra được số tiền 1.500 tỷ. Vương Nhất không nói gì, là liếc nhìn Lãnh Nhan. Lãnh Nhan lập tức đi đến trước mặt Kim Thành Vũ, từ trong ngực móc ra một chiếc thẻ vàng, thờ ơ nói. Đi quẹt chiếc thẻ này, sau khi đạt được giao dịch, sẽ tự động khấu trừ 1.500 tỷ. Vẻ mặt Kim Thành Vũ hơi thay đổi, nhưng nghĩ đến Lãnh Nhan chỉ là vệ sĩ của Vương Nhất, có thể có bao nhiêu tiền. Nhưng cầm lấy chiếc thẻ vàng kia và liếc nhìn, mắt Kim Thành Vũ mở to. Là thẻ vàng của nước Thụy Sĩ. Anh ta là con trưởng của nhà họ Kim, cũng chưa có tư cách có được thẻ vàng của Thụy Sĩ. Nhìn thấy Kim Thành Vũ chần chừ không hành động. Lãnh Nhan nhướng đôi lông mày xinh đẹp, không thể dùng sao. Tôi đổi thẻ khác. Nói xong, lại móc ra một chiếc thẻ đen, mặt sau của chiếc thẻ in hình đầu lâu đen. Nhìn thấy chiếc thẻ này, hai mắt Kim Thành Vũ suýt nữa tối sầm lại, bị dọa đến mức ngất đi. Hội đầu lâu. Chiếc thẻ này, chỉ có những thành viên của hội đầu lâu, thế lực ngầm lớn nhất thế giới mới có, do nữ hoàng hội trưởng đích thân phát hành, trên toàn thế giới không có đến 50 chiếc. Người vệ sĩ nữ kia của Vương Nhất sốt cuộc có lai lịch như thế nào? Kim Thành Vũ ngây người nhìn Lãnh Nhan, không dám đưa tay ra nhận. Vẫn không thể dùng sao? Trong mắt Lãnh Nhan lóe lên sự mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Kim Thành Vũ tràn đầy sự xem thường. Cuối cùng, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng bình thường, hỏi, chiếc thẻ tiết kiệm này có thể dùng đúng không? Ngơ ngơ ngác ngác ký vào thỏa thuận chuyển nhượng công ty, đại diện cho Kim Thành Vũ giao bán xí nghiệp ẩn long. Sau khi ký tên đóng dấu, Kim Thành Vũ vẫn còn đắm chìm trong cú sốc mà Lãnh Nhan mang lại, rất lâu không thể thoát ra. Anh ta nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được lai lịch của Lãnh Nhan là gì, không chỉ có thẻ vàng nước Thụy mà còn có cả thẻ đen đầu lâu. Tại sao một người phụ nữ có lai lịch như vậy lại làm vệ sĩ cho kẻ vô dụng kia? Ánh mắt Kim Thành Vũ đờ đẫn, anh ta đã không còn biết mình là ai nữa. Lãnh Nhan vừa nhìn là biết Kim Thành Vũ đang nghĩ gì. Vẻ khinh thường trong mắt cô ta chợt hiện rõ hơn. Chắc chắn Kim Thành Vũ đang cho rằng hai tấm thẻ này là của cô ta. Thực ra hai tấm thẻ ấy không phải của cô ta, mà là của thiếu chủ. Thẻ vàng là do Thương Si tặng cho thiếu chủ, còn thẻ đen đầu lâu là do nữ hoàng hội trưởng của hội đầu lâu phá lệ tặng cho thiếu chủ để bày tỏ lòng cảm ơn. Nói về nguồn gốc của hai người này thì rất sâu xa, không ngoa khi nói rằng đó là tín vật định tình đơn phương. Nhưng sau khi thiếu chủ xuất ngũ về nước thì hai người cũng liên lạc ít đi. Vương Nhất gặp bản hợp đồng, lại nhìn Kim Thành Vũ rồi bảo, có phải anh còn quên cái gì không? Kim Thành Vũ như trâu đực, đỏ mắt tức giận nói, tôi đã trả ẩn long lại cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa? Còn thỏa thuận chuyển nhượng công ty Áo Tân nữa. Vương Nhất nói, nếu anh đã lấy danh nghĩa của xí nghiệp ẩn long để thu mua công ty Áo Tân thì công ty Áo Tân đã trở thành công ty con của ẩn long. Bây giờ tôi mua lại cả công ty ẩn long, theo điều khoản thì công ty Áo Tân cũng thuộc về tôi. Anh! Kim Thành Vũ mở to mắt, hô hấp không thông. Đến giờ phút này anh ta mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trả thù!
Vương Nhất đang trả thù anh ta thu mua công ty Áo Tân một cách ác độc, vậy nên anh cũng ăn miếng trả miếng, mua lại Ẩn Long. Cho dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng Kim Thành Vũ vẫn phải chuyển nhượng công ty Áo Tân lại cho Vương Nhất. Ai bảo anh ta không thu mua với danh nghĩa cá nhân cơ chứ? Cuối cùng Kim Thành Vũ không chỉ không có được công ty Áo Tân mà còn mất cả xí nghiệp Ẩn Long. Nếu để em họ anh biết thành tích này của anh, chắc chắn cô ấy sẽ đối xử với anh đàng hoàng, đấy. Sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, Vương Nhất bỏ lại câu này rồi rời khỏi xí nghiệp Ẩn Long. Trong lúc xuống thang máy, Vương Nhất thờ ơ hỏi, xí nghiệp Ẩn Long đã bị thu mua rồi, bên phía Dược Phẩm Thường Kỳ thế nào? Lãnh Nhan khẽ cười, thiếu chủ cứ yên tâm, Thường Kỳ cũng không thoát khỏi liên quan, La Chí Viễn đã tổ chức đại hội hội viên lên kế hoạch trừng phạt Thường Kỳ rồi. Ngày hôm nay sẽ không còn Dược Phẩm Thường Kỳ nữa. Đến đại hội hội viên không ạ? Vương Nhất cân nhắc một hồi, sau đó cười nhẹ, đi thôi, tới đó quan sát học hỏi. Vâng. 10 phút sau, Lãnh Nhan lái xe đến bãi đỗ xe dưới hầm của tòa nhà thương mại, đi tới cổng lớn cùng Vương Nhất. Kít. Một chiếc xe thương vụ Mercedes, Ben màu đen dừng lại trước mặt hai người, cửa mở ra, một thanh niên mặc vest bước xuống. Vừa xuống xe, anh ta đã vội vàng chạy tới cổng. Đó là con trai của Thường Kỳ, Thường Dĩnh. Vương Nhất nheo mắt, cười bảo, Tào Tháo còn chưa tới, con trai Tào Tháo đã tới trước. Lãnh Nhan tỏ vẻ thờ ơ, con trai của Thường Kỳ thì thế nào, tòa nhà thương mại không phải ai cũng có thể vào được. Quả nhiên, Thường Dĩnh vừa đi vào, một nhân viên bảo vệ to con khỏe mạnh đã lạnh mặt ngăn anh ta lại, đứng lại, làm gì thế hả? Thấy chỉ là nhân viên bảo vệ mà cũng dám ngăn mình, Thường Dĩnh chợt nổi đóa, ba tôi là hội viên trung cấp của thương hội Hồng Ưng này, anh dám ngăn cản tôi. Xin lỗi, cho dù anh là người nhà của hội viên thì cũng không được vào. Nhưng nhân viên bảo vệ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đây là thương hội Hồng Ưng, chi nhánh ở khu vực Thiên An, chỉ có thành viên hội viên và khách hàng mới được vào. Khách hàng ở đây đương nhiên là những nhân vật lớn từ mọi tầng lớp xã hội, tên quần là áo lượt như Thường Dĩnh đương nhiên không nằm trong số đó. Ngay lập tức, Thường Dĩnh trở nên sốt ruột, ba tôi thật sự là Thường Kỳ, tôi tìm ông ấy có việc gấp. Anh ta cũng đã thấy bài báo tường thuật chân tướng sự việc ngày 16 tháng 3. Tầng dưới Dược Phẩm Thường Kỳ cũng chật kín phóng viên, bao vây không một kẽ hở, anh ta tới đây để hỏi Thường Kỳ xem nên làm thế nào. Anh muốn vào cũng được, gọi ông Thường xuống đây đón anh. Nhưng nhân viên bảo vệ vẫn không cho anh ta lên. Thường Dĩnh không còn cách nào, chỉ đành lấy điện thoại ra gọi cho Thường Kỳ, nhưng chỉ nhận được lời nhắn tự động số điện thoại quý khách đang gọi hiện đã tắt máy. Đại hội hội viên của Thương hội Hồng Ưng yêu cầu tất cả thành viên đều phải tắt điện thoại di động. Khuôn mặt Thường Dĩnh khó coi, anh ta nhanh chóng nói với nhân viên bảo vệ, ba tôi đang họp ở trên, không thể nghe điện thoại, anh mau cho tôi vào đi. Nhân viên bảo vệ chế giễu, đến điện thoại còn không gọi được mà cũng xưng là con trai của Thường Kỳ, cái cớ này của anh, tôi thấy nhiều rồi. Tôi thật sự là con trai của Thường Kỳ, Thường Dĩnh phẫn nộ hét lớn. Vương Nhất và Lãnh Nhan nhìn thấy nhưng chỉ lắc đầu, sau đó đi ngang qua Thường Dĩnh. Vương Nhất, sao tên rác rưởi mày lại ở đây? Thường Dĩnh nhìn thấy Vương Nhất, hai mắt trợn tròn không thể tin được. Anh ta là con trai của Thường Kỳ còn không được vào, Vương Nhất chỉ là kẻ vô dụng của gia tộc hạng xoàng, tại sao có thể vào được? Anh Vương, nhân viên bảo vệ nhìn thấy Vương Nhất thì lập tức cúi đầu 90 độ, còn không quên gọi những nhân viên bảo vệ khác vào. Ngay lập tức, hơn 20 nhân viên bảo vệ được đào tạo bài bản với thực lực mạnh đứng thành hai hàng, kính cẩn chào hỏi. Chào anh Vương. Âm thanh vang dội, đinh tai nhức óc. Lúc trước khi Vương Nhất đến tòa nhà thương mại lần đầu, ông La Tổng phụ trách thương hội đã dẫn nhân vật có máu mặt hàng đầu như Hồ Hoàng Việt, người giàu nhất Thiên An và Tăng Quốc Vinh thành viên của thương hội đích thân tới nghênh đón kia mà. Tuy không biết anh Vương này có thân phận gì, nhưng chắc chắn lai lịch không nhỏ. Cảnh tượng này khiến Thường Dĩnh càng thêm choáng váng. Bọn họ gọi Vương Nhất là gì? Anh! Thường Dĩnh cảm thấy tam quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ. 3 giây sau, khuôn mặt anh ta tái mét, sự đối xử bất bình đẳng mãnh liệt này khiến anh ta cảm thấy chênh lệch cực lớn. Các người mù hết rồi à? Tôi là con trai của Thường Kỳ mà các người không cho tôi vào, anh ta chỉ là kẻ vô dụng của gia đình hạng xoàng thôi mà các người lại gọi anh ta là anh. Câm miệng! Nhân viên bảo vệ đó là người đứng đầu tất cả các nhân viên bảo vệ,
anh ta lập tức nhìn Thường Dĩnh bằng ánh mắt lạnh lùng, trong giọng điệu đã có sát ý lạnh lẽo. Nếu còn dám nói xấu anh Vương thêm một câu nữa, tôi sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất. Không chỉ anh ta, những nhân viên bảo vệ khác cũng lạnh lùng nhìn Thường Dĩnh, ánh mắt họ như thể đang nhìn một người chết. Thường Dĩnh giật mình, ngay sau đó, anh ta dường như đã hiểu ra điều gì, tôi biết rồi, chắc chắn các anh đã nhận lợi lộc gì của anh ta, dám hối lộ nơi công cộng thế này, tôi phải nói chuyện này lại cho ba tôi để đuổi việc tất cả các anh. Bốp! Đôi mắt nhân viên bảo vệ đó chợt lạnh, anh ta sải bước về phía Thường Dĩnh, tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta. Có thể làm nhân viên bảo vệ ở chi nhánh thương hội Hồng Ưng này, ít nhất cũng phải là quân nhân đã xuất ngũ. Một cái tát mà máu thịt văng ra, hai chiếc răng dính máu rơi xuống. Tát xong, nhân viên bảo vệ đó đi tới trước mặt Vương Nhất, cúi đầu thưa, khiến anh Vương giật mình rồi, cứ giao anh ta cho chúng tôi xử lý là được. Vương Nhất thờ ơ gật đầu, ấn thang máy lên tầng cao nhất. Đánh cho tôi. Các anh làm gì vậy hả? Ta là con trai của Thường Kỷ đấy. Á! Chẳng mấy chốc, cổng lớn vang lên tiếng hét thảm thiết như chọc tiết lợn. Thường Dĩnh bị 7-8 nhân viên bảo vệ bao vây, đánh hội đồng dữ dội. Cho dù vậy, dù đã bầm tím mặt mũi, anh ta vẫn nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt độc địa và mắng. Vương Nhất, mày xong đời rồi, ba tao là Thường Kỳ, chờ ông ấy họp xong, xem ông ấy xử lý mày thế nào. Từ đầu đến cuối, Vương Nhất không hề ngoảnh lại. Người đáng thương luôn có chỗ đáng hận. Có lẽ anh ta vẫn chưa biết người ba mà mình luôn dựa vào, sau cuộc họp này cũng sẽ sụp đổ. Thang máy đi lên trên, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, cũng chính là Thương hội Hồng Ưng, chi nhánh khu vực Thiên An. Thang máy vừa ở ra, một người đàn ông mặc vest đã cung kính chào hỏi, anh Vương, tổng phụ trách sắp tới rồi ạ. Được. Vương Nhất mỉm cười, chờ ở cửa thang máy cùng Lãnh Nhan. Một lúc sau, La Chí Viễn dẫn Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh đi tới. Sếp lớn. Vương Nhất nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Thường Kỷ tới chưa? La Chí Viễn gật đầu, đã vào trong phòng họp rồi, còn 5 phút nữa là cuộc họp bắt đầu. Sắp xếp hai vị trí cho tôi và Lãnh Nhan, tôi sẽ tham gia toàn bộ quá trình cuộc họp hội viện. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh lập tức khẽ run, kính sợ nhìn Vương Nhất, anh đang muốn tận mắt nhìn thấy Thường Kỷ sụp đổ đây mà. Vâng, La Chí Viễn biết thói quen khiêm tốn của sếp lớn, đương nhiên không thể sắp xếp trực tiếp trong phòng họp hội viên, vì thế ông ta kính cẩn nói, sếp lớn, phòng họp nối liền với văn phòng bên cạnh, toàn bộ cuộc họp cũng sẽ được chiếu trong máy tính của sếp. Tốt lắm. Vương Nhất gật đầu, dẫn Lãnh Nhan đi đến phòng họp bên cạnh. Nơi này đã không thể gọi là văn phòng nữa rồi, nó giống như hoàng cung hơn. Các bức tường xung quanh được treo đầy những bức tranh nổi tiếng trên toàn thế giới. Còn có một số đồ cổ có lịch sử hơn 100 năm, làm việc ở đây giống như đế vương cổ đại thượng triều xử lý chính vụ. Vương Nhất ngồi trên chiếc ghế chính giữa, nhưng Lãnh Nhan thì không ngồi mà ẩn mình trong góc phòng như một cái bóng. Cô ta không quen ngồi ngang hàng với thiếu chủ. Chẳng bao lâu, cuộc họp bắt đầu. Qua màn hình máy tính, Vương Nhất có thể nhìn thấy rõ ràng mọi hội viên của thương hội. Áo vest dày da, tinh thần sung mãn, tràn đầy năng lượng. Những người này đều là những ông tai to mặt lớn ở các thành phố khác nhau, lúc này họ tụ tập lại để tổ chức một cuộc họp. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh cũng vào chỗ, La Chí Viễn ngồi ở chính giữa, ánh mắt quét qua mọi người trên khán đài, cuối cùng ông ta dừng lại trên người một người đàn ông, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Đó là Thường Kỷ. Giờ phút này, tuy rằng ông ta cũng là một thành viên trong cuộc họp, nhưng sắc mặt ông ta đã tái nhợt như tờ giấy, thậm chí toàn thân còn hơi run rẩy. Khiếp sợ đến cực điểm. Chu Bá đã đến đồn cảnh sát tự thú, công khai sự thật sự việc ngày 16 tháng 3, hiện nay trên mạng đều đang đưa tin về vụ việc này, ông ta không thể nào không biết. Là người tham gia vào vụ việc ngày 16 tháng 3, ông ta và dược phẩm Thường Kỷ đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. La Chí Viễn bật máy tính và phát video. Chính là video Chu Bá nói ra sự thật. Phòng họp im lặng như tờ, tất cả mọi người đều đang nín thở. Cảm nhận đợt sóng ngầm trào dâng. Hội viên Thường, xem video này xong ông có điều gì muốn nói không? Sau khi video kết thúc, La Chí Viễn tắt máy tính, hỏi bằng giọng điệu bình thản. Ngay lập tức, các thành viên khác cũng nhìn Thường Kỷ với ánh mắt lạnh lùng. Thường Kỷ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi thúa ra đầy trán, quần áo sau lưng ướt đẫm như thể vừa được vớt từ sông lên.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Thường Kỳ nói, hội trưởng La, tôi thừa nhận những tội ác này, nhưng tôi chỉ nhất thời quỷ tha ma bắt, nghe lời gièm pha của Kim Thành Vũ nên mới làm như vậy thôi. Thừa nhận là được rồi. La Chí Viễn cắt ngang lời của Thường Kỳ, lạnh nhạt nói, nếu ông không phải thành viên của Thương hội Hồng Ưng tôi, dù ông làm chuyện xấu xa độc ác cỡ nào cũng không tới lượt Thương hội Hồng Ưng tôi quản lý, nhưng ông là người của Thương hội, làm việc bên ngoài cũng đại diện cho Thương hội Hồng Ưng, nhưng ông lại làm ra chuyện trời đất không thể dung thứ thế này thật sự khiến tôi thất vọng. Thường Kỳ không dám nói một lời. Bây giờ sự việc xảy ra, ông cũng không có mặt mũi nào tiếp tục ở lại Thương hội Hồng Ưng nữa, bây giờ sẽ bắt đầu bỏ phiếu đuổi hội viên trung cấp Thương hội Hồng Ưng Thường Kỳ ra khỏi Thương hội. Phụt phụt phụt. Tất cả các hội viên có mặt đều đồng ý, không do dự. Là người bị bỏ phiếu, Thường Kỳ không có quyền bỏ phiếu. La Chí Viễn nhìn quanh một lượt rồi lớn tiếng nói, toàn bộ thông qua, bắt đầu từ bây giờ, thân phận hội viên trung cấp của Thường Kỳ đã bị xóa bỏ, dược phẩm Thường Kỳ bị cấm cửa, đồng thời ông ta không còn là thành viên của Thương hội Hồng Ưng tôi nữa. Tan họp. Sau khi La Chí Viễn tuyên bố, khuôn mặt của Thường Kỳ ngay lập tức tái nhợt như tờ giấy, cơ thể co giật dữ dội. Trên thực tế, kể từ khi Chu Bá vạch trần sự thật của vụ việc ngày 16 tháng 3, Thường Kỳ biết rằng mình đã đi đời. Sợ hãi, tức giận, kinh hoàng, còn có một chút không cam lòng. Ông ta đã đến tuổi trung niên, dành tâm huyết nửa đời người vào Thương hội Hồng Ưng và trở thành hội viên trung cấp của nơi này. Bây giờ đã sắp được một bước lên mây nhưng lại hụt chân ngã xuống, rơi xuống là sẽ không còn gì. Ông ta không cam lòng. Không cam lòng. Với tư cách là hội viên trung cấp của Thương hội Hồng Ưng, ông ta muốn vực dậy là điều dễ như trở bàn tay. Vậy nên ông ta có thể từ bỏ dược phẩm Thường Kỳ, nhưng không thể bị đuổi ra khỏi Thương hội Hồng Ưng. Phịch, Thường Kỳ đã lớn tuổi cũng phải quỳ gối trước La Chí Viễn. Hội trưởng La, tôi cầu xin ông đừng đuổi tôi đi. Sau này tôi nhất định sẽ kinh doanh theo bổn phận, không bao giờ động đến mấu chốt của pháp luật nữa, không bao giờ dám nữa. Nhưng La Chí Viễn vẫn vô cảm, Hồ Hoàng Việt, Tăng Quốc Vinh và các hội viên khác của Thương hội cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, không có một chút thương cảm. Ông cắt xén nguyên liệu, làm sữa tắm giả, đầu độc người tiêu dùng, còn vu oan cho nhà họ Lý đã là gan to bằng trời rồi mà còn uy hiếp người nhà bệnh nhân, càng thêm tội ác thế mà ông vẫn muốn ở lại Thương hội Hồng Ưng. La Chí Viễn chế nhạo hết lần này đến lần khác, đừng nói là tôi không đồng ý, cho dù tôi đồng ý, thì ép lớn cũng không đồng ý. Ngay khi những lời này nói ra, không chỉ đồng tử của Thường Kỳ co rút lại, mà những hội viên khác có mặt cũng vô cùng khó tin. Có thể khiến hội trưởng La gọi là sếp lớn chỉ có một người. Đó chính là người sáng lập ra Bát Đại Thương hội, một trong thất si của nước Hát, Ngài Thương Si. Ngài Thương Si cũng ở Thiên An. Ngay lập tức, tất cả các hội viên đưa mắt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Chỉ có Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh là mơ hồ biết chuyện gì đang xảy ra, ông Thương Si đang ở nước ngoài xa xôi, thác thị trường hải ngoại, sao có thể đột nhiên tới Thiên An được. Vì vậy không thể nào là đại nhân Thương Si. Vậy chỉ còn một khả năng. Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh đều trở nên nghiêm nghị, nhưng họ đều không nói ra. La Chí Viễn cười khẩy, bước xuống bục rồi đẩy cửa sau một cách nặng nề. Két! Cánh cửa mở ra. Mọi người nhìn thấy một văn phòng làm việc nguy nga, lộng lẫy. Ở chính giữa có một người đang ngồi trên ghế. Nhưng chiếc ghế ấy đang quay ngược lại, vậy nên mọi người đều không nhìn rõ người đàn ông đang ngồi trên ghế là ai. Sếp lớn, mời sếp đưa ra quyết định. La Chí Viễn cúi đầu thật sâu, nghiêm giọng cất lời. Tất cả các hội viên có mặt thấy vậy cũng đều đứng lên, cất cao giọng chào, chào sếp lớn. Thường Kỳ lại quỳ xuống trước mặt Vương Nhất. Cầu xin với khuôn mặt ngượng ngùng, sếp lớn, tôi cầu xin cậu hãy tha cho tôi. Tất cả mọi người không ngờ tới đại nhân Thương Si sẽ đích thân tới hiện trường, một đám ngay cả thở mạnh cũng không dám, im ri như ve sầu mùa đông. Chỉ có La Chí Viễn, Hồ Hoàng Việt, Tăng Quốc Vinh biết, ở đây nào có cái gì mà đại nhân Thương Si. Vị này chính là nhân vật lớn ngay cả đại nhân của Thương Si cũng phải cung kính. Nói xong, Thường Kỳ ngừng thở, thậm chí nhắm hai mắt lại. Càng không dám đứng dậy. Ông ta rõ ràng, chỉ cần đại nhân của Thương Si có thể tha thứ cho mình, La Chí Viễn cũng sẽ tha thứ cho mình. Nhưng hiện trường một mảnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh đồng hồ tích tích,
tựa như đang đếm ngược phán quyết vận mệnh. Đại nhân của Thương Si cũng không lên tiếng, cũng không đi đến ghế dựa, lúc này, hiện trường truyền đến một tiếng cười châm chọc, tiếp đó là một giọng nói rất trầm thấp truyền tới. Ông muốn tôi tha thứ cho ông. Thường Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, như thể một lần nữa giấy lên ánh sáng hy vọng, dồn dập nói, đúng vậy, đại nhân Thương Si, tôi biết sai rồi, sau này tôi nhất định giữ phép tắc làm ăn. Ông không có cơ hội nữa. Tiếng nói trầm thấp lần thứ hai truyền đến, tuy rằng bình tĩnh, nhưng mọi người đều cảm giác được một luồng sát ý ngập trời, cả người Thường Kỳ cũng run rẩy. Ngay giây phút ông ra tay với nhà họ Lý, thì đã xác định ông sẽ có ngày này rồi. Vương Nhất đưa lưng về phía mọi người, nhắm mắt, chậm rãi nói. Nhắm mắt lại, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh Lý Thiên Dương bị đeo tiếng xấu trên người 3 năm trước, đau đớn đến chết, ngày ngày say xỉn. Tức khắc, sát ý của anh dâng lên, giọng nói cũng rét căm căm. Để ông chết là chuyện rất dễ dàng, cái khó là làm thế nào cho ông hối hận, khiến ông khổ sở, nên tôi vẫn luôn tự hỏi vấn đề này. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ông, cuối cùng tôi cũng hiểu. Giọng nói trầm thấp lập tức trở nên vui sướng, những người ở đây không hiểu sao lại dùng mình. Ông là vì mục đích gì mà không từ bất kỳ thủ đoạn dã tâm nào, trong lòng ông hẳn có một kế hoạch lớn chưa thực hiện được, vậy nên, để ông chết thì hời cho ông quá. Phải sống cho tôi, trở thành một người bình thường, sống sót một cách tầm thường vô vị, người thân của ông, tất cả sẽ bỏ ông mà đi, sự nghiệp của ông, sẽ thành áo khoác của người khác, đợi ông già rồi, sẽ không có nơi nương tựa. Sau khi chết đi, ngay cả người đưa ma cũng không có, cuối cùng thi thể của ông sẽ dần dần phân hủy, bốc mùi hôi thối. Sẽ có người hủy hoại mọi thứ liên quan đến ông ở thế giới này, không ai sẽ nhớ tới ông đã từng đến thế giới này, đây là hình phạt tàn khốc nhất đối với ông. Giọng nói lanh lảnh như lưỡi hái tử thần, tuyên bố Thường Kỳ nhận án tử. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao đại nhân Thương Si lại hận Thường Kỳ như vậy. Mà bản thân Thường Kỳ cũng sợ tới mức quỳ rạp xuống nền nhà lạnh băng, hai tay ôm chặt đầu, như một con đà điểu hoảng hốt, hận không thể chui đầu xuống đất. Ông ta cực kỳ sợ hãi. Mỗi một chữ của Vương Nhất như dao, đâm vào nơi yếu ớt nhất trong lòng ông ta. Ông ta sợ hãi tầm thường, sợ hãi cô độc, càng sợ hãi hơn là sau này chết đi, ngay cả người đưa ma cũng không có. Ngay cả dấu vết tồn tại trên thế giới này cũng bị xóa bỏ. Tàn nhẫn đến cỡ nào mới có thể làm đến như vậy chứ? Hội nghị kết thúc, Thường Kỳ thất hồn lạc phách đi xuống lầu, Vương Nhất và Lãnh Nhan cũng theo sau rời đi. Ngoài cổng lớn, mặt Thường Dĩnh vẫn bầm tím, thi thoảng ánh mắt oán độc lại nhìn về phía mấy bảo vệ. Anh ta sẽ nhớ kỹ những người đã đánh mình, chờ ba mình họp xong đi ra, nhất định sẽ đuổi việc hết tất cả bọn họ. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt Thường Dĩnh thoáng liếc qua. Liền thấy Thường Kỳ vẻ mặt dại ra bước từ thang máy ra, liền vội vàng vẫy tay với ông ta, ba, con bị người ta đánh, chính là mấy thằng bảo vệ mắt mù này, thế mà dám đánh con. Nói xong, còn vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía những bảo vệ đó, các người xong đời rồi, ba tôi họp xong rồi, nhân lúc này thì viết đơn xin từ chức đi, ha 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 ha. Nhưng dường như Thường Kỳ không nhìn thấy Thương Dĩnh, thần sắc vẫn dại ra lướt qua người anh ta. Tức khắc Thường Dĩnh ngân ngẩn, vội vàng theo sau Thương Kỳ, ba, sao ba lại không để ý đến con bị đánh. Cút cho ông. Đột nhiên, gương mặt Thương Kỳ trở nên dữ tợn, một chân đá mạnh anh ta một cái, lập tức đá anh ta bay xa mấy mét. Thường Dĩnh bị đá đến ngu người, ánh mắt dại ra nhìn Thường Kỳ. Tuổi già không nơi nương tựa, ngay cả người đưa ma cho tôi cũng không có, ha 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 ha. Trên đường người đến người đi. Thường Kỳ lại như điên rồi, gương mặt giữ tợn cười như điên. Tiếng cười ngày càng điên cuồng, càng lúc càng giống người thần kinh, người xung quanh rất hoảng sợ, ánh mắt đều đổ dồn về Thường Kỳ, mạnh miệng mắng chửi. Bị tâm thần à? Cô vừa nói gì chứ? Thường Kỳ kéo lại cô gái qua đường vừa mắng mình là tâm thần, hai mắt nổi ra, khuôn mặt méo mó dữ tợn, những tên của Hiệp hội Hồng Ưng bắt nạt tôi, ngay cả một con đàn bà như cô cũng dám bắt nạt tôi, ông đây bóp chết cô. Dứt lời, hai tay hung tợn dùng sức bóp chặt cổ cô gái kia. A, cứu mạng, ở đây có kẻ tâm thần. Lập tức xung quanh rơi vào khủng hoảng, tiếng hét chói tai, tiếng bước chân hỗn loạn. Ba, rốt cuộc ba đang làm cái gì vậy chứ? Thường Dĩnh nhìn cảnh này, tức khắc trợn trừng đôi mắt không dám tin. Người đàn ông tóc đen,
gương mặt dữ tợn này thật sự là ba của mình sao? Ông bóp chết mày. Thường Kỷ như lệ quỷ gào lên, mang theo oán khí vô tận, đôi tay không ngừng dùng sức. Gương mặt cô gái kia lập tức đỏ bừng, lực giãy giụa cũng dần yếu đi, như vậy nói rõ, cô ta sắp bị bóp chết. Mau cứu người. Các nhân viên an ninh của cao ốc đại thương lập tức lao tới, mạnh mẽ tách hai người ra. Cô gái được cứu, dùng sức hít mạnh không khí mới mẻ, nhưng gương mặt tái nhợt nhìn Thường Kỷ, kinh hãi hét lên, tên điên, tên điên. Sau đó bỏ chạy trối chết. Thường Kỷ bị 4-5 bảo vệ giữ chặt, vẫn nhe răng trợn mắt, có vẻ muốn cắn người. Ba, rốt cuộc ba đang làm cái gì vậy? Thường Dĩnh vội vàng xông tới, nhưng còn chưa đến gần, đã bị ngăn lại. Hiện tại tinh thần ông ta đang rất hỗn loạn, là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, cần ngay lập tức đưa đến bệnh viện tâm thần. Cái gì? Thường Dĩnh nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên tái nhợt. Không có ai để ý đến anh ta, sau khi khống chế được Thường Kỷ, đội trưởng đội bảo vệ liền gọi điện báo cảnh sát. 3 phút sau, cảnh sát ở gần đó đã tới hiện trường, còng tay Thường Kỷ lại, áp giải lên xe. Chờ đợi ông ta, sẽ là thủ tục nhập viện bệnh viện tâm thần. Một màn này rơi vào mắt Vương Nhất và Lãnh Nhan, hai người cũng rất kinh ngạc. Đặc biệt là Vương Nhất, anh không ngờ rằng, sự việc chuyển biến quá nhanh, Thường Kỷ thật sự điên rồi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh lại bình tĩnh trở lại. Kết cục như vậy, cũng là do ông ta gieo gió gặt bão. Một ngày sau, hai tin tức như gió bão thổi quét toàn bộ thành phố Thiên An, trên có các nhân vật sừng sỏ của giới kinh thương, dưới có người dân thành phố, đều bàn luận về hai việc này. Chuyện đầu tiên, sự kiện 316 đã bại lộ, rất nhiều nhân viên của xí nghiệp ẩn long từ chức, chủ tịch Kim Thành Vũ không chịu được áp lực dư luận từ chức, xí nghiệp ẩn long bị một người thần bí thu mua. Chuyện thứ hai, cũng là hiệu ứng bươm bướm sau khi sự kiện 316 lộ ra. Dược phẩm Thường Kỷ đóng cửa phá sản, chủ tịch Thường Kỷ tinh thần thất thường, mơ mơ hồ hồ phát điên, thế mà hành hung người qua đường, suýt chút nữa bóp chết một người qua đường vô tội. Hai việc này như hai tảng đá lớn, ném vào mặt hồ phẳng lặng, kích phát hàng ngàn tầng sóng nước. Đài truyền hình địa phương Thiên An, báo chí, đều điên cuồng đưa tin về chuyện này, còn có người đào ra được tư liệu bẩn trước kia của dược phẩm Thường Kỷ, oan khuất của nhà họ Lý được rửa sạch. Thậm chí chuyện này cũng liên lụy tới nhà họ Kim, dù sao sự kiện 316, Kim Thành Vũ cũng tham gia, uy hiếp người nhà những người bị trúng độc, bắt họ phải rời khỏi Thiên An, cũng là anh ta. Với chuyện này, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Kim Thị, Kim Thúy như cũng không ra mặt lên tiếng, chỉ để cho trợ lý của cô ta Kim Thành Phong nói với những phóng viên tới chơi một câu. Hành động của Kim Thành Vũ cũng không đại diện cho ý kiến của nhà họ Kim, hơn nữa. Gần đây anh ta cũng đã xuất ngoại đi du lịch. Lúc này mới đuổi được đám phóng viên truyền thông đi. Câu này nói ra cũng thật phi diệu, ý tứ rõ ràng vứt bỏ Kim Thành Vũ, mặt khác Kim Thành Vũ thực sự xuất ngoại du lịch rồi sao? Không ai tin cả. Bệnh viện tâm thần số 3. Đây là bệnh viện tâm thần duy nhất ở thành phố Thiên An, cũng là nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất thành phố. Khắp nơi nhìn qua rất bình thường, thực tế những người điên tinh thần không ổn định. Nguyên nhân chính là như vậy, cảnh vệ ở đây độ cảnh giác rất cao, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Trong bệnh viện yên tĩnh, một người đàn ông gầy guộc đang tập trung tinh thần xem TV, mà MC trong TV đang đưa tin dược phẩm Thường Kỷ phá sản, chủ tịch Thường Kỷ nổi điên, hành hung người qua đường. Khóe miệng của người đàn ông hơi nhếch lên, thoạt nhìn tâm trạng không tệ. Số 87, ra ăn cơm. Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói lạnh nhạt của cảnh vệ. Đến đây, người đàn ông tắt tivi, sau đó tự nhiên đi ra. Trải nghiệm đọc truyện số 1 tại chùm truy e nặng n.vn. Gương mặt của anh ta tuấn lãng, khác hoàn toàn với những bệnh nhân tâm thần khác, vậy mà mặc tây trang màu trắng, thoạt nhìn như con nhà giàu có nào đó. Tu dưỡng của anh ta rất tốt, đối diện với nhân viên đưa cơm, anh ta còn mỉm cười nói cảm ơn. Tinh thần và gương mặt của anh ta đều rất tốt, một mình đi vào một góc yên tĩnh ngồi xuống. Cầm dao nĩa, yêu nhã ăn. Mà những bệnh nhân tâm thần đó, còn sợ hãi nhìn anh ta một cái, thấy anh ta đến đây, vội vàng rời chỗ. Đinh! Đúng lúc này, cửa bệnh viện tâm thần mở ra, lại có một người bệnh được đưa vào. Tất cả mọi người nhìn về phía cổng lớn, muốn nhìn, người mới đến, này xem ra sao. Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn bệnh nhân mới được đưa tới, hơi kinh ngạc,
sau đó nhếch môi nở nụ cười. Thường Kỳ cũng thấy người đàn ông này, ánh mắt lập tức hoảng sợ. Người đàn ông buông dao nĩa, đi tới trước mặt Thường Kỳ, cười cực kỳ vui vẻ. Ba cũng vào cùng con rồi ha. Tin tức xí nghiệp Ẩn Long đổi chủ, chủ tịch của dược phẩm Thường Kỳ thành người tâm thần cũng truyền đến nhà họ Lý. Mẹ nghe nói gì không? Chủ tịch xí nghiệp Ẩn Long vậy mà đổi rồi. Ánh mắt Lý Mộng Đình chấn động nhìn tin tức trên TV, cảm thán nói. Vẻ mặt Châu Mỹ Ngọc cũng không thể tưởng tượng, chúng ta chỉ quay về nhà họ Châu một chuyến, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Trong hai ngày xí nghiệp Ẩn Long xảy ra chuyện, đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa cũng không đi làm ở Ẩn Long nữa, mà trở về nhà họ Châu. Không biết chủ tịch mới nhậm chức là ai, thế mà ra tay lớn như vậy. Khiếp sợ qua đi, Châu Mỹ Ngọc lẩm bẩm nói, đồng thời, ghét bỏ liếc Lý Thiên Dương cũng đang kinh ngạc bên cạnh một cái, nhìn người ta xem, thu mua Ẩn Long, nhìn lại ông xem, nhàn nhã ở nhà, rõ ràng Ẩn Long là một tay ông sáng lập, hiện giờ lại chỉ có thể thành một vai quần chúng. Ngữ khí châm chọc, hồn nhiên quên mất là chính bà ta đề nghị bán công ty cho Kim Thành Vũ. Đúng lúc này, Vương Nhất đi vào nhà họ Lý, nói với Lý Thiên Dương, ba, đi theo con đưa ba đến một nơi. Đi đâu? Lý Thiên Dương kinh ngạc hỏi. Đến nơi ba sẽ biết. Vương Nhất lôi kéo Lý Thiên Dương định đi, Châu Mỹ Ngọc đột nhiên âm dương quái khí cười rộ lên, nó đưa đi thì có thể đến nơi nào tốt chứ? Vương Nhất cũng không giận, không nói câu nào kéo Lý Thiên Dương rời khỏi nhà họ Lý. Mấy người Châu Mỹ Ngọc cũng không ngăn cản, dù sao hiện giờ đây là nhà của bọn họ. So với Ẩn Long, chúng ta nên suy nghĩ làm sao giải quyết chuyện kia đi. Châu Mỹ Hòa như nhớ ra gì đó nói. Vì thế, Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình cũng không nói gì, rơi vào trầm tư. Họ trở lại nhà họ Châu, là vì thảo luận hai chuyện lớn. Thứ nhất, kế hoạch cải tạo thành phố ven sông Thiên An đã xác định được khởi công, nhà họ Lương đứng đầu bốn gia tộc tộc lớn, phụ trách cải tạo khu vực Thượng Du, phía Hạ Du giao cho nhà nào, vẫn chưa biết. Nhà họ Châu phụ thuộc vào nhà họ Lương, cũng có thể đi theo hưởng sái. Cần tìm thời gian thích hợp, đến thăm hỏi nhà họ Lương một chút. Thứ hai, mọi người nhà họ Lý có hơi khó xử, đó chính là đại thọ 80 tuổi của ông chủ nhà họ Trần ở thành trên, cả nhà họ Châu đều sẽ đến chúc thọ. Lần trước, hai nhà hợp tác Lý Mộng Đình và Trần Cảnh, nhưng Trần Cảnh cũng đã chết. Trước mắt, nhà họ Trần còn không biết tin này, giấy không gói được lửa. Chuyện nhà họ Trần bên kia, chỉ có thể mang tên vô dụng kia ra gánh tội thay. Trong mắt Châu Mỹ Ngọc hiện lên một tia âm trầm, nói, nhà họ Châu và nhà họ Trần hợp tác đang trong thời kỳ vui vẻ, không thể để Vương Nhất làm cho cục diện bế tắc. Không tệ. Lý Sung cũng tán thành gật gật đầu, nhưng chỉ sợ nhà họ Trần bên kia, không xử lý được. Cháu trai được yêu thương nhất chết thảm, ông chủ tử nhà họ Trần nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nợ máu phải trả bằng máu, cũng không thể không có khả năng. Nếu chuyện thật sự không thể giấu được. Chúng ta nhất định phải làm cho nhà họ Trần nhìn thấy được thành ý của chúng ta. Châu Mỹ Hòa nói, cho dù ông chủ tử nhà họ Trần muốn giết tên vô dụng kia, chúng ta cũng không thể có bất kỳ do dự nào. Không tệ. Đúng là vậy. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, rất nhanh đã đạt được đồng thuận. Nhìn thời gian, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và một số người cốt cán của nhà họ Lý bỗng nhiên đứng dậy, chúng ta đến công ty trước. Xí nghiệp Ẩn Long đã bị kẻ nào đó bí ẩn thu mua, nhân viên có lẽ cũng sẽ có thay đổi, chúng ta đến xem ông chủ mới là ai. Nói xong, liền lái xe đến tòa nhà quốc tế. Cùng lúc đó, Vương Nhất và Lý Thiên Dương cũng tới tòa nhà quốc tế. Nhìn người qua lại trong tòa nhà, vẻ mặt Lý Thiên Dương đầy nghi hoặc, Nhất, còn dẫn ba đến tòa nhà quốc tế làm gì? Vương Nhất thần bí, đi vào sẽ biết. Nói xong, liền ấn thang máy. Thang máy cũng không đi lên tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế, mà đi đến một tầng ở giữa. Cửa mở, mấy chữ rồng bay phượng múa to tướng đập vào mắt. Tổng công ty Ẩn Long. Nhìn năm chữ to này, Lý Thiên Dương bối rối, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì. Sau một lát trầm mặc, ông ta mới thầm thở dài, còn dẫn bà tới đây làm gì? Vương Nhất không nói câu nào đã đi vào. Gương mặt Lý Thiên Dương thay đổi rất lớn, Nhất, không thể vào được. Ông ta biết rõ, xí nghiệp Ẩn Long tuy rằng do một tay ông ta sáng lập, nhưng lại bị nhà họ Kim cướp đi, sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy,
xí nghiệp Ẩn Long cũng bị bán cho người khác, ông ta không có tư cách đi vào đây. Nhưng Vương Nhất đã đi vào rồi. Lý Thiên Dương hết cách, chỉ có thể theo sau đi vào. Cộp cộp cộp. Lúc này, trong công ty truyền đến một loạt tiếng bước chân, khoảng chừng có đến 5-60 người từ hai bên hành lang đi ra. Thấy một màn này, Lý Thiên Dương cũng rất sửng sốt, nghĩ rằng bọn họ đến là để đuổi người. Vừa định kéo Vương Nhất rời đi, chỉ thấy khóe miệng Vương Nhất nhếch lên, cười nhạt nhìn một màn này. Chỉ thấy 5-60 người mặt tây trang phẳng phiu, đứng trước mặt Vương Nhất và Lý Thiên Dương, lớn tiếng nói, chào Chủ tịch Lý. Lý Thiên Dương tức khắc bị câu này làm cho ngẩn người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, quay đầu vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn Vương Nhất, Nhất, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vương Nhất cười hì hì, nói, ba, từ hôm nay trở đi, tập đoàn Ẩn Long một lần nữa lại trở về danh nghĩa của ba, tất cả mọi chuyện của công ty, đều từ ba quyết định. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Thiên Dương nhìn những người xếp hàng trước mặt, không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Nhớ tới chuyện xảy ra trong hai ngày nay, chân tướng của sự kiện 316 được đưa ra ánh sáng, Ẩn Long loạn lớn, dược phẩm Thường Kỳ sụp đổ, lại đến chuyện tập đoàn Ẩn Long về lại dưới danh nghĩa của ông ta, tức khắc, ông ta đã rõ ràng chuyện gì đó, sắc mặt cực kỳ chấn động. Nhất, tất cả những chuyện này đều do con làm. Vương Nhất nghiêm nghị gật đầu, con nói rồi, xí nghiệp Ẩn Long nhất định một lần nữa trở về, nói được thì làm được. Nghe vậy, Lý Thiên Dương lập tức xúc động nước mắt nóng hổi đã doanh tròng, nắm chặt tay Vương Nhất, Nhất, con thật sự hoàn thành giấc mộng của ba. Vương Nhất hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lý Thiên Dương. Xí nghiệp Ẩn Long là do một tay ba sáng lập, như con ruột vậy, mất mà tìm lại, sao có thể không xúc động chứ? Nhưng rất nhanh, ông ta bình tĩnh lại thở dài một tiếng, Nhất, xí nghiệp Ẩn Long là con mua sao, vì sao lại muốn trả lại danh nghĩa của ba? Vương Nhất lắc lắc đầu, ba, xí nghiệp Ẩn Long vốn chính là tâm huyết của ba, con để lại cho ba, là chuyện hiển nhiên, hơn nữa, con chỉ tham gia quân ngũ, làm sao biết quản lý công ty, nên xí nghiệp Ẩn Long này, còn cần ba đến quản lý. Mặt khác, công ty Áo Tân và tất cả các dự án hợp tác với tập đoàn Lệ Tinh đều do ba quyết định. Lý Thiên Dương cười khổ một tiếng, con đây thật sự là tính làm một ông chủ nhàn hạ. Vương Nhất chỉ vào những người này nói. Đây tất cả đều là nhân viên cũ của ba, trước đó xí nghiệp Ẩn Long bị nhà họ Kim thu mua, bọn họ là những người đau lòng nhất. Ánh mắt Lý Thiên Dương nhìn qua nhìn lại đám nhân viên này, bọn họ nghiêm trang đứng thẳng, hai mắt cũng đỏ bừng nhìn ông ta. Hít sâu một hơi, Lý Thiên Dương chậm rãi nói, nếu xí nghiệp Ẩn Long mất mà tìm lại, tôi nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng, tôi sẽ dẫn dắt Ẩn Long, một lần nữa đi về phía huy hoàng. Vương Nhất vừa lòng gật gật đầu. Lại móc ra một danh sách, đưa cho Lý Thiên Dương, ba, danh sách này tất cả đều là thân tín của Kim Thành Vũ, muốn sa thải hay giữ lại, là tùy ba quyết định. Tia lạnh lẽo trong mắt Lý Thiên Dương chợt lóe lên, nói, thân tín của Kim Thành Vũ, sao có thể để lại. Nhưng hiện tại xí nghiệp Ẩn Long đang trong thời kỳ rối loạn, không thích hợp giảm biên chế số lượng lớn. Nhưng rất nhanh, Lý Thiên Dương nhăn lại hàng mày. Vương Nhất cười ha ha, điểm này thì không cần lo. Quyết sách hợp tác của công ty Áo Tân với tập đoàn Lệ Tinh cũng do ba quyết định, những nòng cốt tinh anh bị mang đi đó, mấy ngày nữa lại đến nhậm chức. Loạn Ẩn Long, vốn là do anh bày mưu đặt kế, chỉ vì đuổi Kim Thành Vũ ra khỏi Ẩn Long mà thôi. Một khi đã như vậy, thì sa thải tất cả đi. Nghe Vương Nhất nói như vậy, Lý Thiên Dương không hề do dự, nhìn kỹ danh sách một lượt, liền nhìn thấy được một cái tên. Tên bán chủ cầu vinh người hầu của ba họ này. Vậy mà còn mặt mũi ở lại Ẩn Long. Vương Nhất liếc nhìn thư ký một cái, thư ký lập tức hiểu ra, lập tức gọi Tôn Lập lên văn phòng chủ tịch. Trước khi bước vào, Tôn Lập còn mang vẻ mặt kích động, ai cũng chưa biết chủ tịch mới nhậm chức là ai, bây giờ cho gọi mình, có thể là chuyện đề bạt hay không. Nhưng vừa vào cửa, Tôn Lập liền thấy được Lý Thiên Dương ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tịch và Vương Nhất ngồi trên sofa. Gương mặt nháy mắt dại ra, rất nhanh. Sắc mặt Tôn Lập lập tức tái đi, buột miệng thốt ra. Lý Thiên Dương, Vương Nhất, hai người làm gì ở đây? Vừa dứt lời, anh ta đã hối hận. Vừa rồi thư ký nói cho mình, chủ tịch mới có việc tìm mình, trong văn phòng này chỉ có hai người Lý Thiên Dương và Vương Bác, chủ tịch mới là ai, kẻ ngốc đều đoán ra được. Nghĩ đến tất cả những việc mình đã làm trước đây,
Tôn Lập lập tức sợ đến nỗi hồn phi phách tán, cả khuôn mặt trắng bệch một màu. Chủ tịch Lý. Giọng nói của anh ta run rẩy, cúi đầu, căn bản không dám ngẩng lên chút nào. Tôi ở đây làm gì, chẳng lẽ anh còn không đoán ra sao? Ngồi trên ghế chủ tịch, giọng nói của Lý Thiên Dương lạnh lẽo, đôi mắt hơi nheo lại, lạnh lùng đánh giá anh ta. Vì thế, cơ thể Tôn Lập càng run rẩy hơn. Khi anh ta nhìn thấy vị trí chủ tịch chính là Lý Thiên Dương, anh ta đã rõ ràng kết cục của bản thân mình ra sao. Thình thịch, anh ta quỳ rạp xuống trước mặt Lý Thiên Dương, liên tục dập đầu. Chủ tịch Lý, mong ngài tha lỗi cho tôi biết những chuyện xấu mà tôi làm trước đây, nhưng mong ngài tha cho tôi. Ánh mắt Lý Thiên Dương lạnh lẽo, giọng nói cũng lành lạnh. Tôn Lập, tôi có lòng đề bạt anh lại bán chủ cầu vinh, tiết lộ bí mật của công ty cho người ngoài. Anh có biết là vì anh, nhà họ Lý chúng tôi phải lưu lạc đến nông nỗi nào không? Bụp! Tôn Lập sợ tới mức cả người run lên, vừa tự tát mạnh vào mặt mình, vừa không quên xin tha thứ. Chủ tịch Lý, tôi cũng chỉ vì tin vào lời gièm pha của Lý Thiên Dương, mới làm như vậy, tôi còn phải phụng dưỡng cha mẹ già, không thể mất công việc này được. Hừ, nô lệ của ba nhà, có lần một sẽ có lần thứ hai, loại như anh thì nên cho chó gặm, giữ lại làm gì chứ? Lý Thiên Dương căm tức nhìn Tôn Lập, tức giận quát, khi thế trên người khiến Tôn Lập tức khắc run bần bật. Từ đầu đến cuối, Vương Nhất không nói tiếng nào, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Dưới ánh mắt lạnh như băng của hai người, Tôn Lập cuối cùng hỏng mất rồi, thất tha thất thểu bước ra khỏi văn phòng. Tiếp đó, Lý Thiên Dương lại đao to búa lớn sa thải tất cả thân tín của Kim Thành Vũ, không hề do dự chút nào. Người ba này từng một tay đưa xí nghiệp Ẩn Long đi vào quỹ đạo, đã trở về rồi. Chủ tịch, đại hội chủ tịch tiền nhiệm đã sắp bắt đầu rồi. Lúc này, thư ký lại bước đến, báo lại, tất cả cổ đông của công ty, đều đã có mặt đông đủ. Lý Thiên Dương gật đầu, được, tôi sẽ đến ngay. Vương Nhất và Lý Thiên Dương đứng dậy, đi đến phòng hội nghị. Đinh, cửa thang máy mở ra, đám người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa đều giật mình khi thấy Vương Nhất và Lý Thiên Dương. Ba, Vương Nhất, đây là tập đoàn Ẩn Long, hai người ở đây làm gì? Lý Mộng Đình tỉnh táo lại đầu tiên, mặt đầy kinh ngạc nhìn bọn họ, buột miệng thốt ra. Vương Nhất và Lý Thiên Dương cũng không ngờ tới sẽ gặp đám người Lý Mộng Đình ở thang máy, nhưng kinh ngạc trong mắt rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Lý Thiên Dương định nói chuyện, Châu Mỹ Ngọc cũng phản ứng lại, ánh mắt quỷ dị nhìn Vương Nhất. Đây là nơi cậu đưa Lý Thiên Dương tới. Vương Nhất không biết Châu Mỹ Ngọc muốn nói gì, nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy. Tôi còn tưởng là ở đâu chứ? Châu Mỹ Ngọc như hiểu ra cái gì, ánh mắt trở lên khinh thường, cậu định đưa Thiên Dương đến xin việc chứ gì? Nói xong, lại dùng ánh mắt trách cứ nhìn về phía Lý Thiên Dương, ông cũng thật là, ông muốn tìm việc, có thể nói với chúng tôi, ở đây có ai không phải người thân của ông? Ai không phải là cổ đông của tập đoàn Ẩn Long chứ? Chúng tôi sắp xếp cho ông không phải tốt hơn sao? Sao cứ phải cùng tên vô dụng này đến đây phỏng vấn, có thể tìm được công việc tốt gì chứ? Đúng vậy, ba, con là trưởng phòng nhân sự, sắp xếp người vào công ty, không phải chỉ cần nói một câu sao? Lý Mộng Đình cũng nói. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Lý Thiên Dương, gần như xác định 100%, hai người họ là tới xin việc. Sắc mặt Lý Thiên Dương biến đổi, mọi người hiểu lầm rồi. Hiểu lầm gì chứ? Châu Mỹ Ngọc cắt lời Lý Thiên Dương nói, hiện giờ là thời kỳ dung chuyển của tập đoàn Ẩn Long, ngay cả chủ tịch cũng đổi, nhất định không thể để xảy ra sai lầm. Cậu ta đưa ông đến xin việc, chuyện này nói ra ngoài, mặt mũi của chúng tôi sẽ để đâu chứ? Đinh đinh! Đúng lúc này, thang máy đã đến, cửa thang máy mở ra. Châu Mỹ Ngọc cuối cùng cảnh cáo một câu. Rồi cùng đám Lý Mộng Đình và Chu Mỹ Hòa đi vào phòng họp. Vẻ mặt Vương Nhất lạnh như băng nhìn bọn họ rời đi, Lý Thiên Dương cười khổ một tiếng, nói, Nhất, thật là để con chịu ủy khuất rồi. Gương mặt lạnh tanh của Vương Nhất lập tức biến mất gần như không còn, cười nhạt, xem ra, việc trở thành cổ đông của tập đoàn Ẩn Long đã khiến họ quên mất bản thân. Cần sa thải bọn họ sao? Vương Nhất lắc đầu, sa thải thì không cần, con nghe nói. Xí nghiệp Ẩn Long và tập đoàn Đại Châu có từng hợp tác đúng không? Cũng ổn, Lý Thiên Dương gật đầu. Tập đoàn Đại Châu trên danh nghĩa là của nhà họ Châu, từ sau khi đám người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc cầm quyền,
đã cùng công ty nhà họ Châu hợp tác qua lại. Vương Nhất cười lạnh, bọn họ là muốn nhà họ Châu kiếm tiền từ Ẩn Long. Lý Thiên Dương trầm ngâm một lúc lâu, nếu là hợp tác đứng đắn, thật ra Lý Thiên Dương cũng không tính toán chi ly như vậy, có tiền mọi người cùng kiếm, nhưng nếu chỉ vì thế mà khiến xí nghiệp Ẩn Long phải trả giá đắt, vậy thì phải bàn lại. Ba sẽ hủy bỏ hợp tác của Ẩn Long và tập đoàn Đại Châu. Lý Thiên Dương dứt khoát nói. Ba, chỉ một mình ba còn không đủ đâu. Vương Nhất nhàn nhạt nói, ba trở thành chủ tịch của Ẩn Long, chỉ càng cổ vũ khí thế của bọn họ, phải có một người đến phụ tá ba. Nhưng tìm một người như thế ở đâu đây? Lý Thiên Dương chau mày. Vương Nhất cười bí ẩn, nói, yên tâm, người này sẽ đến ngay thôi. Giám đốc Châu, nghe nói, chủ tịch mới mua lại xí nghiệp Ẩn Long muốn mở một cuộc họp cao tầng sao? Bên kia, nhóm người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình đã tới phòng họp, lập tức tức có lãnh đạo của phòng ban khác đi đến nhỏ giọng nói chuyện với họ. Châu Mỹ Ngọc gật đầu, nghe nói vậy, cũng không biết chủ tịch mới là người thế nào. Trực tiếp mua xí nghiệp Ẩn Long, ra tay cũng rộng rãi như vậy, nhất định là một nhân vật lớn của thương giới. Vị trưởng phòng bên cạnh lập tức kích động nói, bây giờ đang là thời kỳ lụi tàn đang chờ phục hưng, giám đốc Châu, mọi người là người cũ của Ẩn Long, đối với cơ cấu của Ẩn Long rõ như lòng bàn tay, chủ tịch mới nhất định sẽ trọng dụng bà. Được nói như vậy, trên mặt Châu Mỹ Ngọc hiện lên vẻ tươi cười, nếu là vậy thì tốt quá rồi. Tất cả mọi người đều kìm nén phấn khởi trong lòng, chờ chủ tịch mới bước vào. Cộp cộp. Lúc này, ngoài phòng họp truyền tới tiếng bước chân trầm ổn có lực. Xuyệt, tới rồi, tới rồi. Tất cả lãnh đạo cấp cao đều đoan chính ngồi lại, dùng tinh thần vẻ mặt tốt nhất chào đón chủ tịch mới. Rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra, người đi vào là một người đàn ông trên 30 tuổi. Tất cả lãnh đạo cấp cao đều đứng dậy, đối với người đàn ông này cung kính. Chào chủ tịch. Người đàn ông hơi ngạc nhiên, sau đó lại nở một nụ cười, mọi người hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải chủ tịch mới, mà là trợ lý của ông ấy, tôi họ Cao, mọi người có thể gọi tôi là thư ký Cao. Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình và những lãnh đạo cấp cao khác đều liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Trợ lý của chủ tịch sao? Thư ký Cao hơi nheo mắt lại, quét qua cả phòng, tầm mắt dừng lại trên người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, rất nhanh thì rời đi, Cao giọng nói. Các vị, bây giờ tôi có ba sự kiện lớn cần tuyên bố. Thứ nhất, là Lý Thiên Dương, ngài Lý sẽ đảm nhiệm chức vị chủ tịch của tập đoàn. Mọi người cùng nhau nhiệt liệt chào mừng chủ tịch Lý lên phát biểu. Tin tức vừa nói ra, cả phòng ồ lên. Đặc biệt là đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt như gặp quỷ giữa ban ngày ban mặt vậy, muốn bao nhiêu xuất sắc có bấy nhiêu xuất sắc. Tôi không nghe nhầm chứ. Châu Mỹ Ngọc không thể tưởng tượng được nhìn về phía Lý Mộng Đình, hỏi, anh ta nói ai? Lý Thiên Dương. Không nghe nhầm đâu, là tên ba đó. Lý Mộng Đình vẻ mặt kích động nói. Tuy rằng cô ta không biết rốt cuộc chuyện này là thế nào, nhưng cô ta biết, Lý Thiên Dương một lần nữa tiếp quản xí nghiệp Ẩn Long, vậy dòng chính của nhà họ Lý bọn họ được thăng chức là chuyện chắc chắn. Không phải là trùng tên chứ? Châu Mỹ Ngọc vẫn mang vẻ mặt nghi ngờ. Căn bản không thể làm rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Trong ánh mắt kích động và kinh ngạc của vô số người, Lý Thiên Dương ngẩng đầu, ưỡn ngực bước vào phòng họp. Vương Nhất cũng đứng ở cửa phòng họp, nở nụ cười nhìn một màn này. Thật sự là ba, Lý Mộng Đình kinh ngạc hô lên, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ, ông ta sao lại thành chủ tịch của Ẩn Long rồi? Châu Mỹ Ngọc lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt quái dị. Công ty Áo Tân đã bán cho Ẩn Long, theo lý mà nói, 2.640 tỷ tiền tài trợ cũng thuộc sở hữu của Ẩn Long, ông ta lấy đâu ra tiền để thu mua Ẩn Long chứ? 3. Lý Mộng Đình kích động phất tay với Lý Thiên Dương. Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa cũng vội phục hồi tinh thần lại từ trong kinh ngạc, ánh mắt kích động nhìn Lý Thiên Dương. Nếu chủ tịch là Lý Thiên Dương, việc này đối với nhà họ Lý mà nói, thật là một chuyện vui mừng rất lớn. Nhưng mà Lý Thiên Dương cũng không thèm liếc bọn họ một cái, vẫn lo việc phát biểu của mình. Cảm ơn Chủ tịch Lý đã xuất sắc lên tiếng, mọi người, tôi xin tuyên bố chuyện lớn thứ hai. Thư ký Cao cất cao giọng nói, sau khi Chủ tịch Lý nhậm chức, sẽ lựa chọn một vị lãnh đạo nòng cốt, đảm nhiệm chức vị phó chủ tịch. Bùm! Lời này vừa nói ra, đám người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc,
Châu Mỹ Hòa hoàn toàn điên rồi. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, đặc biệt là Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc. Hai người họ một là vợ của Lý Thiên Dương, một là con gái của Lý Thiên Dương, danh sách phó chủ tịch chắc chắn có tên hai người. Nhưng thư ký cao cũng không tuyên bố ai là người được chọn cho vị trí phó chủ tịch, mà tiếp tục tuyên bố chuyện thứ ba. Từ hôm nay trở đi, xí nghiệp Ẩn Long sẽ chấm dứt hợp tác với Tập Đại Châu. Chuyện vui qua đi, chính là chuyện không vui nữa. Ba chuyện tuyên bố xong, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa tức khắc trợn tròn mắt. Ẩn Long muốn chấm dứt hợp tác với nhà họ Châu bọn họ. Quan hệ hợp tác này là hai ngày trước nhà họ Châu mới đạt được. Thẳng thắn tối đa hóa tranh thủ lợi ích rất lớn cho tập đoàn Đại Châu. Nếu chấm dứt, bọn họ sao có thể kiếm được nữa chứ? Không được, tôi không đồng ý. Châu Mỹ Ngọc là người đầu tiên tỉnh táo lại, tức giận đến xanh mét cả mặt, cơ thể run rẩy. Rốt cuộc là ai đã chủ trương chấm dứt hợp tác của Ẩn Long và tập đoàn Đại Châu? Trong phòng họp như còn quanh quẩn giọng chất vấn tức giận của Châu Mỹ Ngọc. Gần như tất cả lãnh đạo cấp cao đều biết. Ẩn Long hợp tác với tập đoàn Đại Châu đều do một tay Châu Mỹ Ngọc sắp xếp, mới không đến 3 ngày, đã bị chấm dứt, Châu Mỹ Ngọc có thể nuốt trôi cục tức này mới lạ. Lý Thiên Dương, lá gan của ông cũng lớn thật đấy, ngay cả công ty của nhà vợ mà cũng dám hủy hợp tác. Bà ta mặt mày đầy tức giận nhìn về phía Lý Thiên Dương, phẫn nộ mắng. Sau khi biết chủ tịch là Lý Thiên Dương, người khác có thể lo sợ, nhưng Châu Mỹ Ngọc bà ta không sợ. Vẻ mặt của Lý Thiên Dương âm trầm, đang định nói chuyện, bỗng nhiên cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra, truyền đến một giọng nói vang dội. Là tôi làm. Tức khắc, tầm mắt của mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông tóc húi cua bước vào, mang theo khí thế phi phàm, liếc Châu Mỹ Ngọc một cái thì đi lên bục. Giám đốc Chu. Thấy rõ người tới, vẻ mặt của tất cả những người ở đây đều thay đổi rất lớn. Ngay cả người không ai bì nổi là Châu Mỹ Ngọc cũng giật mình. Ông không phải đã tự thú sao, sao lại được thả ra? Bà ta không thể tin hỏi lại. Chu Bá nhàn nhạt liếc bà ta một cái, lại không nói câu nào. Vương Nhất đứng trong góc khóe miệng cũng nhếch một nụ cười nhàn nhạt, Chu Bá đồng ý cho sự kiện 316 được đưa ra ánh sáng, Vương Nhất sao có thể bạc đãi ông ta chứ? Cách giải quyết của sự kiện 316 là ý của ông ta. Nhưng cụ thể người thực hiện là Thường Kỷ và Kim Thành Vũ, không liên quan đến ông ta, tạm giam một ngày thì được thả ra. Chu Bá gật nhẹ đầu với Lý Thiên Dương, sau đó nói với thư ký Cao, hai việc sau cũng tuyên bố đi. Thư ký Cao gật gật đầu, sau đó nhìn lại tất cả các lãnh đạo cấp cao có mặt trong hội trường đang không hiểu ra sao, nói, kỳ thật, chuyện thứ hai và chuyện thứ ba có thể hợp thành một chuyện, phó chủ tịch của tập đoàn Ẩn Long, tiếp tục được giao cho phó chủ tịch Chu đảm nhiệm. Chấm dứt hợp tác với tập đoàn Đại Châu, đúng là quyết định đầu tiên của Phó Chủ tịch Chu sau khi phục chức. Cái gì? Lời này vừa nói ra, cho dù là Châu Mỹ Ngọc, hay Lý Mộng Đình, hoặc là những người khác của nhà họ Lý đều choáng váng, ngơ ngác mà nhìn Chu Bá trên bục. Vốn dĩ cho rằng, bọn họ có chút cơ hội cạnh tranh vị trí Phó Chủ tịch, không ngờ tới, vị trí đã được điều động nội bộ. Đây là nội dung của tại đại hội hôm nay, mọi người tan họp thôi. Thư ký Cao tuyên bố hội nghị kết thúc, cũng mặc kệ đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình đang dại ra, đưa Lý Thiên Dương và Chu Bá cùng đi về văn phòng chủ tịch. Không nghi ngờ gì, hội nghị lần này có đối với đám người Châu Mỹ Ngọc mà nói, lực đánh là rất lớn. Chỉ sợ tương lai vài ngày sau, toàn bộ nhà họ Lý bọn họ cũng không dám làm bậy. Vương Nhất không can thiệp vào nghiệp vụ của tập đoàn Ẩn Long, xoay người rời đi. Thang máy dần dần hướng lên trên. Vốn định đến tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế, nhưng khi nhìn thấy con số 88, Vương Nhất nội tâm vốn bình tĩnh, cũng tạo ra một chút gợn sóng. Ma xui quỷ khiến, anh không đi tầng cao nhất nữa, ấn xuống tầng 88. Đinh đinh! Cửa thang máy mở ra, Vương Nhất quen thuộc đi đến văn phòng vị tổng giám đốc. Lấy hết can đảm, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Cốc cốc cốc! Vào đi! Trong văn phòng truyền đến một giọng nói bình tĩnh. Lại mang theo chút uy nghiêm. Vương Nhất đẩy cửa vào, nhìn bóng dáng xinh đẹp thanh lãnh đang làm việc, ánh mắt cũng trở nên nhã nhặn, khinh hồng. Sao anh lại đến đây? Nhìn thấy người đến là Vương Nhất, Lý Khinh Hồng hơi kinh ngạc một chút, bây giờ vẫn là thời gian làm việc, sao anh lại có thời gian đến gặp em? Công việc của anh tương đối đặc thù, thời gian nhàn rỗi khá nhiều, nên đến gặp em.
Vương Nhất cười nói. Lý Khinh Hồng bỏ lại công việc, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn anh còn chưa nói cho em biết, anh làm công việc gì đâu đấy. Vẻ mặt Vương Nhất hơi thay đổi, Khinh Hồng chắc đã có nghi ngờ rồi. Cho dù là lần trước đã gặp Văn Thái, hay là dự án xây dựng thành phố của Hoa Lạc Lệ Tinh Quốc tế, đều có thể thấy bóng dáng của Vương Nhất trong đó. Tất cả mọi việc, đều cho thấy thân phận của Vương Nhất không bình thường. Nếu là vợ chồng, vậy không nên giấu giếm, không phải sao? Lý Khinh Hồng dùng vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, anh nói cho em. Không lay chuyển được Lý Khinh Hồng, Vương Nhất đành bất đắc dĩ nói, anh chính là chủ của tòa nhà quốc tế, toàn bộ tòa nhà, đều là của anh. Nghe xong Vương Nhất nói, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, gương mặt khéo léo của Lý Khinh Hồng cũng nháy mắt chấn động. Anh, chính là chủ nhân của tòa nhà. Đúng vậy. Vương Nhất thẳng thắn thành khẩn nói, khi biết em làm việc ở tòa nhà quốc tế, thì anh đã mua luôn cả tòa nhà, bởi vì, anh không muốn em lại chịu ủy khuất, ở tòa nhà quốc tế, em chính là nữ vương hoàn toàn xứng đáng. Lý Khinh Hồng vẫn không thể tưởng tượng nhìn Vương Nhất, thậm chí vì quá kinh ngạc, mà che kín đôi môi đỏ. Tất cả bí ẩn, đều giải quyết một cách dễ dàng. Vương Nhất là chủ nhân tòa nhà, nên dự án xây dựng thành phố, nhất định sẽ là của tập đoàn Hoa Lạc Lệ Tinh. Vương Nhất là chủ nhân tòa nhà, nên có thể thu hồi lại khoản nợ cách xù của giải trí huy hoàng. Ngoài dự đoán của mọi người, bên trong lại có tình lý. Dược phẩm Thường Kỳ và tập đoàn Ẩn Long, cũng là anh làm à? Vương Nhất gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lý Khinh Hồng nói, anh có được tất cả, đều là nhờ em. Lý Khinh Hồng rời tầm mắt, trên gương mặt xinh đẹp có một chút mất tự nhiên, anh còn gì lừa em không? Có rất nhiều. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất, hơi ngạc nhiên. Anh vậy mà thừa nhận. Anh có rất nhiều chuyện giấu em, nhưng anh cam đoan với em, nhất định sẽ tìm thời gian phù hợp nói hết tất cả với em. Vương Nhất nghiêm túc nhìn Lý Khinh Hồng, giọng nói trầm thấp mà có lực, hiện giờ, còn chưa phải lúc. Lý Khinh Hồng biết Vương Nhất có nỗi khổ trong lòng, vì thế cũng hiểu rõ mà gật gật đầu, em chờ anh. Sau đó, lại tiếp tục vùi đầu làm việc. Vương Nhất không quấy rầy cô, chỉ là ánh mắt dịu dàng nhìn Lý Khinh Hồng làm việc. Lý Khinh Tuyết vì anh sinh một cô con gái như hoa như ngọc, lại vì anh giữ lễ tiết 5 năm, cô gái tốt như vậy, tìm được ở đâu chứ? Vương Nhất âm thầm quyết tâm, mặc kệ con đường phía trước có khó khăn gian nguy bao nhiêu, cho dù phải trả giá tất cả những gì anh có được, cũng phải cưới được cô. Làm việc một lát, Lý Khinh Hồng rất nhanh đã dừng lại. Không biết vì sao, chỉ cần Vương Nhất ở bên, thì cô không thể nào tập trung làm việc. Đơn giản không làm nữa, nhìn Vương Nhất nói, một nhà ba người chúng ta hình như chưa từng ra ngoài ăn cơm. Vương Nhất suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, đúng là như vậy. Hôm nay chúng ta ăn ở ngoài đi, có muốn ăn gì không? Em mời. Vương Nhất vui vẻ, chỉ cần ăn cùng em, anh ăn gì cũng được. Lý Khinh Tuyết hơi hơi mỉm cười, phá lệ tan làm về sớm. Hai người cùng đi đón Vương Tử Lam tan học, biết hôm nay sẽ được ra ngoài ăn thì vô cùng vui vẻ. Hay quá, con muốn ăn kem, chân gà rán, bò bít tết, sườn dê. Còn có thật nhiều đồ ăn ngon. Được, ba ba sẽ đưa con đi ăn hết. Vương Nhất ôm Vương Tử Lam, cực kỳ cưng chiều. Nhìn hai cha con ở chung hòa hợp, trên mặt Lý Khinh Tuyết cũng hiện lên nụ cười. Bữa tối được giải quyết tại một nhà hàng Tây xa hoa, chỉ cần là Vương Tử Lam muốn ăn, Vương Nhất đều gọi một phần. Không khí hòa thuận vui vẻ, Lý Khinh Hồng thậm chí còn uống một chút rượu vang đỏ, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hiện lên chút đỏ ửng mê người. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Khinh Hồng vang lên. Xin chào. Lý Khinh Hồng cầm điện thoại nghe máy. Nhưng sau khi nghe giọng nói của đối phương, gương mặt Lý Khinh Hồng lại biến đổi cực lớn. Trên khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt nổi lên một tầng xương lạnh, giọng nói cũng rất lạnh lùng, lạnh đến tận xương tủy. Tôi mong anh ta đi tìm chết đi. Tôi mong anh ta đi tìm chết đi. Những lời này cực kỳ oán độc, giọng nói càng lạnh đến thấu xương, Vương Nhất ngồi đối diện nghe thấy cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Vương Tử Lam ngồi trên đùi Vương Nhất cũng bị dọa sợ, vốn dĩ trên tay đang cầm một miếng thịt, kết quả cầm không chắc, rơi luôn xuống đất. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Vương Tử Lam ôm chặt Vương Nhất, khuôn mặt nhỏ lại tràn đầy lo lắng, nhỏ giọng nói thầm. Lý Khinh Hồng cũng tính táo lại, biết mình phản ứng quá lớn, vội vàng ngắt điện thoại, lại kéo số vào danh sách đen,
liên tục xin lỗi, Tử Lam, mẹ dọa con sao? Không có đâu. Vương Tử Lam lắc lắc đầu, đôi mắt to xinh đẹp, lại rất lo lắng nhìn Lý Khinh Hồng, nói, mẹ, mẹ không cần giận, sau này Tử Lam nhất định sẽ nghe lời, không để mẹ phải tức giận. Nghe xong lời Vương Tử Lam nói, trong lòng Lý Khinh Hồng không hiểu sao có hơi khó chịu, vẻ mặt càng áy náy hơn. Rõ ràng nguyên nhân là do mình, Tử Lam lại cho rằng do mình làm sai, khiến cho mình tức giận, vì thế liều mạng xin lỗi. Mẹ không tức giận, Tử Lam rất ngoan, rất hiểu chuyện. Nhận Vương Tử Lam từ trong lòng Vương Nhất, Lý Khinh Hồng bế rất vội, như thể giây tiếp theo sẽ mất đi Vương Tử Lam. Vương Nhất cảm thấy có gì không đúng, trầm giọng hỏi, cuộc điện thoại vừa rồi là ai gọi tới vậy? Tên kia, là ai? Lý Khinh Hồng lập tức rơi vào trầm mặc, mắt đẹp cũng nhiều thêm một phần đau thương. Tinh tinh tinh. Lúc này, điện thoại lại vang lên, vẫn là một dãy số lạ. Lý Khinh Hồng muốn tắt, Vương Nhất lại lắc đầu với cô, sâu trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia sát ý lạnh băng đến tận xương cốt. Anh muốn xem, đến tột cùng là ai mà lại khiến Lý Khinh Hồng biến sắc như vậy? Do dự rất lâu, Lý Khinh Hồng vẫn nhấn xuống nhận cuộc gọi. Khinh Hồng, sao em lại tắt điện thoại của anh, không phải em không biết, kéo anh vào danh sách đen cũng vô dụng thôi, anh có cả ngàn cách có thể tìm được em. Điện thoại vừa thông đã truyền đến một giọng đàn ông ngả ngớn. Anh là ai? Ngữ khí của Vương Nhất đạm mạc hỏi. Điện thoại lập tức yên tĩnh hẳn đi, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của đối phương. Khi nói chuyện, giọng nói của người đàn ông không còn ngả ngớn như trước đó, có thêm vài phần đông cứng. Khinh Hồng, bên cạnh em có đàn ông. Tôi là chồng cô ấy. Vương Nhất tắt loa đi, để lên tai mình, lạnh lùng nói. Điện thoại lại một lần nữa yên lặng, sau một hồi, người đàn ông thăm dò hỏi, anh là... Vương Nhất, là kẻ khiến Khinh Hồng mang bầu, rồi biến mất 5 năm. Là tôi. Trong nháy mắt, trong mắt Vương Nhất toàn là sát khí, chuyện này vẫn luôn là một mảnh vảy ngược trong lòng anh, ai cũng không thể nhắc tới. Ha 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 ha. Sau khi biết được thân phận của Vương Nhất, người đàn ông cười ầm ĩ. Cười đến bướng bỉnh, cười đến châm chọc, tràn ngập ác ý, chào phúng Vương Nhất. Buồn cười lắm sao? Ngữ khí của Vương Nhất lạnh lẽo nói. Có tin nếu anh lại cười, cho dù anh trốn ở đâu, tôi đều sẽ tìm được anh, sau đó cắt lưỡi của anh. Tôi khuyên anh tốt nhất không cần làm như vậy, trước tiên không nói anh có năng lực này không, cho dù có, biết được thân phận của tôi, anh cũng không dám ra tay. Người đàn ông hồn nhiên không hoảng sợ, vẫn cười lớn như trước. Hửm, anh là ai? Vương Nhất cười. Dưới gầm trời này, không có ai là anh không dám động vào. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Ngữ khí của người đàn ông đột nhiên trở lên lạnh lẽo, nghe cho kỹ, tôi là Lý Tinh Sở, là anh trai của Lý Khinh Hồng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Nhất thật sự thay đổi, anh trai Lý Khinh Hồng, chẳng phải chính là anh vợ của mình sao? Nói tiếp đi, sao lại không nói nữa, không phải rất cuồng ngạo sao? Lý Tinh Sở cười to, nếu anh là loại dám nói không dám làm, tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên ly hôn với Khinh Hồng đi, cô ấy sẽ hại chết anh. Có ý gì? Sắc mặt Vương Nhất lại trở nên lạnh băng hỏi. Đã làm sai chuyện gì, thì phải trả giá đắt, trả không được, vậy thì lấy cái chết đền tội. Giọng nói của Lý Tinh Sở trầm thấp, ẩn chứa sát ý, nếu một ngày nào đó, anh chết thảm ở đầu đường, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Anh có thể đến thử xem sao. Vương Nhất hít một hơi sâu, sắc mặt lại bình tĩnh trở lại. Ba ơi, là ai vậy? Vương Tử Lam được Lý Khinh Hồng ôm trong ngực. Cũng nhìn ra biến đổi trên mặt Vương Nhất, nhỏ giọng hỏi. Vương Nhất lập tức vui vẻ cười nói, là một người bạn của ba. Nói xong thì đứng dậy, cho Lý Khinh Hồng một ánh mắt, đi ra bên ngoài nhà hàng. Giọng nói châm chọc của Lý Tinh Sở lại truyền đến, giọng nói vừa rồi, là con bé ti tiện do anh và Khinh Tuyết sinh ra đúng không? Bụp, ba chữ con bé ti tiện vừa nói ra, sát ý trong mắt Vương Nhất cuối cùng không kìm nổi nữa, như gió lốc thổi quét lao ra. Độ ấm trong phạm vi 10 mét trong nháy mắt hạ xuống. Rắc rắc rắc, ánh đèn rực rỡ vừa được bật, đèn đường sáng ngời hai bên đường, cũng trong nháy mắt vỡ nát. Chỉ bằng ba chữ vừa rồi anh nói, tôi có thể giết anh 1000 lần. Âm thanh của anh vô cùng rét lạnh, trong thiên hạ chỉ có hai người có thể khiến anh thất thố như vậy. Đó là, vợ con anh.
có vẻ như cảm nhận được lửa giận ẩn chứa của Vương Nhất, Lý Tinh Sở cũng không kích thích Vương Nhất, mà trầm giọng nói, nghe đây, nếu anh và Khinh Hồng không sinh con thì còn tốt, nếu đã sinh, chính là loại ti tiện. Không chỉ một mình tôi muốn anh và con gái anh chết, tất cả gia tộc đều muốn cô ấy chết, mà đầu sỏ gây tội, khiến mọi chuyện thành ra như vậy, chính là anh, Vương Nhất. Nếu không phải 5 năm trước làm bẩn Khinh Hồng, cái thai kia, khiến cô ấy mang thai ngoài ý muốn, con gái của hai người cũng không cần chết. Anh mãi mãi sẽ không biết được đối mặt với kẻ địch lớn mạnh cỡ nào, tất cả tội nghiệt, đều là từ một con cóc muốn ăn thịt Thiên Nga anh bắt đầu. Nghe thấy những lời này, Vương Nhất cầm điện thoại, đôi mắt nhắm chặt. Khi mở ra, đôi mắt của anh đã đen nhánh một mảnh. Tóc đen, mắt đen. Người Vương Nhất quen thuộc, lúc này Vương Nhất mới là kẻ đáng sợ nhất. Vương Nhất nhếch môi, nở nụ cười, các người, đến từ Yến Kinh đúng không? Không tệ, Vương tộc Yến Đô, nhà họ Lý. Lời Lý Tinh Sở mang theo kiêu ngạo, đó là một loại kiêu ngạo trời sinh đã ngấm vào xương cốt. Được, ngữ khí của Vương Nhất rất đạm mạc, một ngày nào đó, tôi sẽ mang theo vợ con, lên Yến Kinh một chuyến, nhìn xem cái gọi là Vương tộc Yến Đô, uy phong cỡ nào. Rất hoan nghênh. Lý Tinh Sở cười ha ha nói, đầu tiên, phải xem hai cha con anh có thể sống đến ngày đó không đã. Dừng một chút, anh ta lại tiếp tục, nhắc nhở hữu nghị một chút, đừng tưởng các người ở Thiên An, tôi ở Yến Kinh thì không có cách nào bắt được anh, Thiên An sẽ tự khắc có người trừng trị người của anh, hơn nữa, còn là người anh rất quen thuộc. Nói xong thì tắt máy. Buông điện thoại, Vương Nhất chậm chậm ngẩng đầu, nhìn không trung. Mây đen ảm đạm, che lấp trăng sao. Vù vù vù. Gió to nổi lên, lạnh đến xương tủy. Vương Nhất bỗng nhiên quay đầu, lại thấy Lý Khinh Hồng nắm tay Vương Tử Lam, hai mắt đỏ bừng nhìn mình. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ đã lên. Vương Nhất đứng ở một bên đường, Lý Khinh Hồng nắm tay Vương Tử Lam, đừng ở đường bên kia. Lúc này, là đèn đỏ, dòng xe tới lui đan xen, hai người cách một con phố, xa xa nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất nhìn thấy một đôi mắt đỏ bừng xinh đẹp. Mà Lý Khinh Hồng nhìn thấy, là một đôi con người bình tĩnh, nhưng lại vần vũ mây đen. Không biết qua bao lâu, đèn đỏ chuyển xanh, Vương Nhất nện bước vững vàng, bước vội về phía vợ con anh. Khoảng cách 10 mét, chớp mắt đã tới. Vương Nhất kéo Lý Khinh Hồng tới trước mặt, cúi đầu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ lại tràn đầy phức tạp của cô. Hai mắt cô đỏ bừng, trên gương mặt lại thấp thoáng nước mắt. Vương Nhất chậm rãi giơ tay, động tác dịu dàng lau đi nước mắt của cô. Lý Tinh Sở nói gì với anh vậy? Không ngăn cản Vương Nhất lau nước mắt cho mình, Lý Khinh Hồng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Vương Nhất. Anh ta nói, có cơ hội mời chúng ta đến Yến Kinh xem một chút. Vương Nhất cười nói. Lý Khinh Hồng không cười, mà nhìn Vương Nhất chằm chằm, nói, thế hệ trước của nhà em, không chấp nhận em gả cho anh, cũng không chịu thừa nhận tồn tại của Tử Lam, anh cưới em, cuối cùng anh sẽ vì em mà chết. Anh không sợ. Vương Nhất nhẹ nhàng lắc đầu. Âm thanh mềm nhẹ. Lúc đó Lý Chiếu Vân nói với anh, chỉ là một góc của núi băng, Vương Nhất không ngờ tới, Khinh Hồng thế mà là người của Vương tộc Yến Đô. Hơn nữa, lại không chịu thừa nhận tồn tại của một cô bé 5 tuổi. Nhưng em sợ. Lý Khinh Hồng che mắt đau khổ khóc, điên cuồng hét lên với Vương Nhất, sau khi em biết mình có thai, anh có biết em sợ thế nào không? Không phải sợ không nuôi được, mà là sợ, sau khi sinh ra bị bọn họ biết. Bọn họ sẽ hại chết nó. Hu hu. Vương Tử Lam tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bé thấy mẹ khóc thương tâm như thế, cũng khóc lớn theo. Mẹ đừng khóc, Tử Lam ở đây. Bé ôm chặt chân Lý Khinh Hồng, lớn tiếng khóc ầm lên. Lý Khinh Hồng cũng ôm chặt lại Vương Tử Lam, thật sự ôm rất chặt. 5 năm qua, em mang theo Tử Lam trốn đông trốn tây, chính là sợ rằng sẽ bị bọn họ tìm được. Em đã mất anh, không muốn mất đi con gái duy nhất nữa. Đối với Lý Khinh Hồng đang khóc lóc, Vương Nhất lại rơi vào trầm mặc rất lâu. Người xung quanh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ba người bọn họ. Anh thẳng lưng, lời nói vang dội. Anh lấy danh nghĩa của Long chủ thề, tuyệt đối sẽ không để hai mẹ con phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Không ai có thể chia lìa chúng ta, ai dám động đến, anh giết kẻ đó. Nhưng Lý Khinh Hồng vẫn lắc đầu. Anh không biết đâu, anh không biết gì cả. Đừng nhìn cô là tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh, giá trị con người hàng nghìn tỷ,
nhưng ở trước Vương tộc Yến Đô, vẫn chẳng thể so sánh được. Nếu muốn hủy diệt tập đoàn Lệ Tinh, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, sở dĩ bọn họ chưa ra tay, là vì bọn họ nể tình mình là con gái của người kia, còn giữ lại chút kiên nhẫn. Một khi ngay cả người kia cũng mất kiên nhẫn, thì tất cả mọi chuyện đều xong rồi. Hiện tại, bọn họ đã tìm được Vương Nhất ở đâu, nếu mình và Vương Nhất không ly hôn, bọn họ sẽ hành động. Cuộc điện thoại này, chính là tín hiệu. Trong khoảng thời gian này, có thể mong anh rời đi không? Hai mắt Lý Khinh Hồng đỏ bừng nhìn Vương Nhất, đau khổ nói. Đồng tử Vương Nhất co lại, trái tim hung hăng nhảy lên một cái. Chỉ cần qua thời gian này thì tốt rồi, em sẽ không ly hôn với anh, chỉ mong có thể giữ được Tử Lam. Lệ khí trong lòng Vương Nhất như cỏ dại sinh trưởng, nhưng khi thấy Lý Khinh Hồng đã khóc thành lệ nhân, lệ khí đó lập tức tan thành mây khói. Hít sâu một hơi, nhẹ mỉm cười, được. Nói xong, xoay người rời đi. Khi đi, Vương Nhất vẫn thẳng sống lưng kiên định, như thể có thể xoay chuyển cả đất trời. Ba ơi, ba định đi đâu? Nhìn ba đi rồi, Vương Tử Lam lập tức luống cuống, khóc càng dữ dội hơn. Lý Khinh Hồng lại giữ chặt Vương Tử Lam, ôm chặt bé vào lòng, không cho bé đuổi theo. Ba ơi, con muốn ba. Mẹ đuổi ba đi, mẹ là người xấu. Vương Tử Lam càng khóc càng dữ tợn, liều mạng giãy giụa, muốn đuổi theo bóng dáng Vương Nhất. Xin lỗi, xin lỗi. Lý Khinh Hồng như nói mơ mà tự lẩm bẩm, bế Vương Tử Lam lên, bước vào xe của mình. Vương Nhất đi vài bước, không đành lòng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã không thấy bóng dáng Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam. Thầm thở dài một tiếng, Vương Nhất gọi một cuộc điện thoại, Lãnh Nhan. Thiếu chủ. Trong lòng Lãnh Nhan chấn động mãnh liệt. Cô ta nghe ra trong giọng nói của thiếu chủ có gì đó không đúng. Chỉ thấy biểu tình của Vương Nhất cương quyết, điều tra rõ ràng lai lịch của nhà họ Lý Vương tộc Yến Đô. Rõ. Lãnh Nhan không hỏi nhiều, chỉ âm thầm nhớ kỹ bốn chữ này, cũng không tắt điện thoại. Có chuyện gì không? Lãnh Nhan hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói, thiếu chủ, chuyện nhà họ thường sụp đổ có hơi kỳ quặc. Vương Nhất không nói gì, lặng lặng chờ Lãnh Nhan báo cáo. Thiếu chủ, Thường Kỳ sinh được hai người con, ngoại trừ Thường Dĩnh, còn có một người con trai nữa, Thường Lâm, từ đầu đến cuối, đều chưa từng xuất hiện trong sự kiện. Tôi có điều tra qua, phát hiện một sự thật kinh thiên. Thường Lâm là một bệnh nhân tâm thần phân liệt, đặc biệt đối với phụ nữ, anh ta biểu hiện cực kỳ khác thường. Có ý gì? Mặt Vương Nhất không thay đổi, trầm giọng hỏi. Chỉ nghe Lãnh Nhan tiếp tục nói, anh ta đối với bất kỳ cô gái nào. Đều không có bất kỳ xúc động nguyên thủy nào, nhưng lại cố tình rất thích siêu tầm phụ nữ. Siêu tầm phụ nữ, sắc mặt Vương Nhất hơi biến đổi. Đúng vậy. Lãnh Nhan nói, siêu tầm các bộ phận của nữ giới, anh ta cũng từng theo dõi cô Lý, nhưng không thành công, mà đối với Kim Thúy như của nhà họ Kim, anh ta cũng có ý định siêu tầm, lại bị hiểu lầm thành muốn đùa giỡn Kim Thúy như, bị đá đến không thể quan hệ. Hơn nữa, người này cực kỳ thích giết chóc. Là bệnh nhân nguy hiểm nhất của bệnh viện số 3 Thiên An. Vương Nhất cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, chuyện của Thường Lâm, cứ gác sang một bên, điều tra về Vương tộc Yên Đô trước. Rõ. Tắt điện thoại, đôi mắt Vương Nhất lạnh băng một mảnh. Vương tộc Yên Đô, hy vọng các người đừng trêu chọc mẹ con cô ấy, nếu không, cho dù các người là vương tộc gì, sẽ bị diệt môn sạch sẽ. Đêm khuya, Thường Kỳ tắt đèn, định đi ngủ. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ vang. Thường Kỳ vừa mở cửa, đồng tử tức khắc co rụt lại. Một người đàn ông mặc một bộ tây trang tuấn lãng, đang mỉm cười nhìn ông ta. Thường Lâm. Sắc mặt Thường Kỳ biến đổi rất lớn, sao mày có thể ra ngoài? Thường Lâm cười cười nói, thân phận của con hơi đặc thù, có thể tự do đi lại. Khi Thường Kỳ định cẩn thận dò hỏi, Thường Lâm đã đi về phía sân thể dục không một bóng người bên ngoài. Thường Kỳ hơi do dự một chút, vẫn đi theo ra ngoài. Lúc này, đúng là thời điểm ít cảnh vệ nhất. Thường Lâm ngẩng đầu nhìn không trung, cười nói, con rất vui, ba có thể ở cùng con. Gương mặt Thường Kỳ lại run rẩy một chút, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, ai lại muốn đến nơi chỉ dành cho những kẻ điên này chứ? Thường Lâm lại xoay người, tươi cười ôn hòa hỏi, ba, có thể nói cho con biết sao ba lại vào đây không? Thường Kỳ trầm mặc trong chốc lát. Nói, cuộc đời của ba đã bị tước đoạt. Con có xem tin tức, mấy ngày trước,
là sự kiện 316 bị đưa ra ánh sáng và chuyện dược nghiệp Thường Kỳ phá sản. Thường Lâm vẫn cười như trước, chỉ là trong tươi cười, còn nhiều hơn chút thương hại và trào phúng, con đã nói qua từ lâu, con và ba mới là cha con, chỉ có con mới giúp ba có được thứ ba muốn, nhưng ba lại chọn Thường Dĩnh. Nó vẫn là trẻ con. Mày ngậm miệng. Thường Kỳ giống như đã chịu kích thích rất lớn, hai mắt mở to, mày chỉ là một thằng điên, chỉ vì tránh người phụ nữ Kim Thúy như kia, không phải mày cũng phải trốn vào bệnh viện tâm thần sao? Kim Thúy Như. Nhắc tới chuyện phụ nữ, hai mắt Thường Lâm lại tràn ngập mong đợi, cô ấy đúng là một người phụ nữ kỳ lạ. Nhưng như vậy ba cũng không thể lấy cớ mà tự mình đưa con vào bệnh viện tâm thần chứ. Đột nhiên, Thường Lâm nói sang chuyện khác, nhìn về phía Thường Kỳ, đừng quên, con thành ra thế này, là ai tạo thành? Là ba, nếu không phải ba giết mẹ, vừa lúc để con thấy được, cho nên ba mong muốn con sẽ biến mất. Con thấy được rõ ràng, ngày đó khi ba giết mẹ, ba còn đang cười đúng không? Ba cũng hưởng thụ, nhưng rất nhanh con đã phát hiện ra so với giết người, chuyện càng hưởng thụ hơn là... Siêu tầm. Cảnh sát đến giờ vẫn không tìm thấy ngón tay bị cắt của mẹ ở đâu, hiện giờ con có thể nói cho ba biết, là ở chỗ con. Sau khi Thường Lâm nói xong, Thường Kỳ đã trợn hai mắt, thì ra là mày, mày thằng điên này. Chúng ta đều là kẻ điên. Gương mặt Thường Lâm mang cười nhìn cha mình, duỗi hai tay, một tay ôm Thường Kỳ vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai ông ta, cảm ơn ba, người ba tốt của con. Động tác nhẹ nhàng, bao hàm chân thành tha thiết, nhìn qua bọn họ như một cặp cha con tình cảm rất tốt. Đầu Thường Kỳ mềm oặt, ổn định dựa vào vai Thường Lâm trên. Khóe miệng ông ta chảy ra máu tươi đỏ thắm. Ông ta đã chết. Trong quá trình ôm, Thường Lâm đeo găng tay, hơn nữa nhét một con dao sắc bén vào tay Thường Kỳ, lại cầm tay Thường Kỳ, hung ác đâm mạnh vào tim. Ngoáy, ngoáy, lại ngoáy. Ba tốt của con, cái chết mới là giải thoát ba. Nhìn Thường Kỳ chết không nhắm mắt, Thường Lâm nhẹ giọng nói, cho dù là sự hy sinh nào cũng có giá trị, nhà họ Thường còn chưa xong, con sẽ thay và báo thủ Vương Nhất, cũng hưởng vợ anh ta. Nói xong, biến mất trong bóng đêm. Không lâu sau, thi thể của Thường Kỳ được nhân viên y tá tuần tra ban đêm phát hiện. Tiếng thét chói tai xé nát màn đêm yên tĩnh. Tiếng còi cảnh sát, tiếng bước chân vang lên đều nhịp. Khi cảnh sát tới, thi thể Thường Kỳ đã lạnh. Sau đó, bệnh viện tâm thần lại phát ra tin tức động trời. Thường Lâm mất tích. Tin tức Thường Kỳ chết trong bệnh viện tâm thần nhanh chóng lan truyền. Kim Thành Vũ khép tờ báo lại, sắc mặt rất nóng nảy, lần đầu tiên, anh ta cảm giác được nguy hiểm. Sau khi dược phẩm Thường Kỳ phá sản, Thường Kỳ bị đẩy vào bệnh viện tâm thần, còn chết vào ban đêm. Ngoại trừ tự sát, hung thủ miêu tả sinh động, ngoại trừ Vương Nhất, người khác không có động cơ. Thường Kỳ đã chết, tiếp theo có phải sẽ đến lượt mình không? Ngài Kim, đây là đồ ngài muốn. Lúc này, một người đàn ông giản dị bước vào phòng khách, đưa cho Kim Thành Vũ một phong bì niêm phong. Cha được chưa? Kim Thành Vũ sửng sốt một chút. Người đàn ông gật đầu, xin tin tưởng sự chuyên nghiệp của tôi. Rất tốt. Kim Thành Vũ mừng rỡ, đưa cho người đàn ông một tấm thẻ ngân hàng. Đây là anh ta dùng số tiền lớn thuê một thám tử tư điều tra, chuyên môn để anh ta theo đuổi nhất cử nhất động của Vương Nhất. Anh ta cần biết rõ ràng, Vương Nhất chỉ là một kẻ vô dụng của nhà họ Lý, sao lại có thể có được năng lượng lớn như vậy? Kim Thành Vũ không chờ nổi xé mở niêm phong, bên trong xuất hiện mấy tấm ảnh. Trong ảnh chụp, rõ ràng là hình ảnh một nhà ba người Vương Nhất cả Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam ở nhà hàng Tây. Vừa thấy ảnh chụp, Kim Thành Vũ tức khắc ngây ngẩn cả người, sao bọn họ lại đi cùng nhau? Thám tử ở bên nói, từ cử chỉ hành động và biểu hiện của họ mà nói, bọn họ là quan hệ tình nhân, Vương Nhất kia, sở dĩ có thể khiến cho ngài Kim ngài mang đến nhiều rắc rối như vậy, chỉ sợ sau lưng có quý nhân trợ giúp. Cầm ảnh chụp, gương mặt Kim Thành Vũ trở nên lạnh lùng. Thì ra, tên vô dụng kia là một mặt trắng mà em nuôi sau lưng. Được lắm Lý Khinh Hồng, ngoài mặt thì cao quý, sau lưng thế mà lại lơi ong bướm như kỹ nữ, con đàn bà đê tiện. Kim Thành Vũ tham gia hôn lễ của Lý Khinh Hồng, biết chồng của cô ta là một nhân vật có bối cảnh quân đội rất mạnh mẽ, nhưng cô ta lại ở bên tên vô dụng kia, quan hệ này quá rõ ràng rồi. Kim Thành Vũ cười dữ tợn, Lý Khinh Hồng, bây giờ để tôi bắt được nhược điểm của cô rồi. Chồng không ở nhà,
thế mà dám ở sau lưng nuôi trai, nếu có thể công khai, là loại đàn ông gì đều có thể đè nhỉ. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được lại chẳng tốn công, một kế hoạch âm độc đang dần hiện lên trong đầu anh ta. Cậu chủ, ông chủ cho mời. Lúc này, quan gia đi vào, nói với Kim Thành Vũ. Biết rồi. Kim Thành Vũ gật đầu, để thám tử rời đi, sau đó đi vào thư phòng. Ba, nghe nói ba tìm con. Kim Thành Vũ nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa đọc báo, nói. Người đàn ông đã 50, lại chăm sóc rất tốt, da mặt vẫn rất căng mịn, không hề nhăn nheo. Mày kiếm, mắt như sao, còn đeo một gọng kính bằng vàng, liếc mắt một cái nhìn qua, cực kỳ tri thức có văn hóa. Mọi chuyện tôi đã nghe rồi. Kim Đạo Lăng nhàn nhạt nói, vốn còn muốn ôm hy vọng với cậu, hiện giờ xem ra, cậu vẫn chẳng thể bằng Kim Thúy Như. Lời vừa nói ra, đồng tử Kim Thành Vũ đã trợn to, trong mắt cũng hiện lên chút dữ tợn. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là phụ nữ. Kim Đạo Lăng vừa chuyển đề tài, nhìn Kim Thành Vũ nói, hơn nữa, dòng máu trong cơ thể còn không phải huyết mạch của nhà họ Kim, chung quy cũng không phải thuốc tốt của nhà họ Kim. Không tệ. Nhắc tới chuyện này, trên mặt Kim Thành Vũ lại nổi lên chút phẫn nộ, cô ta căn bản không phải người nhà họ Kim, chỉ vì ông nội nhận lời nhờ vả của bạn cũ. Gửi nuôi mà thôi, sao ông lại muốn truyền lại vị trí đứng đầu cho cô ta chứ? Cậu cho rằng ông cũng nguyện ý sao? Kim Đạo Lăng liếc Kim Thành Vũ một cái, sau đó thở dài, con bé Thúy Như đó, nói đến trí tuệ, ngay cả một số người lớn chúng ta cũng không theo kịp. Cô ta biết mình là một người ngoài, nhất định nhà chúng ta không chấp nhận cô ta, vừa lên 6 tuổi, đã sửa lại họ của mình, đổi thành họ Kim, là muốn lấy lòng chúng ta. 15 tuổi xảy ra tai nạn một lần, đó là kế hoạch của cô ta, chỉ vì để tránh tai mắt, tỏ rõ thái độ với nhà họ Kim. Cô ta sẽ không tham gia bất kỳ chuyện nhà nào của nhà họ Kim, thử hỏi người đến bản thân còn muốn ám sát, sẽ che giấu được dã tâm của mình sao? Chúng ta chưa từng coi cô ta là người nhà, cô ta cũng đề phòng chúng ta khắp nơi, ông cụ đã nhìn ra điểm này từ lâu, bằng mọi giá đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Kim cách tốt nhất, chính là gả chồng. Người gả cần là một gia tộc nhỏ, vương nhất nhà họ Lý, trở thành lựa chọn tốt nhất. Nhưng cô ta đã đoán ra việc này, đồng ý gả chồng, nhưng yêu cầu nhà trai ở rể, chuyện này, ngược lại lại thành lợi thế của cô ta. Nói đến đây, Kim Đạo Lăng cũng bất đắc dĩ thở dài. Nếu vương nhất ở đây, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì đây là chân tưởng 5 năm trước vương nhất gả cho Kim Thúy Như. Chuyện sau đó, tất cả mọi người đều đã biết. Kim Thúy Như lợi dụng Vương Nhất, giành được thương nghiệp cơ mật của nhà họ Lý, Vương Nhất cũng biến mất trước hôn lễ, Kim Thúy Như đao to búa lớn ra tay với nhà họ Lý, bao gồm đại bộ phận gia nghiệp của nhà họ Lý, lớn mạnh từ đây. Kim Thúy Như đã mạnh mẽ rồi, rốt cuộc cũng lộ ra dã tâm, cuối cùng quản lý nhà họ Kim. Kim Đạo Lăng thở dài, nói với Kim Thành Vũ, cậu so với Kim Thúy Như thì chênh lệch quá, trải đời chưa đủ, hơn nữa tự cao tự đại, căn bản chưa từng thất bại. Rất khó đạt được trình độ kia của Kim Thúy Như. Kim Thành Vũ ngơ ngác mà nhìn cha mình, biết được bí mật này, trong nhất thời, anh ta thế mà không biết nói gì. Chịu nhiều thất bại, đối với cậu mà nói cũng là có chỗ tốt. Kim Đạo Lăng ý vị thầm trường liếc Kim Thành Vũ, nói, là rồng hay là sâu, hoàn toàn xem tạo hóa của cậu. Ba, con sẽ không để mọi người thất vọng. Rời khỏi thư phòng, khuôn mặt Kim Thành Vũ nháy mắt âm trầm. Chỗ nào cũng không bằng Kim Thúy Như, Lý Khinh Hồng, người trước người sau, thái độ khác nhau, hoàn toàn chọc giận anh ta rồi. Anh ta gấp gáp không chờ nổi muốn thực hiện kế hoạch trong đầu. Lúc này, quản gia lại đi đến, cậu chủ, có khách muốn gặp mặt ngài. Kim Thành Vũ khẽ nhíu mày, hôm nay anh ta cũng không định gặp khách khứa. Không gặp, anh ta từ chối thẳng thừng. Nhưng vị khách đó nói anh ta họ Thường. Vẻ mặt Kim Thành Vũ thay đổi. Trầm ngâm một lúc lâu, mời anh ta vào. Rất nhanh, một người mặc tây trang màu trắng, gương mặt tuấn lãng trẻ tuổi mỉm cười đi đến. Thấy rõ gương mặt của người đàn ông, Kim Thành Vũ kinh ngạc nói, anh là. Anh ta còn tưởng rằng người tới là Thường Dĩnh, nhưng cũng không phải. Ngài Kim, lần đầu gặp mặt, tôi là Thường Lâm. Người đàn ông hơi hơi khom người, làm một lễ nghi tiêu chuẩn quý tộc với Kim Thành Vũ. Thường Lâm. Kim Thành Vũ cảm thấy tên này có hơi quen tai, tựa hồ đã nghe qua ở đâu, khi nhớ đến, sắc mặt đột nhiên thay đổi,
anh chính là tên bệnh nhân tâm thần đùa giỡn em họ tôi. Em gái quốc sắc thiên hương, tôi nghĩ nên nói là. Thưởng thức thì đúng hơn. Thường Uy cũng không nổi giận, trong ánh mắt cũng không giấu giếm yêu thích, nhưng tôi không phải tìm cô Kim, mà là tới tìm anh. Tìm tôi làm gì? Chắc hẳn ngài Kim đã nghe tin gia phụ đã qua đời, chúng ta có chung kẻ địch. Thường Lâm nói, việc ngài Kim muốn làm cũng là việc Thường Mỗ muốn làm. Anh có thể cho tôi cái gì? Ánh mắt Kim Thành Vũ sắc bén nhìn chằm chằm anh ta. Thường Lâm nhếch môi nở nụ cười, móc từ trong ngực ra một bức ảnh của Lý Khinh Hồng. Ngài Kim, muốn có được cô ta sao? Bùm! Tức khắc, vẻ mặt Kim Thành Vũ thay đổi lớn, có loại cảm giác hoảng loạn khi nội tâm bị nhìn lén. Xoẹt xoẹt! Xoẹt xoẹt! Thường Lâm tiện tay xé nát tấm ảnh của Lý Khinh Hồng, sau đó trước mặt Kim Thành Vũ, gọi một cuộc điện thoại. Trói cô ta đến đây cho tôi. Tại biệt thự Sơn Thủy. Sau khi tạm thời rời khỏi mẹ con Lý Khinh Hồng, đây chính là nơi Vương Nhất tạm trú. Sáng sớm, sau khi Vương Nhất mình đầy mồ hôi kết thúc luyện tập và chuẩn bị đi tắm cho mát thì điện thoại anh bỗng rung lên. Là Lý Khinh Hồng gọi video tới. Vương Nhất không còn quan tâm tắm hay rửa nữa, anh vội vàng nghe máy. Tuy trong khoảng thời gian này, Vương Nhất đã rời đi nhưng mỗi ngày Lý Khinh Hồng đều gọi video cho anh. Vương Nhất biết người nhớ anh không phải là Lý Khinh Hồng, mà là .con gái anh. Phần lớn thời gian cô video đều là Vương Nhất và Vương Tử Lam tương tác với nhau, còn Lý Khinh Hồng thì đứng một bên nhìn với vẻ mặt đầy phức tạp và tội lỗi. Ba ơi! Video vừa kết nối, giọng nói trong trẻo đầy kích động của Vương Tử Lam đã truyền tới. Con bé này mới ngủ dậy thôi, trên người còn mặc bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng phấn, đáng yêu chết đi được. Ba đây, Vương Nhất vội trả lời, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn đi. Có một đứa con gái như thiên thần khiến tim Vương Nhất mềm xèo. Ba ơi, khi nào ba mới quay về? Con nhớ ba lắm. Vương Tử Lam nhìn anh bằng đôi mắt long lanh rồi dùng chất giọng non nớt hỏi. Lời vừa dứt, tim Vương Nhất cũng giật dữ dội, như vạn mũi xuyên tim, như bị nghìn đao cắt. Sâu trong lòng anh, một cỗ oán khí bùng lên. Nếu không bị Vương tộc ở Yến Độ uy hiếp thì sao Lý Khinh Hồng lại bị ép tới mức này? Vương Nhất thì không sao. Anh có thể vượt qua 5 năm đau khổ thì sợ gì mấy thứ này chứ? Anh chỉ lo cho con. Lý Khinh Hồng đứng bên cạnh cũng trầm mặc, cô cắn chặt môi tự trách. Không sao, anh không trách em. Vương Nhất nhìn cô và dịu dàng nói. Sau đó, anh ngừng một lúc rồi nói với Vương Tử Lam ngoan, mấy ngày nữa ba sẽ về nhà. Mấy ngày là bao lâu? Hai người lại trầm mặc. Trẻ con ngây thơ vô tội nhưng lúc nào cũng có thể chạm vào chỗ mềm yếu trong lòng Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Nửa tháng, bỗng nhiên, Lý Khinh Hồng lên tiếng. Vương Nhất sững sờ nhìn cô. Vương Tử Lam lập tức vui vẻ, vâng, vậy nửa tháng sau ba phải về đó. Được. Vương Nhất đờ đẫn trả lời, anh kinh ngạc nhìn Lý Khinh Hồng. Con đi rửa mặt đi. Ừm. Vương Tử Lam ngoan ngoãn đáp lời, sau đó lưu luyến vẫy tay với Vương Nhất. Tạm biệt ba. Sau khi tiễn con gái đi, Lý Khinh Hồng mới quay lại nhìn Vương Nhất, trong mắt cô tràn đầy quyết tâm, trong vòng nửa tháng, nếu Vương tộc không phái người tới thì anh quay về đi. Nếu bên Yến Kinh phái người tới thì sao? Lý Khinh Hồng lại im lặng, một lúc sau, cô ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất rồi nhẹ giọng nói. Anh có thể bảo vệ mẹ con em đúng chứ? Vương Nhất sửng sốt, sau đó anh vội nói, đương nhiên rồi, chỉ cần có anh. Không ai có thể làm hại một sợi lông của mẹ con em. Được. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất thật sâu, sau đó cúp máy. Vương Nhất cầm điện thoại lên, ánh mắt anh cực kỳ nghiêm túc, anh ấn một số điện thoại. Thiếu chủ. Lãnh Nhan cung kính trả lời. Truyền khẩu lệnh của tôi, bảo thập đại binh vương dẫn theo 10 vạn quân đến bên ngoài thành phố Thiên An nhận lệnh trong vòng nửa tháng. Giọng Vương Nhất vô cùng lạnh lùng, nếu trong nửa tháng. Mẹ con Lý Khinh Hồng bình yên vô sợ thì tự động rút quân, còn nếu họ bị thương dù chỉ một chút. Toàn quân tiến về phía nam, san bằng vương tộc Yến Đô. Lời vừa dứt, tim Lãnh Nhan run rẩy kịch liệt, thậm chí cô ta còn cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp dù chỉ qua điện thoại. Vâng, Vương Nhất cầm điện thoại, ánh mắt anh rất sâu, hai tay chắp ra sau lưng, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo vô tận. Vương tộc Yến Đô. Nếu mấy người dám tới thì tôi cũng không ngại xóa sổ một hoàng tộc đâu. Sau đó,
Vương Nhất đi tới tòa nhà quốc tế. Dưới sự điều hành của Lý Thiên Dương, công ty Ân Long càng ngày càng phát triển và nhận được rất nhiều đơn hàng lớn. Anh rể. Bỗng nhiên, sau lưng anh truyền tới một giọng nói lanh lảnh quen thuộc. Vương Nhất quay đầu lại thì thấy Lý Tuyết Nhi đang đứng ở cổng tòa nhà quốc tế và cười hi hi với anh. Tuyết Nhi, sao em lại ở đây? Vương Nhất kinh ngạc, sau đó lập tức nở nụ cười đi tới. Em đi thực tập. Lý Tuyết Nhi cười đáp lời, lúc này Vương Nhất mới chú ý tới một thân vest công sở trên người cô. Trong phút chốc, ánh mắt Vương Nhất hơi loạn, Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi giống nhau phải tới 80%, lúc trước có thể phân biệt bằng khí chất và cách ăn mặc. Lý Tuyết Nhi trẻ trung năng động, quần áo cũng vô cùng sặc sỡ đa dạng, còn Lý Khinh Hồng quanh năm mặc đồ công sở, khí chất cũng rất mạnh. Bây giờ Lý Tuyết Nhi cũng mặc đồ công sở, nếu chỉ nhìn sơ qua thì hai người trông giống hệt nhau như được đúc ra từ một khuôn. Vương Nhất gật đầu hỏi, em cũng thực tập ở đây sao? Lý Tuyết Nhi bất mãn bĩu môi oán trách, chuyên ngành của em là y khoa, đáng lẽ nơi thực tập cũng phải là bệnh viện hay gì đó. Kết quả trường lại phân em đến một công ty thẩm mỹ ở gần tòa nhà quốc tế, đây chẳng phải là dâu ông nọ cắm cằm bà kia sao? May mà gần nơi anh rể làm việc nên em mới tới thăm anh. Nói rồi, Lý Tuyết Nhi lại vui vẻ bật cười. Thì ra là vậy. Vương Nhất cũng nở nụ cười, nếu chỉ đến chào anh mà không đi thăm chị em thì em không sợ chị sẽ đau lòng sao? Chị em bận lắm. Lý Tuyết Nhi bĩu môi. Hơn nữa nếu chị biết em đi thực tập thì không chừng sẽ dạy bảo em thế này thế kia nữa, em không tự hành xác đâu. À, thôi không nói nữa, em sắp trễ rồi. Lý Tuyết Nhi nhìn đồng hồ rồi vội vàng rời đi, chạy mà còn không quên quay đầu nhìn anh rể, lát nữa tan làm nhớ mời em đi ăn tối. Con nhóc này. Vương Nhất nhìn theo bóng lưng vội vàng của Lý Tuyết Nhi mà bất lực lắc đầu. Nhưng không ai phát hiện, ở ngã tư cách đó không xa. Có 4 cặp mắt đang quan sát bọn họ. Một người trong đó lấy ra một tấm ảnh rồi cẩn thận quan sát. Người trên ảnh chính là Lý Khinh Hồng. Người đó xoa cằm, biểu cảm rất quái dị, là cô ta à? Chắc chắn luôn. Người đàn ông với làn da đen xì, hàm răng vàng ô bên cạnh cười đáp. Sao tao cứ thấy gì đó khác khác nhỉ? Người đàn ông đứng đầu nghi hoặc, con nhỏ trong ảnh vừa nhìn là biết nữ cường nhân, khí chất của ả lúc nãy kém nhiều quá. Đại ca, lão đại cũng nói rồi, ả trong ảnh và thằng vừa nãy là một cặp, làm gì có con đàn bà nào đứng trước mặt bạn trai mà trưng ra bộ mặt này chứ? Một tên nhỏ người tự cho mình là thông minh. Nghe thế, tên thủ lĩnh không còn nghi ngờ nữa, vậy thì hành động thôi. Buổi tối, vào thời gian tan ca cao điểm. Sau khi kết thúc công việc, Lý Tuyết Nhi bước ra khỏi tòa nhà của công ty rồi đi về phía tòa nhà quốc tế. Nhưng mới đi được nửa đường thì bỗng nhiên có 4 người xuất hiện sau lưng Lý Tuyết Nhi, bịt kín miệng cô ta và kéo cô ta vào bụi cây bên đường. Đồng tử của Lý Tuyết Nhi co lại, cô vùng vẫy kịch liệt, thậm chí còn đá bay cả giày cao gót dưới chân. Nhưng một cô gái yếu ớt sao có thể là đối thủ của 4 tên đàn ông cao to được chứ? Cô ta nhanh chóng bị khống chế và bị lôi mạnh vào bụi cây. Trong cơn tuyệt vọng, Lý Tuyết Nhi cắn mạnh lên cổ tay của một tên đàn ông. Máu lập tức tuôn ra. A, à, hắn đau đớn gào lên. Lý Tuyết Nhi hít lấy oxy, sắc mặt cô ta tái nhợt, kinh hãi nhìn 4 tên đàn ông. Mấy người là ai? Mấy người muốn làm gì? Con đĩ, khá cứng đấy chứ, xem ông đây đánh chết mày. Tên bị cắn vừa hút máu trên vết thương, vừa sải bước về phía Lý Tuyết Nhi, hắn ta nói rồi giơ tay lên chuẩn bị cho Lý Tuyết Nhi một bạt. Nhưng tên nhỏ con bên cạnh đã ngăn hắn lại. Đại ca, anh quên lão đại đã nói gì sao, phải bắt sống, hơn nữa trên người còn không được có chút vết thương. Lúc này hắn mới hạ tay xuống rồi nhổ nước bọt, phi, xem như mày gặp may, nhưng mày cứ đợi đấy, lão đại chơi chán thì tới phiên anh em bọn tao sướng. Cứu, cứu với. Cuối cùng Lý Tuyết Nhi cũng hiểu ra tình hình, cô ta vội vàng chạy về phía tòa nhà quốc tế. Vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho chị mình. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước thì cô ta đã bị bắt lại. Còn muốn báo cảnh sát. Tên mập lấy một cái túi ra rồi chùm lên đầu Lý Khinh Hồng. Trước mắt cô ta tối sầm, điện thoại trong tay cũng trượt xuống rồi rơi trên cỏ. Mau đưa nó đi. 4 tên đàn ông nhét Lý Tuyết Nhi vào túi rồi bước lên một chiếc xe thùng. Một bên khác, Lý Khinh Hồng đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại của Lý Tuyết Nhi. Alo, Tuyết Nhi.
Cô nhấc máy lên nhưng bên kia không có tiếng động gì. Alo. Cô lặp lại nhưng vẫn không chút phản ứng. Tuyết Nhi, em nói gì đi. Sau một phút im lặng, Lý Khinh Hồng bỗng cảm thấy bồn chồn không yên, giọng cô cũng trở nên vồn vã. Tuyết Nhi, đừng làm chị sợ, em nhanh nói gì đi. Lý Khinh Hồng cúp máy và gọi lại nhưng lại không thể kết nối. Cô gọi tới lớp của Lý Tuyết Nhi và nhận được tin Lý Tuyết Nhi đang tham gia thực tập. Lòng cô càng lúc càng trầm xuống, Lý Khinh Hồng vội vã xuống lầu, nhanh chóng đến nơi Lý Tuyết Nhi đang thực tập. Nhưng mới đi được nửa đường đã phải dừng lại. Cô nhìn thấy điện thoại của Lý Tuyết Nhi và một đôi giày cao gót nữ. Điện thoại di động của Lý Tuyết Nhi đang rung lên, sắc mặt Lý Khinh Hồng lập tức tái nhợt, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra và gọi cho Vương Nhất. Vào những lúc nguy cấp, cô luôn nghĩ đến Vương Nhất đầu tiên. Khinh Hồng. Vương Nhất dịu dàng trả lời điện thoại của Lý Khinh Hồng, nhưng bên kia lại truyền tới giọng nói run run của cô. Vương Nhất, Tuyết Nhi bị bắt cóc rồi, anh mau nghĩ cách gì đi. Ánh mắt Vương Nhất lập tức lạnh xuống, sau đó anh nhanh chóng an ủi cô, Khinh Hồng, đừng nôn nóng, em tới chỗ anh trước đã. Lý Khinh Hồng nhặt đôi giày cao gót từ dưới đất lên rồi vội vàng tới tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế. Văn phòng cực kỳ sang trọng, nhưng hiện giờ Lý Khinh Hồng không còn tâm trí nghĩ tới chuyện này, cô đặt đôi giày cao gót và điện thoại của Lý Tuyết Nhi trên bàn làm việc của Vương Nhất. Vương Nhất nheo mắt lại, đôi giày cao gót đúng là đôi mà Lý Tuyết Nhi đã mang lúc sáng. Chẳng lẽ là bọn họ? Lý Khinh Hồng lo lắng hỏi. Vương Nhất suy nghĩ một hồi, sau đó bác bỏ, không thể nào là bọn họ được, mục đích của bọn họ chỉ là muốn chúng ta ly hôn và nhắm vào con gái của chúng ta, chứ bắt cóc Tuyết Nhi có tác dụng gì. Nếu không phải do Vương tộc Yến Đô làm thì đương nhiên sẽ không cần kinh động đại quân 10 vạn binh. Đúng lúc này, Vương Nhất nhận được điện thoại từ một số lạ. Anh là ai? Vương Nhất lạnh lùng hỏi. Có một chàng cười từ máy biến âm vang lên, ha ha ha, không tệ, nhanh như vậy mà đã đoán được chuyện gì. Sau khi ngừng một chút, giọng nói đó lại cất lên, vợ của mày đang ở trong tay bọn tao. Nếu mày không muốn cô ta bị mười mấy tên ăn xin làm nhục thì trong vòng một giờ hãy tới khu công nghiệp Lão Tam một mình đi. Nói xong, hắn ta liền cúp điện thoại, không để Vương Nhất có cơ hội đáp lời. Sau khi máy, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều sững người và đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng Lý Khinh Hồng vẫn đang đứng yên bên cạnh anh cơ mà, tên kia nói vợ anh đang trong tay bọn chúng là thế nào cơ. Ngay sau đó, Vương Nhất lập tức phản ứng lại, anh sầm mặt nói, mục tiêu của chúng là em, nhưng hôm nay Tuyết Nhi mặc đồ công sở nên bọn chúng nhầm con bé là em, thế nên mới bắt cóc con bé. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng đầy đau khổ, là em hại nó. Không phải là lỗi của em đi đón Tử Lam trước đi. Vương Nhất lắc đầu an ủi Lý Khinh Hồng, ánh mắt anh lạnh như băng, anh sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Nói xong, anh sải bước ra ngoài. Vương Nhất, Lý Khinh Hồng gọi anh. Vương Nhất dừng lại rồi quay đầu nhìn cô. Đôi mắt của Lý Khinh Hồng đã đỏ hoe, nhất định anh phải đưa Tuyết Nhi trở về, còn nữa. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp, hãy sống sót quay lại. Vương Nhất giật mình, sau đó bật cười, đương nhiên rồi. Vương Nhất bước ra khỏi tòa nhà quốc tế, nét mặt đã sớm lạnh băng, toàn thân toát ra một cỗ khí chất nguy hiểm như chim ưng săn mồi. Bên kia nói Vương Nhất chỉ có thể đến một mình nên anh không định mang theo Lãnh Nhan. Anh leo lên một chiếc xe rồi phóng tới khu công nghiệp Lão Tam. Không ai phát hiện ra, một chiếc Porsche màu đen đang lặng lẽ đậu bên vệ đường, trong xe có một ai đó. Chủ nhân chiếc Porsche khẽ mỉm cười nhìn theo hướng Vương Nhất biến mất rồi khởi động xe đuổi theo. Lúc này, tại khu công nghiệp Lão Ta. 30 năm trước, nơi đây vốn là một khu công nghiệp thịnh vượng, nhưng khi Thiên Ân dần dần lọt vào hàng ngũ những thành phố hạng nhất, nơi này đã bị bỏ hoang. Trên tầng cao nhất, ba người đàn ông đang ở đây, trong đó có hai người đàn ông đang không ngừng hút thuốc. Hai người đó chính là Kim Thành Vũ và Thường Lâm. Người còn lại là đàn em của Thường Lâm, hắn ta thậm chí còn không có tư cách để ngồi nên chỉ có thể cười cười đứng một bên. Lão đại, bọn em đã trở lại. Lúc này có tiếng người từ bên ngoài truyền đến. Bốn người đàn ông bước vào. Bọn họ vội vàng ra đón, sao rồi, đã bắt được chưa? Đương nhiên rồi. Nó ở đâu? Hắn ta nhìn ra sau lưng bốn người đàn ông, không hề có gì cả. Đã đem người vào phòng rồi ạ. Hắn ta nghe xong thì vui mừng khôn xiết,
sau đó quay đầu nhìn Thường Lâm, lão đại, đã bắt được rồi. Tốt lắm, tiếp theo chỉ cần đợi Vương Nhất tự chui đầu vào giỏ thôi. Thường Lâm cười ha ha, đã mang lính tới chưa? Rồi à. Thường Lâm gật đầu hài lòng, bọn mày phải hiểu rõ, bọn mày là một đám bệnh nhân thần kinh, mà người thần kinh giết người thì không phạm pháp đâu. Lát nữa hắn ta tới rồi thì cứ đập nó cho tao, đập chết cũng được. Vâng, thưa lão đại. Khắp công trường đều vang lên tiếng người đáp lại. Những người này đều là bệnh nhân tâm thần đã xuất viện và toàn bộ đều rất nghe lời Thường Lâm. Thường Lâm quay đầu nhìn Kim Thành Vũ, ngài Kim, một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng, anh mau đi đi. Tôi đã đặt chỗ cho anh rồi, đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng. Tốt, vừa nghĩ đến người phụ nữ mà mình mơ ước sẽ bị lột trần nằm trên giường đợi mình tới hiếp, ánh mắt Kim Thành Vũ háo hức khôn nguôi. Hơn nữa cô còn là người phụ nữ của Vương Nhất, chuyện này càng khiến anh ta thêm hài lòng. Lát nữa, sau khi xử lý Vương Nhất xong, hãy trói hắn ta lại rồi đưa đến phòng tôi. Tôi sẽ hiếp Lý Khinh Hồng trước mặt hắn ta. Kim Thành Vũ nghiêm túc nói, vừa nghĩ đến cảnh tượng như vậy, máu trong người anh ta liền sôi lên. Được, nhưng ngài Kim đừng quên chúng ta đã bàn bạc ổn thỏa rồi, mấy bộ phận khác của cô Lý thuộc về tôi. Kim Thành Vũ sững người, nghĩ đến việc lát nữa cả cơ thể Lý Khinh Hồng sẽ bị chặt nát, anh ta không nhịn được mà thở dài, đúng là lãng phí. Nhưng Kim Thành Vũ vẫn gật đầu, đều là của anh. Sau đó, anh ta lái xe rời đi. Anh ta đạp ga xuống quãng đường đi nên chỉ mất 20 phút là có thể đến một biệt thự khuất ở vùng ngoại ô. Kim Thành Vũ đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thoáng qua đã thấy trên giường có một bao tải lớn, mà bao tải còn đang giãy giụa. Kim Thành Vũ bật cười. Ha ha ha, Lý Khinh Hồng, một ả tiện nữ thích giả vờ cao lãnh như cô, cuối cùng vẫn rơi vào tay tôi thôi. Kim Thành Vũ không vội vàng mở bao ra mà đi rót một ly rượu vang đỏ rồi từ từ uống cạn. Rượu mạnh tăng thêm can đảm, trước khi vận động nam nữ thì cần có chút rượu mới được. Sau khi uống hết nửa chai rượu, sắc mặt của Kim Thành Vũ đỏ bừng lên, hô hấp của anh ta cũng trở nên gấp gáp, anh ta nhìn về phía bóng người trong bao tải. Lý Khinh Hồng, đôi khi tôi thực sự không thể hiểu nổi em đang nghĩ gì. Tại sao em lại chọn một thằng phế vật không tiền không quyền chứ không chọn tôi chứ? Bây giờ tôi đã nắm thóp được em rồi, nếu em đã dám ngoại tình thì chứng tỏ em cũng có nhu cầu như những người phụ nữ bình thường thôi. Vậy tại sao người giúp em giải quyết nhu cầu không thể là anh chứ? Kim Thành Vũ vừa nói vừa cởi cà vạt và đi về phía giường. Nghe Kim Thành Vũ nói thế, người trong bao càng vùng vẫy kịch liệt hơn. Em đừng sợ, em không một mình đâu, Vương Nhất đã tới cứu em rồi, lát nữa, em có thể chứng kiến hắn ta một thân bầm dập bị trói tới đây. Đến lúc đó, tôi sẽ đứng trước mặt hắn ta và cho em biết thế nào là lợi hại. Dưới xúc tác của cồn, nụ cười của anh ta dần trở nên gớm ghiếc. Anh ta tiến tới mở cái bao ra. Đầu của người phụ nữ lộ ra trước, sau đó là cả khuôn mặt. Miệng cô ta bị bịt kín, không thể phát ra âm thanh mà chỉ có thể thút thít. Cô ta nhìn Kim Thành Vũ bằng ánh mắt kinh hãi tột độ. Vừa nhìn thấy khuôn mặt này, Kim Thành Vũ sững người. 3 giây sau, anh ta la lên. Cô không phải Lý Khinh Hồng. 10 phút sau, một chiếc taxi dừng trước cổng khu công nghiệp. Vương Nhất xuống xe, mặt anh không chút biểu cảm, toàn thân toát ra một cỗ khí lạnh, anh đi thẳng vào bên trong. Linh giác mạnh mẽ khiến anh vừa bước vào đã có thể xác định ai đang trốn ở đâu. Chỉ cần Vương Nhất muốn, những tên theo dõi này sẽ biến thành cái xác lạnh băng ngay lập tức. Nhưng anh không định đánh rắn động cỏ nên tiếp tục sải bước vào trong nhà máy. Những người tên đang theo dõi Vương Nhất lập tức chạy tới trước mặt Thường Lâm và tên đàn em của hắn rồi báo, lão đại, anh Hắc Ni, hắn tới rồi. Thường Lâm và lão Hắc Ni đồng thời đứng dậy đi tới cửa sổ quan sát. Vương Nhất đang từng bước đi lên cầu thang, tuy rằng vẻ mặt anh rất dữ tợn, nhưng không ai thèm để tâm. Tên ngu xuẩn, bảo hắn đến một mình thì đến một mình thật luôn, đúng là chán sống rồi. Lão đại, đối phương chỉ có một người, sao anh lại phải gọi tất cả anh em đến? Đúng vậy, giết gà dùng dao mổ trâu mà. Lũ đàn em cười ha hả, như thể đã thấy trước cái chết của Vương Nhất. Nhưng Thường Lâm lại lắc đầu nghiêm nghị nói, anh Kim nói với tao rằng thằng Vương Nhất này từng đi lính nên khá bản lĩnh đấy, bọn mày đừng chủ quan, đi xem thử có cớm theo đuôi không. Một tên dùng ống nhòm quan sát rồi nói, lão đại, không có cớm, thằng này tới một mình thật. Nghe vậy,
viên đá trong lòng của Thường Lâm cũng rơi xuống, một người thì dễ xử lý hơn nhiều. Sau đó, anh ta nhìn bốn tên bắt cóc rồi nói, bọn mày đi mời ngài vương của chúng ta lên đây. Không cần, tôi đến rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên như búa bổ, nhiệt độ trong nhà máy lập tức hạ rất nhiều. Mọi người rùng mình kinh ngạc, tên này cũng rướn cổ nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một bóng người đang từ từ đi về phía này, người đó chính là Vương Nhất. Ánh mắt anh cực kỳ lạnh lùng, giống như một tên tu la khát máu trên chiến trường khiến người ta không khỏi rùng mình. Tự tìm chết. Một tên nổi giận, hắn ta cầm một thanh thép đi vòng ra sau Vương Nhất và đập lên phía sau đầu anh. Tuy nhiên, những người có mặt còn chưa kịp nhìn rõ Vương Nhất đã làm gì mà cơ thể của tên kia đã bay ra ngoài như con diều bị đứt dây. Sau đó hắn ta bị gãy cổ và chết tại chỗ. Hít! Trước cảnh tượng này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Thường Lâm cũng sửng sốt một lúc nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hai mắt anh ta hơi híp lại, mày là Vương Nhất, kẻ đã khiến ba tao phá sản. Người ở đâu? Nhưng Vương Nhất lại không trả lời câu hỏi của hắn ta, anh lãnh đạm nhìn chằm chằm Thường Lâm. Đây không phải là thái độ nhờ người đâu. Đối mặt với sát khí của Vương Nhất, Thường Lâm vẫn không chút sợ hãi, trong mắt anh ta thì tên này chỉ là con hổ đang phát điên thôi. Vợ mình bị bắt, hơn nữa còn sắp bị làm nhục, chỉ cần là đàn ông thì đều phát điên thôi nhỉ. Vương Nhất càng tức giận thì anh ta càng bình tĩnh, muốn tao nói cho mày cũng được, nhưng mày phải đặt hai tay lên đầy rồi quỳ xuống. Ít nhất cũng phải thể hiện thành ý của mày chứ. Vương Nhất nheo mắt lại, trong mắt lóe lên vài tia nguy hiểm, anh uy hiếp tôi. Thường Lâm cười cười, anh ta đang định nói thì phát hiện Vương Nhất trước mặt đột nhiên biến mất. Bù! Một bóng người tàn bạo lướt qua trước mặt Thường Lâm, sau đó, một bàn tay nắm lấy cổ anh ta và trực tiếp nâng lên. Trả lời đi, Tuyết Nhi đang ở đâu? Sát khí trong mắt Vương Nhất bùng lên. Buông lão đại ra! Những người khác lần lượt hoàn hồn sau cú sốc, chúng cầm vũ khí lao về phía Vương Nhất. Bùm! Ánh mắt Vương Nhất lóe lên, anh vứt mạnh Thường Lâm lên tường. Anh ta bỗng cảm thấy cổ họng ngòn ngọt rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, Vương Nhất như hổ nhập đàn, anh lao lên bắt đầu tàn sát. Thường Lâm còn chưa kịp thở thì xung quanh bỗng im lặng đến chết người. Anh ta ngẩng đầu lên, tất cả thuộc hạ của mình đều ngã lăn ra đất, không tên nào còn lên tiếng nổi. Còn Vương Nhất thì đứng bất động giữa đống xác như một bức tượng điêu khắc. Một cỗ tử khí cực kỳ nồng đậm lặng lẽ lan ra. Sau khi biết mục tiêu của đối phương là Lý Khinh Hồng nhưng lại bắt nhầm Lý Tuyết Nhi, Vương Nhất cũng không kìm nén sát khí trong lòng nữa. Long chủ tức giận, thiên hạ điên đảo. Tôi hỏi lại lần cuối, Lý Tuyết Nhi đang ở đâu? Giọng anh khàn khàn, mang theo tử khí nồng nặc. Thường Lâm cực kỳ sốc nhưng vẫn duy trì phong thái tao nhã thường ngày. Trong mắt anh ta tràn ngập sự hoảng sợ, lần đầu tiên anh ta bắt đầu nghi ngờ về tin tình báo của Kim Thành Vũ. Ai nói Vương Nhất chỉ là tiểu bạch kiểm mà Lý Khinh Hồng bao nuôi chứ? Cứ tưởng là lấy lớn hiếp nhỏ, không nhờ người bị giết lại là bọn họ. Dù Thường Lâm có thông minh đến đâu thì khi đối mặt với một Vương Nhất như vậy, anh ta vẫn cực kỳ hoảng loạn. Nhưng sau khi nghe Vương Nhất nói xong, Thường Lâm lại bình tĩnh trở lại. Dù người của anh ta đều chết sạch trong nháy mắt thì anh ta vẫn không hề sợ hãi. Anh ta dùng ánh mắt âm trầm nhìn Vương Nhất, không ngờ mày lại mạnh như vậy, nhưng vợ mày ở trong tay tao, nếu mày không muốn vợ mình biến thành một cái xác thì ngoan ngoãn đi. Anh ta hy vọng có thể nhìn thấy vẻ hoảng sợ cùng sự hoảng sợ trên gương mặt Vương Nhất, nhưng Vương Nhất vẫn thờ ơ, anh bắt nhầm rồi, người đó không phải là Khinh Hồng. Thường Lâm sửng sốt, sau đó bật cười, Vương Nhất. Tới lúc này rồi mà mày còn muốn tính kế với tao? Mày tưởng thuộc hạ của tao đều bị mù mặt sao? Không tin à, một lát nữa anh sẽ biết thôi. Vương Nhất nhìn Thường Lâm rồi bình tĩnh nói, trước khi tôi động sát ý thì tốt nhất là anh nên nói cho tôi biết cô ấy ở đâu. Thấy Vương Nhất chắc chắn như vậy, lòng Thường Lâm hơi trùng xuống. Anh ta chỉ biết thuộc hạ đã bắt được người rồi chứ không hề kiểm tra bắt được ai. Có ảnh để đối chiếu thì chắc không bắt nhầm đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, Thường Lâm liền cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, anh ta lạnh lùng nói với Vương Nhất, tao nói cho mày biết, vợ mày đang không ở đây mà bị tao giấu vào một nơi bí mật rồi. Nếu mày giết tao thì cả đời này mày sẽ không tìm thấy vợ mình đâu. Ha 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 ha. Reng reng reng. Khi Thường Lâm đang cười lớn thì tiếng chuông điện thoại inh tai truyền đến.
Thấy người gọi tới, Thường Lâm cười cổ quái, xem ra cơ thể của vợ mày không xong rồi. Trong mắt Vương Nhất tràn đầy sát ý, nếu Tuyết Nhi thất thân thì tôi sẽ khiến các người bồi táng cùng. Thường Lâm nghe điện thoại, vừa cười vừa cố ý chọc tức Vương Nhất, thế nào rồi, hương vị của nữ giám đốc đệ nhất thiên ân không tệ nhi. Không tệ cái cứt chó. Một giọng nói giận dữ truyền đến, rốt cuộc anh đã làm trò gì vậy hả, tôi bảo anh bắt Lý Khinh Hồng cơ mà, anh giỏi đó, bắt nhầm người rồi. Nụ cười trên mặt Thường Lâm đột ngột cứng lại, vẻ mặt anh ta lập tức ngưng trọng. Một tiếng bắt nhầm người của Kim Thành Vũ như sét đánh giữa trời quang khiến Thường Lâm ngây người tại chỗ. Anh nói cái gì, bắt nhầm người. Sau khi hoàn hồn, Thường Lâm kinh ngạc hỏi lại, một người lớn sờ sờ như vậy mà bắt nhầm. Họ Thường kia, uổng công tôi tin tưởng anh, thế mà lại bắt nhầm người. Tức chết tôi rồi. Trong điện thoại vang lên tiếng mắng chửi giận dữ của Kim Thành Vũ, tôi muốn Lý Khinh Hồng, không phải Lý Khinh Hồng thì hiếp có nghĩa lý gì chứ. Thính giác của Vương Nhất khác với người thường nên lập tức nghe ra giọng của Kim Thành Vũ, ánh mắt anh liền tối sầm lại. Kim Thành Vũ, lần trước tôi tha mạng chó cho anh, nhưng anh vẫn lì lợm, còn muốn bắt cóc Khinh Hồng. Thường Lâm không biết rằng Vương Nhất đã quyết tâm muốn giết anh ta và Kim Thành Vũ, anh đứng bên cạnh không nói một lời, sắc mặt tệ khủng khiếp. Nhớ lại lúc nãy Vương Nhất gọi Tuyết Nhi chứ không phải Lý Khinh Hồng, Thường Lâm cứ tưởng anh muốn khiến mình sao nhãng, ai ngờ thật sự bắt nhầm người. Một đám phế vật. Thường Lâm tức giận đến mức khóe miệng giật giật, nhưng bốn người bắt cóc Lý Tuyết Nhi đã chết rồi, muốn chút giận cũng không được. Tuy nhiên, nghĩ tới dáng vẻ lo lắng của Vương Nhất, khóe miệng của Thường Lâm lại nhếch lên, anh Kim, anh đừng hoảng, tuy xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nhưng mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Là sao? Thường Lâm cười, dù con tin có phải là Lý Khinh Hồng hay không thì bọn họ đều là người quan trọng với Vương Nhất. Chỉ cần con tin ở trong tay chúng ta, hắn sẽ không dám manh động. Nghe vậy, Kim Thành Vũ cũng không tức giận nữa, cũng có lý, người phụ nữ này trông rất giống Lý Khinh Hồng, rất có thể là chị gái hoặc em gái. Chính xác, ý cười trên mặt Thường Lâm càng đậm hơn, anh ta nói, mặc dù không phải là Lý Khinh Hồng nhưng cũng là cực phẩm hiếm thấy. Hơn nữa, 5 năm trước Lý Khinh Hồng đã bị một cây gậy khai bao rồi, là hàng second, hen rồi. Còn người này lại là hàng chưa bóc, tôi thấy ngài Kim được lời thì có. Kim Thành Vũ vô cùng khoái trá, ha ha ha, đúng là biết cách nói chuyện, không tệ, không nếm được Lý Khinh Hồng thì nếm thử em gái cô ta cũng được. Sau khi cúp máy, Thường Lâm khôi phục lại dáng vẻ bình thường, anh ta nhìn Vương Nhất rồi nở nụ cười, tao thừa nhận đã bắt nhầm người nhưng thế thì sao? Bây giờ chỉ có mình tao biết ả đang ở đâu, nếu mày giết tao thì mày sẽ không tìm được con ả đâu. Vương Nhất đứng yên, anh tự tin vậy sao? Đương nhiên rồi. Thường Lâm cười rạng rỡ, không tin thì mày có thể thử xem. Bùm! Ngay sau đó, Vương Nhất liền xuất hiện trước mặt anh ta, anh tóm lấy cổ họng Thường Lâm rồi siết chặt. Hai mắt Thường Lâm trợn to, khuôn mặt anh ta đỏ bừng, anh cảm giác mình sắp nghẹt thở. Tuy nhiên, cơ mặt anh ta vẫn giật giật. Anh ta đang cười. Cho dù bị Vương Nhất siết cổ họng thì anh ta vẫn dặn ra một câu hoàn chỉnh như nặn kem đánh răng. Xem ra mày đã quyết tâm muốn giết tao, tao khuyên mày nên nhanh lên một chút, nếu tới trễ thì cơ thể của con đàn bà đó không còn giữ được đâu. Câu nói này khiến ánh mắt Vương Nhất trở nên lạnh lẽo, lòng bàn tay càng dùng lực. Đúng vậy, cứ bóp cổ tao đi. Sắc mặt Thường Lâm chuyển từ đỏ thành tím, thậm chí còn thè lưỡi như ma treo cổ, nhưng trong mắt anh ta lại lóe lên vài tia hưng phấn. Nếu tao chết, thì mày sẽ không tìm được con đàn bà đó nữa, cả đời này mày sẽ sống trong ân hận và tự trách. Nhìn thấy mày tức giận và đau khổ, tao vui lắm, ba tao cũng thế. Vương Nhất trầm mặc, dù trong lòng đang cực kỳ tức giận nhưng anh vẫn buông Thường Lâm ra. Không khí trong lành lại tràn vào phổi, sắc mặt Thường Lâm trở lại bình thường, ý cười trên mặt cũng đậm hơn. Tại sao mày không ra tay? Rõ ràng mày có thể dễ dàng giết chết tao nhưng mày lại không làm như thế, mày đang sợ đúng không? Anh ta nhìn Vương Nhất rồi cười, mày sợ nếu giết tao thì mày sẽ không thể tìm thấy con nhỏ đó nữa. Ánh mắt Vương Nhất tối sầm, anh im lặng không đáp. Đây cũng là điều anh sợ nhất, tuy trên đường tới đây, anh đã nhờ Lãnh Nhan điều tra, nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì. Nói đi, yêu cầu của anh là gì? Anh trầm giọng hỏi. Thường Lâm cười nói, rất đơn giản, lần này tôi thừa nhận thất bại, tôi phải giữ mạng mình an toàn.
Vương Nhất lập tức lùi về phía sau một bước, mục tiêu của anh chỉ là tôi thôi. Không liên quan gì tới Tuyết Nhi, cô ấy vô tội, chỉ cần anh thả cô ấy ra thì tôi sẽ không làm khó anh. Vương Nhất thật tâm trả lời, bây giờ anh chỉ muốn đưa Lý Tuyết Nhi trở về an toàn. Đối phó với loại tiểu nhân như Thường Lâm cũng được thôi nhưng anh không quan tâm lắm. Nhưng Thường Lâm lại cười giễu, mày nghĩ tao sẽ tin mày sao, nếu tao giao con tin cho mày thì đời tao chấm hết rồi. Anh muốn gì? Sự kiên nhẫn trong mắt Vương Nhất dần biến mất, nếu thật sự ép anh thì anh sẽ bảo 10 vạn quân nhập cảnh và đi khắp nơi lùng soát. Thấy Vương Nhất sắp mất kiên nhẫn, Thường Lâm ngừng nói nhảm, thả tao đi, đến khi tao cảm thấy mình đã được an toàn thì tao sẽ thả con đàn bà đó ra. Tình hình hiện tại đã thay đổi, lúc trước Lý Tuyết Nhi là con bài để uy hiếp Vương Nhất thì bây giờ, cô ta đã trở thành con bài để Thường Lâm tự bảo vệ mình. Anh đi đi. Vương Nhất gật đầu và giữ khoảng cách an toàn với Thường Lâm, tôi hy vọng anh sẽ giữ lời hứa. Thường Lâm cảnh giác nhìn anh, đến tận khi leo lên chiếc xe dưới lầu thì anh ta mới yên tâm. Chiếc xe nổ máy, Thường Lâm cười giễu, muốn tao thả à? Đừng có mơ, sáng mai mày đợi mà nhặt xác à đi. Nhưng Thường Lâm không ngờ rằng Vương Nhất cũng biến mất khỏi nhà máy bỏ hoang. Trong khi đó, ở biệt thự ngoại ô, trên tầng 3, chỉ có tầng này sáng điện, hơn nữa trong một căn phòng, hai tay Lý Tuyết Nhi đang bị trói chặt, trên miệng còn bị dán băng dính dày. Cô ta thậm chí không nói được lời nào, chỉ có thể thút thít, kinh hãi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, cả người vặn vẹo kịch liệt. Cạnh giường còn có một chiếc máy quay để ghi hình. Kim Thành Vũ đã chuẩn bị đầy đủ, anh ta nhìn Lý Tuyết Nhi đang nằm nghiêng trên giường, hai mắt dần nóng rực. Mặc dù cô ta không phải là Lý Khinh Hồng, nhưng lại quá giống Lý Khinh Hồng, hơn nữa còn trẻ hơn, tràn ngập hơi thở thanh xuân hơn. Quan trọng là trên người Lý Tuyết Nhi tỏa ra mùi hương thoang thoảng của gái trinh, cô ta vẫn chưa được bóc tem. Tái ông mất ngựa, không biết là phúc hay là họa nữa. Kim Thành Vũ nhìn Lý Tuyết Nhi bằng ánh mắt nóng rực. Anh ta ấn nút ghi hình rồi leo lên giường, mặc kệ ánh mắt kinh hãi tới cực điểm của Lý Tuyết Nhi. Bé yêu, anh tới đây. Hai mắt Lý Tuyết Nhi mở to, cô ta giãy giụa kịch liệt, nhưng tay chân đều bị trói, muốn chạy cũng không được. Nghĩ đến sự trong trắng của mình bị cứ hủy thế này, từng giọt nước mắt chảy ra. Bù! Đột nhiên, một con dao bay sắc lạnh từ ngoài cửa sổ bay vào, lướt qua đỉnh đầu Kim Thành Vũ rồi cắm phập vào tường. Lưỡi dao chỉ cách ra đầu anh ta một tấc. Kim Thành Vũ đang định cởi quần áo Lý Tuyết Nhi ra thì toàn thân cứng đờ, anh ta sợ tới mức suýt chết tại chỗ. Kim Thành Vũ cứng ngắc quay đầu lại, rèm cửa bị gió lạnh thổi xốc lên, một người phụ nữ mặc đồ bó màu đen đang đứng ở cửa sổ lạnh lùng nhìn anh ta. Trong tay cô ta là một con dao găm sắc lạnh đang xoay vòng vòng tạo ra những hoa đao vừa xinh đẹp lại vừa lạnh lẽo. 20 phút sau, một chiếc xe dừng ở cổng biệt thự. Thường Lâm xuống xe, anh ta nhìn thời gian, trên mặt hiện lên một nụ cười nham hiểm, đã lâu như vậy rồi, chắc cũng kết thúc rồi. Nói xong, anh ta vừa đẩy cửa bước vào vừa cười đắc ý, anh Kim, kết quả thế nào? Tuy nhiên, trong nhà lại cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng vọng của Thường Lâm. Anh Kim, Thường Lâm hơi sững người, sau đó anh ta đi về phía một căn phòng. Khi vừa mở cửa ra, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Mặt đất đầy những mảnh thủy tinh, từng cơn gió lạnh thổi vào, hất tung rèm cửa hai bên. Người phụ nữ trên giường đã biến mất, còn Kim Thành Vũ thì nằm trên mặt đất đầy máu, trên người anh ta đầy vết dao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì vậy? Thường Lâm biến sắc, anh ta nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ nhìn xung quanh. Bên ngoài tối đen như mực, không chút bóng người. Thường Lâm không quan tâm đã chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh ta đến cạnh Kim Thành Vũ rồi thử kiểm tra hơi thở. Vẫn còn sống. Thường Lâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh ta lắc mạnh Kim Thành Vũ, anh Kim, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Nhưng dù lắc mạnh cơ nào thì Kim Thành Vũ vẫn không chút phản ứng. Thường Lâm vô cùng sốc, một cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể. Người đầu tiên hiện lên trong đầu Thường Lâm là Vương Nhất. Nhưng anh ta nghĩ kỹ lại thì không thể nào. Bởi vì Vương Nhất thậm chí còn không biết anh ta đã giấu con tin ở đây, chứ đừng nói đến việc giải cứu con tin trước anh ta. Bỗng Thường Lâm nhìn quanh và phát hiện máy quay vẫn đang chạy. Anh ta bước nhanh đến chỗ máy quay, sau đó bấm nút dừng và định xem có chuyện gì xảy ra. Bang bang bang. Đúng lúc này, cửa biệt thự bị ai đó gõ mạnh.
Thường Lâm cau mày hét lên, có chuyện gì thì lát nữa nói. Kim Thành Vũ đã hôn mê rồi, hiện tại trong biệt thự chỉ có anh ta và tài xế nên Thường Lâm cứ tưởng người gõ cửa là tài xế của mình. Bang bang bang, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn hơn, như muốn đập nát cánh cửa. Trong lòng Thường Lâm tràn ngập lửa giận, anh ta nhanh chóng đi xuống lầu mở cửa. Nhưng anh ta còn chưa kịp mở cửa thì một lực mạnh từ ngoài truyền đến. Cánh cửa bị hất bay rồi đè lên người Thường Lâm khiến anh ta nằm bẹp bên dưới. Khụ khụ, khói bụi mịt mù, Thường Lâm liên tục ho khan, lúc này trước mặt anh ta xuất hiện một đôi giày da sẫm màu. Cả người Thường Lâm run lên, anh cứng ngắc ngẩng đầu lên rồi thấy Vương Nhất lạnh lùng đi tới trước mặt mình. Trong phút chốc, Thường Lâm như gặp phải đại địch, anh ta kinh hãi, sao mày tìm được nơi này? Cảm ơn anh đã dẫn đường. Vương Nhất từ trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn ngập sát ý, tôi đã cho anh một cơ hội sống, nhưng chính anh lại không trân trọng, vậy thì đừng trách tôi. Thường Lâm kinh hãi đến cùng cực. Anh ta biết rõ con tin chính là quân cờ cứu mạng mình, bây giờ con tin đã không cánh mà bay rồi. Không có lớp bảo vệ này, Vương Nhất muốn giết anh ta cũng không cần do dự nữa. Không, anh không thể giết tôi vẫn có ích. Thường Lâm vội vàng bò dậy rồi quỳ xuống van xin Vương Nhất. Giá trị duy nhất của anh là nói cho tôi biết con tin ở đâu. Vương Nhất lạnh lùng nói. Ở đây, cô ta ở đây. Thường Lâm vội vàng chỉ vào một căn phòng và nói. Vương Nhất nhìn sang rồi sải bước đi vào phòng. Thường Lâm không quan tâm cả người đang đau đớn dữ dội, anh ta ôm lấy xương sườn rồi điên cuồng chạy trốn. Vừa vào phòng, anh ta đã nhận ra người phụ nữ kia đã biến mất một cách bí ẩn nhưng Thường Lâm lại không nói cho Vương Nhất, cốt là để câu giờ bảo toàn mạng sống thôi. Nhưng thủ đoạn nhỏ này lập tức bị Vương Nhất nhìn thấu, anh chỉ thấy Kim Thành Vũ đang hôn mê, còn Lý Tuyết Nhi thì không rõ tung tích. Trong mắt Vương Nhất lộ ra sát khí, anh cầm lấy cây đèn kim loại rồi đập về phía Thường Lâm. Chúng ngay ót Thường Lâm, hai mắt anh ta tối sầm rồi ngất đi. Vương Nhất sải bước đi ra, trong mắt tràn đầy lửa giận, mặc kệ việc anh ta đã ngất đi, Vương Nhất trực tiếp nắm lấy đầu Thường Lâm rồi đập mạnh xuống sàn. Bùm! Dưới cơn đau dữ dội, Thường Lâm tỉnh dậy mà cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất, anh ta run lên vì sợ hãi. Cảnh tượng Vương Nhất giải quyết đám thuộc hạ trong chớp mắt vẫn khắc sâu vào đầu anh ta. Anh không thể giết tôi, nếu không anh sẽ hối hận. Anh nhìn Vương Nhất rồi kinh hãi hét lên. Anh dám lừa tôi. Vương Nhất nhả ra từng chữ, sau đó cao giọng gầm lên, nói. Người ở đâu? Tôi cũng không biết. Thường Lâm sợ tới mức hồn bay phách tán, sắc mặt anh ta tái nhợt. Thuộc hạ của tôi đã giấu người ở đây nhưng tôi không biết tại sao cô ta lại biến mất. Anh nghĩ tôi vẫn sẽ tin anh sao? Vương Nhất lạnh lùng nói, tôi đếm tới ba, nếu anh còn không nói thì khi mỗi một phút trôi qua, tôi sẽ cắt một bộ phận trên người anh. Thường Lâm càng hoảng sợ, anh ta biết Vương Nhất hoàn toàn dám làm như thế. Nhưng anh ta cũng đâu biết người biến đi chốn nào. Hết giờ. Giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất vang lên. Sau đó anh tóm lấy một ngón tay rồi Thường Lâm rồi dùng lực vặn. Rắc! Một ngón tay của Thường Lâm đã bị Vương Nhất vặn gãy. A! À, anh ta đau đớn hét lên, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Nếu tính cả chân thì anh có 19 ngón. Vương Nhất nhàn nhạt nói. Thường Lâm kinh hãi đến cực điểm, cơ thể anh ta run rẩy kịch liệt, anh ta vắt óc suy nghĩ nhưng đều vô ích. Rắc! Vương Nhất lại bẻ thêm một ngón tay của Thường Lâm. A! À, Thường Lâm đau như sắp chết, cả người toàn mồ hôi lạnh. Tiếp theo đó, cứ mỗi phút trôi qua, Vương Nhất lại bẻ thêm một ngón tay của Thường Lâm. 10 phút sau, 10 ngón tay của Thường Lâm đều mềm oặt rũ xuống như bún, còn Thường Lâm đã ngất đi vì đau đớn. Nhưng Vương Nhất vẫn không chút thương tiếc. Tiếp theo là các khớp khác. Vương Nhất lạnh lùng nói, cơ thể con người có 206 cái xương, nếu anh cứ không nói thì tôi sẽ tiếp tục đập nát từng một cái. Từ nay về sau, anh chỉ có thể bò như sâu. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Nhất reo lên. Là Lý Khinh Hồng gọi. Bỗng chốc, tất cả sát khí trong người anh đều tiêu tan, Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng kích động nói trong điện thoại, không sao rồi, Tuyết Nhi đã không sao rồi. Lời vừa dứt, sắc mặt Vương Nhất lập tức thay đổi, cái gì? Tuyết Nhi không sao rồi. Ngữ khí của Lý Khinh Hồng cũng trở nên kỳ lạ.
chẳng lẽ không phải anh cứu sao? Vương Nhất càng thêm kinh ngạc, anh còn chưa gặp Lý Tuyết Nhi cơ mà. Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía căn phòng lộn xộn trong biệt thự rồi tựa hồ nghĩ ra gì đó, mắt anh hơi lóe lên. Anh mau quay về đi, Tuyết Nhi không sao rồi, thật tốt quá. Lý Khinh Hồng không để tâm nữa, cô mừng tới phát khóc. Sau khi cúp máy, Vương Nhất quay lại nhìn Thường Lâm rồi lạnh lùng nói, Tuyết Nhi đã ổn rồi. Vốn đang hấp hối nhưng khi nghe thấy lời này, Thường Lâm lập tức lên tinh thần ngồi dậy cầu xin, nếu đã không sao rồi thì anh hãy thả tôi đi. Sát khí trong mắt Vương Nhất đã tiêu tan, nhưng sắc mặt anh vẫn rất lạnh lùng, anh tưởng sau khi làm ra chuyện như vậy mà tôi còn có thể tha cho anh sao? Anh muốn làm gì? Nghe vậy, Thường Lâm sửng sốt. Tôi sẽ không giết anh. Câu đầu tiên khiến Thường Lâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu tiếp theo lại khiến Thường Lâm trở nên kinh hãi. Bởi vì, cho anh chết thì quá nhân từ rồi, tôi muốn anh sống cả đời như sâu bọ. Vương Nhất lạnh giọng như tử thần phán quyết. Vừa dứt lời, anh liền giơ chân dẫm lên tứ chi của Thường Lâm. Mọi chuyện chưa kết thúc, Vương Nhất còn đấm mạnh lên sống lưng của Thường Lâm. Rắc rắc. Trong phút chốc, tất cả xương cốt trong cơ thể anh ta đều bị nát vụn. Vương Nhất nói rồi, anh nói mình sẽ đập hết xương cốt trong người anh ta thì nhất định đập nát thật. Từ nay về sau, anh ta chỉ có thể bò như sâu bò. Sau khi làm xong, Vương Nhất cũng không rời đi mà đi ngược vào phòng trong biệt thư. Anh phải tìm ra ai đã cứu Lý Tuyết Nhi. Sau khi nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt của Vương Nhất rơi lên chiếc máy quay phim. Anh bật một đoạn video dài một tiếng lên. Mở đầu là hình ảnh Lý Tuyết Nhi bị trói đang nằm trên giường vùng vẫy kịch liệt. Sau đó, một người đàn ông trèo lên giường, hắn ta còn chưa kịp xuống ta thì một con dao găm phóng tới, sau đó khung cảnh trở nên hỗn loạn không quay được gì. Tuy nhiên, trong mấy giây cuối cùng, một người phụ nữ mặc đồ da bó màu đen lướt qua màn hình, cô ta bế Lý Tuyết Nhi lên rồi rời đi. Dù chỉ thoáng qua nhưng Vương Nhất vẫn nhận ra người phụ nữ này là ai. Anh lập tức sững sờ, nghìn vạn biểu cảm đều biến thành nụ cười khổ. Người phụ nữ duy nhất mặc đồ bó màu đen là Lãnh Nhan. Nhưng rõ ràng, cô ta không phải là Lãnh Nhan. Trăng sáng vằng vặc, nhưng sao lại thưa thớt, một chiếc xe Porsche mui trần màu đen đang phi nhanh trên đường. Gió lớn thổi, làm mái tóc dài của cô gái đang ngồi trên ghế lái rối tung, khiến cô ta trông giống như một nữ thần lạnh lùng trên cung trăng. Lý Tuyết Nhi ngồi trên ghế phụ lái, ánh mắt nhìn người phụ nữ kia sắp biến thành hình trái tim rồi. Một người đàn ông mang theo một câu chuyện đã hấp dẫn rồi, người phụ nữ mang theo câu chuyện càng khiến người khác mê mẩn. Người phụ nữ này giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, cứu mình, khiến Lý Tuyết Nhi rất có thiện cảm với cô ta. Cô là ai? Tại sao lại cứu tôi? Bộ đồ da trên người cô mua ở đâu đấy? Ngầu thật đó. Sau khi lên xe, Lý Tuyết Nhi giống như một đứa bé hiếu kỳ, hỏi không ngừng. Nhưng, Lý Tuyết Nhi hỏi rất nhiều câu, đều không có được câu trả lời. Cuối cùng, bị Lý Tuyết Nhi hỏi đến mức cảm thấy phiền, người phụ nữ mới tùy tiện nói một câu, bởi vì Vương Nhất mới cứu cô. Hóa ra hy vọng có thể bịt được miệng Lý Tuyết Nhi, không ngờ lại càng khơi gợi sự tò mò của Lý Tuyết Nhi. Hai mắt cô ta sáng lên, cô với anh rể tôi biết nhau. Anh rể, người phụ nữ kinh ngạc liếc nhìn Lý Tuyết Nhi, hỏi, anh ấy kết hôn rồi. Đúng vậy, Lý Tuyết Nhi vẫn chưa nhận ra, cô ta đã để lộ ra bí mật của Vương Nhất. Vậy sao? Vẻ mặt người phụ nữ thay đổi thất thường, có lúc thất vọng, sau đó mỉm cười một cách ngang ngược, có cơ hội, thay tôi nói với anh ấy một tiếng, chúc mừng. Nụ cười kia, bao gồm rất nhiều thứ. Có sự thất vọng, buồn bã, còn có sự chúc phúc, vui mừng và hồi ức. Giống như đổ lọ ngũ vị hương, năm vị lẫn lộn với nhau. Lý Tuyết Nhi sững sờ, trực giác của người phụ nữ nói cho cô ta biết, mối quan hệ giữa anh rể và người phụ nữ này không đơn giản. Nhưng, cô ta cũng không hỏi nhiều, không lâu sau, đã đến tòa nhà quốc tế. Xuống xe, người phụ nữ ra lệnh nói. Lý Tuyết Nhi vẫn còn muốn hỏi cái gì đó, người phụ nữ đột nhiên trừng mắt, đem vấn đề mà Lý Tuyết Nhi muốn hỏi lườm trở về, rất không tình nguyện xuống xe. Người phụ nữ đạp ga, nghênh ngang rời đi, tiêu sái, bất kham giống như lúc đến. Vừa đi vào phòng làm việc của chủ tịch, Lý Khinh Hồng đã ôm chặt lấy Lý Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, em không sao chứ? Chị, sống sót sau tai họa,
Lý Tuyết Nhi cũng bộc lộ ra tấm chân tình của mình, ôm lấy chị gái. Không lâu sau, Đường Nhất trở về, nhìn hai chị em đang ôm nhau, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Anh rể, đợi đã. Lý Tuyết Nhi nhanh tay nhanh mắt, gọi Vương Nhất lại, em có chuyện muốn hỏi anh. Vương Nhất dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt né tránh, cố ý né tránh Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng nhìn thấy, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. Lý Tuyết Nhi cùng với Vương Nhất đi ra khỏi phòng làm việc, khuôn mặt tràn đầy sự nhiều chuyện hỏi, anh rể, người phụ nữ kia rốt cuộc là ai của anh? Vương Nhất liếc nhìn cô ta, nói, gặp cô ấy rồi. Đúng vậy, cô ấy thật ngầu, chỉ là có chút không thích nói chuyện. Vì vậy, Vương Nhất rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ gì. Rất lâu, anh mới u ám nói, cô ấy tên là Khương Nhã Mi, là chị dâu của tôi. Lý Tuyết Nhi lập tức trợn tròn mắt, mồm há thành chữ O. Hứa với tôi, chuyện này không được nói với Khinh Hồng. Vương Nhất nhìn Lý Tuyết Nhi một cách rất nghiêm túc, khẽ nói. Ồ, được. Lý Tuyết Nhi có chút hậm hực lè lưỡi, cũng nghĩ lại mà sợ, may mà không nhắc đến chuyện này trước mặt chị gái, nếu không đã làm hỏng việc rồi. Đồ ngốc cũng nhìn ra người phụ nữ lạnh lùng, chất lử kia có ý với anh rể, nhưng lại là chị dâu của anh. Lúc này, trên mặt Vương Nhất mới hiện lên một nụ cười, vậy thì, cô trở về với Khinh Hồng trước đi. Lý Tuyết Nhi sững sờ, anh không đi cùng bọn em sao? Vương Nhất lắc đầu, tôi còn có việc. Nói xong, đi về phía thang máy. Thang máy đi xuống từng tầng một, nụ cười trên mặt Vương Nhất cũng đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một sự lạnh lùng. Một chiếc Rolls-Royce đỗ ở bên dưới tầng, Lãnh Nhan đã cung kính chờ đợi nhiều giờ. Vương Nhất gật đầu với cô ta, sai đó mở cốp sau ra, chỉ thấy có một người đàn bị dao đâm nằm bên trong, chính là Kim Thành Vũ. Nhã Mi, cô tặng tôi một món quà lớn như thế này, tôi sao có thể mặt dày mà nhận lấy chứ? Vương Nhất nhìn Kim Thành Vũ hôn mê vẫn chưa tỉnh, giọng điện trở nên u ám, lạnh lùng, chuyện này, vẫn chưa xong đâu. Bịch, anh đóng mạnh cốp lại, sau đó nói với Lãnh Nhan, đi với tôi đến nhà họ Kim một chuyến. Vâng. Cậu chủ, Lãnh Nhan đạp ga, chiếc xe biến thành một tàn ảnh màu đen, chạy về phía nhà họ Kim. Là một trong bốn gia đình giàu có lớn nhất, nhà họ Kim có địa vị, sức ảnh hưởng lớn ở Thiên An, thời gian đã hơn 8 giờ, nhưng cửa nhà họ Kim vẫn đông như chảy hội, có rất nhiều chiếc xe thể thao giá trị cao đang đỗ ở đó. Lãnh Nhan hơi cau mày, xem ra, nhà họ Kim đang tổ chức hoạt động gì đó. Vẻ mặt Vương Nhất vẫn không thay đổi. Xuống xe, đi về phía nhà họ Kim. Trở về thăm chốn cũ, anh cảm thấy rất xúc động. 5 năm trước, anh suýt nữa ở rể nhà họ Kim, cũng chính ở đây, gặp phải hình phạt tra tấn của nhà họ Kim. Đi đi. Ánh mắt lướt qua từng chiếc xe, Vương Nhất sải bước đi vào trong. Vương Nhất, là anh. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc. Vương Nhất quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy hai người đàn ông mặc áo đuôi tôm màu đen của thương hiệu nổi tiếng, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc đang đi đến. Sau khi xác nhận đúng là Vương Nhất, trong mắt một người đàn ông lập tức hiện lên tia sát khí không thèm che giấu, nói, Vương Nhất, anh thật sự ăn gan hùm mật gấu hả, còn dám đến nhà họ Kim. Đôi mắt Vương Nhất hơi nheo lại, hai chàng trai trẻ này, chính là Đồng Thiên Tường và Bạch Hiển. Vương Nhất đã biết được nội tình của Đồng Thiên Tường. Là một trong số những đứa con hoang của Đồng Kiệt, gia chủ nhà họ Đồng. Còn về Bạch Hiển, là con trai của Bạch Vũ, từ lần trước, sau khi đích thân đến nhà họ Lý xin lỗi, nhà họ Bạch an phận hơn rất nhiều, không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Nhưng, lần này, mục đích của Vương Nhất là đoàn thể, anh không hề có hứng thú với những loại run rế như thế này, Vương Nhất còn không thèm liếc nhìn, đi thẳng qua. Đứng lại, thấy đồ bỏ đi này lại dám xem thường mình. Đồng Thiên Tường rất tức giận. Bạch Hiển cũng vội vàng đi lên, chặn đường anh nói, hôm nay là bữa tiệc thương nghiệp mà cô Kim, gia chủ nhà họ Kim tổ chức, những loại không có chức vụ không được phép vào bên trong. Dám cản đường của thiếu chủ, tôi thấy các người chán sống rồi. Lãnh Nhan đột nhiên quay đầu lại, trong mắt bắn ra hai tia lạnh lẽo, sát khí u ám kia, lập tức khiến Đồng Thiên Tường và Bạch Hiển sợ đến mức toát mồ hôi hột. Đồng Thiên Tường còn là lần đầu tiên gặp Lãnh Nhan. Cứ nghĩ là bạn gái đi cùng của Vương Nhất, không ngờ lại là vệ sĩ.
Bạch Hiển còn bị luồng sát khí kia dọa sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, sau khi hoàn hồn lại, đột nhiên cảm thấy thật mất mặt. Mình đường đường là cậu chủ nhà họ Bạch, trước mặt một tên phế vật lại bị dọa sợ thành ra như vậy. Vương Nhất, anh dám bảo vệ sĩ của anh dọa tôi. Ánh mắt Bạch Hiển u ám nhìn Vương Nhất, nói, thật sự nghĩ nhà họ Bạch sợ anh đúng không? Vương Nhất quay đầu lại, cười nhạo một tiếng, ồ. Vậy sao, thế lần trước, người quỳ trước mặt tôi, tự vả miệng là ai? Câu nói này hoàn toàn khơi dậy sát khí của Bạch Hiển, anh thật sự nghĩ nhà họ Bạch tôi, sẽ xin lỗi một gia tộc còn chưa bước vào giới thượng lưu sao? Đừng nằm mơ nữa. Anh ta cảm thấy nực cười, cái đồ bỏ đi này lại thật sự xem chuyện này là bùa hộ mệnh, anh ta không nhịn được mà nói ra chân tướng. Chuyện lần đó, là vì có nhân vật lớn ở trên cao hạ lệnh xuống, yêu cầu nhà họ Bạch tôi đến tận cửa xin lỗi, nếu không, anh cảm thấy nhà họ Lý còn có thể sống đến bây giờ sao? Không nói còn tốt, vừa nói đến, nụ cười trên khuôn mặt của Vương Nhất càng thêm đậm, nếu như anh ta biết được mình là nhân vật lớn, đưa ra mệnh lệnh, anh ta sẽ cảm thấy thế nào? Còn có nhà họ Đồng nữa. Đồng Thiên Tường bước lên một bước, giọng điệu hung ác nói, sở dĩ nhà họ Đồng xin lỗi nhà họ Lý cũng là nhận được chỉ thị từ cấp trên, nhà họ Lý mấy người, đã đắc tội với một nhân vật lớn không thể tưởng tượng được. Thấy Vương Nhất không nói gì, Bạch Hiển nghĩ là anh sợ, trực tiếp giơ ngón tay lên, mắng, biết điều một chút, nhanh đập đầu xin lỗi tôi, có lẽ tâm trạng của tôi tốt, có thể tha cho anh. Lúc này, ở cửa nhà họ Kim tiếp tục có người của những gia tộc khác đến, nhìn thấy cảnh tượng này, lần lượt đứng xem và cười trên nỗi đau của người khác. Đây không phải là đồ bỏ đi nhà họ Lý sao, 5 năm trước suýt nữa gả cho cô Kim, sao anh ta lại ở đây? Đắc tội với nhà họ Bạch, anh ta chết chắc rồi. Nhưng Vương Nhất lại nhìn Bạch Hiển với ánh mắt chế giễu, cũng không nói gì, đi thẳng về phía trước. Lãnh Nhan giống như một vệ sĩ trung thành, tùy tùng đi theo Vương Nhất. Bạch Hiển có chút kinh ngạc, sau đó nụ cười trở nên hung dữ, đã dám một mình xông vào nhà họ Kim, đúng là không biết sống chết. Vậy tôi thay nhà họ Kim, dạy dỗ cậu một chút. Vừa dứt lời, 4-5 vệ sĩ từ hai bên, xông về phía Vương Nhất. Mọi người giống như đã nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Vương Nhất. Thình thịch. Nhưng giây tiếp theo, Lãnh Nhan biến thành một tàn ảnh, giống như tia chớp đá ra 4 chân. Tất cả vệ sĩ của ả Bạch Hiển, không có gì bất ngờ, ngực của tất cả bọn họ đều lõm vào, bay ra ngoài. Trong đó có một người còn va phải Bạch Hiển, giống như chồng người, đập mạnh vào bức tường ở bên cạnh. Lúc này, truyền đến tiếng cười lớn của Vương Nhất. Mặc kệ hàng nghìn hàng vạn người ngăn cản, tôi vẫn tiến về phía trước, tôi xem ai có thể ngăn cản được tôi. Cửa lớn nhà họ Kim, lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn nhau, đều trợn trong mắt, hít một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người đều cho rằng người bị phế là Vương Nhất, kết quả cuối cùng người bị bay ra lại là Bạch Hiển. Bức tường vỡ thành 4-5 mảnh, tất cả vệ sĩ của nhà họ Bạch, đều giống nhau, ngực đều bị lõm vào, cả người bị thương, ngất đi. Còn về Bạch Hiển, bị thành một cái bánh quy kẹp, cơ thể suýt nữa bị kẹp xẹp lép. Không còn ai nghi ngờ gì nữa, chỉ cần lực của Lãnh Nhan mạnh hơn một chút nữa, Bạch Hiển có thể sẽ đá chết. Anh ta giãy giụa bò dậy, khuôn mặt vô cùng tái nhợt, vừa sợ hãi, vừa tức giận nhìn Vương Nhất, anh chấm ANS dám bảo vệ sĩ của anh hành hung trước mặt mọi người, đây là sân nhà họ Kim đó. Vương Nhất lạnh lùng cười một tiếng, nhà họ Kim thì sao, tôi có san bằng ngôi nhà tổ này, bọn họ có thể làm gì được tôi? Lời nói này vô cùng ngông cuồng và bá đạo, Bạch Hiển lập tức sững sờ, Đồng Thiên Tường và một đám người đại diện của những gia tộc khác, khuôn mặt ai cũng dại ra nhìn Vương Nhất. Trong ấn tượng của bọn họ, Vương Nhất nhìn thấy nhà họ Kim, không phải nên như chuột nhìn thấy mèo sao, tại sao khuôn mặt lại không chút sợ hãi nào? Chúng ta là khách nhà họ Kim mời đến, anh dám ra tay với nhà họ Kim, anh chết chắc rồi. Bạch Hiển hoàn hồn lại, vẻ mặt nhìn Vương Nhất đột nhiên trở nên độc ác. Sau đó lại nhìn Đồng Thiên Tường, anh Đồng, anh còn đợi cái gì nữa, mau thu phục cái tên rác rưởi kia đi, tôi muốn anh ta phải chết. Đồng Thiên Tường cũng gật đầu, vẻ mặt u ám nhìn Vương Nhất, tôi đã thông báo với Hiệp hội Võ Đạo rồi, không lâu nữa, sẽ có cao thủ đến, anh không giãy giụa được bao lâu nữa đâu. Cần đợi cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo sao, người ở đây, mỗi người một ngụm nước bọt, đã có thể dìm chết anh ta rồi. Bạch Hiển cũng liên tục cười khẩy. Bà tôi cũng ở đây, gia chủ nhà họ Đồng cũng ở đây, có
còn có gia chủ của rất nhiều gia tộc cũng được mời đến đây, anh ta lấy cái gì để đấu với tôi? Chuyện gì vậy, ai dám gây sự ở nhà họ Kim tôi? Lúc này, truyền đến một tiếng hét giận dữ, sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Kim Thành Phong dẫn theo một đám vệ sĩ tức giận lao đến. Thấy Kim Thành Phong xuất hiện, nụ cười khẩy trên mặt của Bạch Hiển và Đồng Thiên Tường càng sâu, chỉ vào Vương Nhất nói, cậu Kim, chính là cái đồ bỏ đi này, lại dám gây sự, đánh người ở cửa nhà họ Kim. Đồng Thiên Tường cũng ác độc nói, không được bỏ qua cho anh ta một cách dễ dàng, tốt nhất đánh gãy tứ chi của anh ta, để anh ta cả đời này làm ăn xin ở ven đường. Sau đó, Kim Thành Phong nhìn thấy Vương Nhất đang cười híp mắt nhìn anh ta, đột nhiên khóe miệng giật mạnh, sự tức giận trên mặt đột nhiên biến mất. Bạch Hiển không nhận ra bi kịch sắp xảy ra với mình, còn Dương Dương tự đắc nhìn Vương Nhất. Cậu Kim đích thân ra mặt, anh chết chắc rồi. Chát! Vẫn chưa nói xong, Kim Thành Vũ đã tát lên mặt Bạch Hiển một cái, vô cùng tức giận hét lên, anh câm miệng cho tôi. Ồ! Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người khuôn mặt ai cũng lập tức tràn đầy sự kinh ngạc, Bạch Hiển bị tát đến ngây người, cậu Kim, cậu đánh tôi làm gì, không phải nên đánh anh ta sao? Người ông đây đánh chính là anh. Khuôn mặt Kim Thành Phong tràn đầy sự tức giận, phẫn nộ lại sợ hãi nhìn Bạch Hiển, mắng, mẹ nó, anh bị mù hả, ngay cả anh Vương cũng dám đắc tội, còn dám liên lụy tới tôi, ông ta đánh chết anh. Nói xong, khí thế hung hăng, tiếp tục rơi lên mặt Bạch Hiển. Càng đánh, anh ta càng kinh hãi, hoảng hốt. Sau khi trở thành trợ lý riêng cho Kim Thúy Như, năng lực của Kim Thành Phong đã được rèn luyện và nâng cao, cũng tiếp xúc được với rất nhiều tin tức mà bình thường không nghe ngóng được. Gần đây Thiên An không yên bình, đầu tiên là dược phẩm Thường Kỳ sụp đổ, doanh nghiệp Ẩn Long thì đổi chủ, trong đó, có hình bóng của Vương Nhất, điều này khiến Kim Thành Phong càng thêm chắc chắc về sức mạnh của Vương Nhất. Còn không mau xin lỗi anh Vương đi. Đánh đủ rồi, Kim Thành Phong lại nói với Bạch Hiển. Khuôn mặt Bạch Hiển sưng vù, nghe thấy lời nói của Kim Thành Phong lại đập mạnh một cái. Đối phương chỉ là rác rưởi của một gia tộc nhỏ bé, cậu Kim lại bảo mình xin lỗi anh ta. Nhanh lên! Kim Thành Phong hung dữ nói, nếu như anh không xin lỗi, hội nghị tối nay, gia chủ nhà các anh sẽ không được tham gia. Lúc này, Bạch Hiển mới cảm thấy sợ hãi, vội vàng cúi người xin lỗi, anh Vương, xin lỗi. Nếu như vì chuyện này mà khiến Bạch gia bị đuổi ra ngoài, vậy ba của anh ta có thể sẽ đánh chết anh ta. Trở về nói với Bạch Vũ, nếu như không muốn nhà họ Bạch bị hủy diệt, thì hãy an phận cho tôi. Vứt lại câu này, Vương Nhất dẫn theo Lãnh Nhan tiếp tục đi vào nhà họ Kim. Gia chủ của tất cả các gia tộc đều thu lại sự xem thường lúc trước, nhìn bóng lưng của Vương Nhất, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Chàng trai trẻ này, không bình thường. Anh Vương. Kim Thành Phong vội vàng đuổi theo Vương Nhất, đợi đã, anh không thể đi vào. Thế nào, ngay cả anh cũng muốn ngăn cản tôi sao? Vương Nhất lạnh mặt, chất vấn hỏi. Không phải. Kim Thành Phong sợ hãi liếc nhìn Lãnh Nhan, sau khi xác nhận cô ta không lộ ra sát khí, mới đè giọng, khẽ nói, tối nay chị tôi đang tổ chức đại hội thương nghiệp ở đây, hầu hết các doanh nghiệp có tiếng tăm và gia tộc nổi tiếng đều đến tham gia. Gia tộc hoặc doanh nghiệp thể hiện được hết tài năng có thể trực tiếp hợp tác với Kim Thị. Còn một nguyên nhân và Kim Thành Phong không nói, đó chính là bây giờ anh ta là gián điệp hai mặt của Vương Nhất và Kim Thúy Như, điều anh ta sợ nhất chính là Vương Nhất và Kim Thúy Như chạm mặt nhau. Hóa ra là như vậy. Vương Nhất rơi vào trầm tư, sau đó mỉm cười, vậy tôi càng phải tham gia. Nói xong, sải bước đi vào trong nhà họ Kim.